Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình SE. Hôm nay Thu Hệ xin gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Nợ chồng phần 2 của tác giả Chu Khinh. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình SE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tất cả dũng khí của Mỹ Phi bị anh ôm lấy kia đều biến mất trong nháy mắt. Anh muốn cùng cô thế nào đây? trước đó cô đã làm công tác tư tưởng tự nhủ với lòng mình rằng đây là chuyện rất bình thường nhưng mà bây giờ bỗng chốc có chút sợ hãi có chút kinh hoàng lại có chút bất lực rõ ràng mới vừa rồi cô chủ động đi chiêu chọc anh thực chất cô muốn xem nghiêm túc như anh bị chiêu chọc sẽ như thế nào ai bảo giá vẻ thẹn thùng của anh động lòng người như vậy nhưng khi anh thật sự có phản ứng cô lại sợ được rồi Cô thừa nhận mình như vậy là rất xấu rồi Ai bảo chứ đủ anh thích như vậy cơ Nhưng mà anh là thạch quân nghị nha Người đàn ông nổi danh lý trí của Duệ Sang đâu Làm sao mà không chịu nổi chút chút đùa này cơ chứ Hiện tại biết Không thể tùy tiện nghịch lửa với đàn ông sao Đặt cô trên sườn lớn Đây là phòng trong mật siêu cấp hào hoa Phục vụ còn biết ý dùng hoa tươi Cái thành hình trái tim trái tim xinh đẹp Cô nằm trên một gian cánh hoa Tóc đèn xóa ra Mắt to lấp lánh đôi môi khẽ hé, đỏ tươi, như đó hoa nổi bật trên làn da sáng bóng căng mịn. Trong không khí ngập tràn hơi thường ngọt ngào, lúc này cô đẹp một cách kỳ lạ. Anh cúi người, cái khuôn mặt cô chưa tới ba phân, còn người đèn nhánh lúc này nóng sực và thâm thúy. Thấy bộ dạng hồn nhiên của cô vì anh tiến sát mà không dám hô hấp, anh mỉm cười. Khoảng cách giữa anh và cô thật là gần, thật là gần. Gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập của anh chỉ là đơn thuần nhìn thẳng vào mắt cô đã toàn thân nóng rực khó thở cực kỳ tổng tổng giám đốc anh anh muốn bọn họ phải làm thật sao thật ra cô còn không có cái đó chuẩn bị xong em nói xem hứng ngón tay anh từng chút từng chút tháo bỏ nút thắt trên thắt lưng cô chân mày anh tuấn nghiêng nghiêng nhíu lại có một loại ma mị quyến rũ khó nói thành lời cô rốt cuộc cũng hiểu đàn ông nghiêm chỉnh cỡ nào trên giường không bao giờ vết nổi hai chữ nghiêm túc thạch quân nghị là nhân vật tiêu biểu em cô khó khăn lắp bắp thân thể run rẩy lợi hại không biết đến tột cùng là mình đang mong đợi hay đang sợ hãi hoặc là cả hai cùng có thế nào khóe môi anh nhếch lên vừa rồi không phải gan rất lớn sao ngón tay anh thon thả ung um dung cuốn cuốn chiếc dây nơ thắt lưng của cô cô trợn tròn mắt nhìn động tác của anh, toàn thân đông cứng, một cử động cũng không dám. Anh nghịch đến nửa chừng, dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Cô nhanh nhẹn đưa mắt cầu xin tha thứ, nịnh nọt cười ngọt ngào với anh. Xin lỗi mà, xin lỗi mà. Cô sai được chưa? Làm sao dại dột nhất thời đi chiều chọc mãnh hổ chứ? Căn bản là chớ có đem gà đến miệng cáo mà. Anh khẽ cười đáp lại cô. Trong lúc cô vừa nghĩ được tha, anh nhẹ nhàng phun ra. Chậm. 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 Cô run lên bẩn bật, nhìn khuôn mặt anh từng chút từng chút thông thả, chậm rãi lại gần cô. Đôi mắt cô mở to, trừng lớn, sau đó hạ quyết tâm, dứt khoát nhắm mắt lại, tay chân răng rộng bất động. Đằng nào cũng phải làm, vậy thì đến đi. Chiếc chăn mềm mại trên giường che trên đầu. Ơ, ờ, cô giật mình mở mắt, trước mắt tối đen như mực. Cô lập tức kéo chiếc chăn đang che trên đầu, nhìn thấy anh đang yên lặng nằm bên, khóe môi còn trong một tiếc cười yếu ớt. Tổng, tổng giám đốc? Ừ, anh... Anh nghĩ chúng ta đều cần thời gian. Anh bình tĩnh nói. Nói vậy là anh mới vừa rồi là trêu chọc cô đó hả? Trái tim bị treo cao từ từ hạ xuống, nói không ra cảm giác gì, chỉ có thể ngây ngốc lên tiếng. Ờ rất thất vọng hả? Anh xoay đầu nhìn cô, khóe môi nhích rộng. Em không có. Khuôn mặt đỏ bừng liều chết lắc đầu. Cô mới không có thất vọng đâu, cô chỉ, chỉ là... Được rồi, em thừa nhận, em có một chút xíu. Sự thành thật của cô làm cho ánh sáng trong ánh mắt anh càng rực rỡ hơn. Cô bé này, từ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt anh, vẫn là trước sau như một. Tình cảm của cô nhu nhược của cô còn có tất cả cảm giác với anh luôn hoàn toàn biểu hiện ra chưa từng che giấu để bảo vệ mình chưa từng nghĩ như vậy sẽ dễ dàng chịu thương tổn nhưng cô như vậy lại làm cho tim anh đau chỉ muốn thật tốt quý trọng cô để cho anh muốn cũng thích cô đưa tay kéo cô vào trong ngực dịu dàng ôm cô mỹ vi dạ thành âm anh gọi tên cô vẫn là êm tai như vậy nhất là chỉ có kêu tên cảm giác thân mật, cảm giác thật tuyệt làm cho cô muốn rơi lệ. Ngủ đi. Chỉ đơn giản hai chữ, nhẹ nhàng xô tan mất mát của cô, vùi trong ngực anh, tai nghe tiếng nhịp đập vững chắc, trầm ổn của anh, cảm thấy như vậy, kỳ thật quá tuyệt diệu rồi. Tổng giám đốc. Ừ, anh thật tốt. Anh lần nữa mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc cô, lặng im không đáp. Khuôn mặt cô nhẹ nhàng lau lau trước ngực anh, bàn tay nhỏ nhắn ôm thắt lưng của anh từ từ nhắm mắt lại đêm tân hồn của hai người không có lửa nóng kích tình không có triển miên hoan ái nhưng lại khiến cô cảm nhận được trước nay chưa từng có hạnh phúc cùng an lòng dù sao anh cũng quan tâm cô dù sao tình cảm của hai người vẫn đáng chờ mong mà như vậy là tốt rồi dù là chốc lát không cải biến được cả đời nhưng mỗi ngày một chút chỉ cần có biến hóa thì có hy vọng không phải sao? Thời điểm cô gối trên khỉu tay anh thiếp đi, nụ cười vương trên môi vô cùng vô cùng ngọt ngào. Gió biển dịu dàng, bóng đêm tĩnh mịch, đêm này thật tuyệt. Màn đi rất đẹp, rất nên thơ, tuyệt đến mức mà không ai có thể dùng ngôn ngữ thông thường để hình dung nó. Nhất là cảnh đẹp như vậy, lại có người mình yêu thương nhất cùng đi bên cạnh. Tất cả cảnh sắc càng rực rỡ hơn tuần trong mật của thạch quân nghị cùng la mỹ vi thật sự vui vẻ cùng hạnh phúc mỗi sáng mở mắt ra mỹ vi đều bất sắc mỉm cười nằm ở trong ngực anh cảm thụ sự ấm áp che chở của anh cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc thích cảm giác có anh bên cạnh rất an lòng cùng thỏa mãn mandiver có rất nhiều đảo nhỏ muôn hình muôn vẻ bọn họ chậm rãi thưởng thức từng cái từng cái một ban ngày ra ở bờ biển anh sẽ mang cô theo hưởng thụ rất nhiều thú vui khác biệt lặn xuống đáy biển xem các loài cá đa dạng sắc màu thỉnh thoảng còn có con rùa biển rất lớn chậm rãi bơi qua người họ mỗi lần cô đều muốn vươn tay qua sờ sờ một chút nhưng lại sợ bị nó cắn liền trọng anh cười rất vui vẻ hoặc là sẽ nằm thành thơi trên bờ cát phơi mình giữa ánh nắng mặt trời những hạt cát mịn màng trắng tinh chảy từ từ dọc theo kẽ ngón tay loại cảm giác đó cũng thật tốt đẹp cô nghịch ngợm một chốc đã ngồi không yên nằm một lát đã chạy trên bờ cát nhặt vỏ sò hoặc là bị sóng biển đuổi chạy mà anh ngồi trên ghế dựa nhìn cô, bên môi luôn mang theo một nụ cười điên đảo chúng sinh, được anh để ý như vậy cũng là một loại ngọt ngào. Lúc hoàng hôn, hai người sẽ ngồi trên ghế gỗ cùng nhau ngắm mặt trời lặn trên biển, thưởng thức những sắc màu đang thi nhau tô vẽ trên bầu trời bao la. Đến tối, hai người đều không thích đi quầy rượu hay những nơi náo nhiệt đông người, dùng xong bữa tối, cũng nhau tàn bộ trên bờ cát, sau đó về phòng, nghe tiếng sóng biển vỗ về, tâm sự hoặc là anh mở laptop làm việc, cô mở tivi nghe những chương trình không hiểu ngôn ngữ kia, thì thoảng lại chạy đi quấy rối anh, ẩm ý làm anh không thể tiếp tục làm việc, chỉ có thể cùng nằm trên ghế sofa xem tivi cùng cô. Cô thích lặng lặng nằm trong ngực anh, làm cái gì cũng tốt, không làm cái gì cũng được, chỉ cần anh có thể ôm cô, cô đều cảm thấy thỏa mãn mỗi ngày cứ nhàn nhã trôi qua đều có một cảm giác mới mẻ mandiver có vô số đảo nhỏ xinh đẹp tuyệt trần mỗi đảo đều có sắc thái riêng mỗi khách sạn đều cấu trúc khác biệt mỗi cái đều có đặc sắc cùng vẻ đẹp rất riêng của mình ở Huvan văn nơi đó có bãi đá ngầm thác nước hổ bơi buổi tối nằm trên giường ngắm cảnh xinh đẹp tới mức cô không nỡ nhắm mắt lại ở bayan chi resort hai người được ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc đẹp nhất ở Hinton, nắm tay nhau chậm rãi dạo bước trên khu bán hàng lưu niệm dài 500 mét. Nhìn dòng nước lấp lánh dưới cầu, sóng nước mênh mông, dạo chơi vài bước. Ánh mặt trời kéo dài bóng hai người, cô sẽ nghịch ngợm đạp lên bóng anh, mà anh luôn để cô nghịch thỏa thích. Mandiver trở thành nơi cô yêu thích nhất. Nơi này không có phiền não, không có yêu hận, chỉ có anh cùng cô. Tính tình anh thật tốt, cực tốt, vô cùng nhẫn nại, lại có thể bao dung cô, Tất cả mọi điều cô muốn hoặc không muốn, anh đều kiên nhẫn cùng cô làm mọi việc. Kể cả hôm nay, cô muốn đến mở cát đẹp đến nổ tung mà người ta đề cử trong truyền thuyết, anh cũng vui lòng đáp ứng cô. Chỉ là... Em xác định đây là tuyến đường em đã hỏi hả? Anh nhìn bốn phía cây cỏ chập chờn bất đắc sĩ hỏi. Xác định đó. Cô liều chết gật đầu. Em nghiêm túc chăm chỉ, tỉ mỉ đem lời bọn họ nói cũng nhớ kỹ đó. Bãi cát kia là buổi chiều ngày hôm qua Cô đi tản bộ bên ngoài Cả một cặp vợ chồng người Anh Quốc Cũng là nghỉ tuần trong mật Đã nhiệt tình giới thiệu cho cô Chỉ là vô tình gặp được Cô và bọn họ nói chuyện đến cực kỳ hưng phấn Còn anh bởi vì nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp Mà chậm một chút mới tới đó Chỉ thấy vợ mình cùng cặp vợ chồng kia Lưu luyến không rời với tay chào tạm biệt Sau đó hôm nay Bọn họ ở chỗ này Tìm bờ cát xinh đẹp nhất trong miệng cô Nghe nói đường xá cũng không xa xôi Nghe nói nơi đó bờ cát tự như đường cát nhát, trong suốt tình khiết, nước biển xanh đến mức khiến người ta muốn lao đầu nhào tới. Nghe được những thứ này, cô gái thích náo nhiệt như cô, hưng phấn muốn chết, ghé vào lỗ ta anh không ngừng nói muốn đi. Thế nhưng đây, anh chỉ khối đá ngầm bên cạnh. Chúng ta đã đi ngang qua đây hai lần rồi. Anh hiện tại rất hoài nghi năng lực nhận thức đường của cô, bởi vì bọn họ đã ở trong rừng cây cối rậm rạp này luẩn quần nửa giờ lại hoàn toàn không một chút dấu hiệu sẽ thoát ra được. Vậy sao? Cô lồi kéo anh đến tảng đá ngầm kia, thuận tiện lấy ra điện thoại di động. Đến đây, chúng nó chụp ảnh kỷ niệm nào? Loại logic không giải thích nổi này, anh giờ cờ trắng xin hàng. Kỷ niệm cái gì? Lạc đường nha! Cô thẳng thắn hùng hồn nói. Ngàn năm khó gặp, đường đường thay tổng giám đốc cũng sẽ lạc đường. Chúng ta nhất định phải chụp lấy làm bằng chứng nha. Nhanh lên một chút, Nhìn lên một chút, cười nào? Anh thực sự chỉ có thể thở dài. Này, anh không có chút nào cả, nghiêm túc làm chi thế? Cười một cái cũng không mất miếng thịt mà. Cô nhìn tấm hình vừa chụp xong, nhìn đến vẻ mặt nghiêm nghị của hắn, không khỏi oán trách nói: chắc là sẽ không mất miếng thịt, nhưng nào có người đến nơi hoang vắng lạc đường, tự nhiên một chút cũng không nóng này. Còn nghĩ tới chụp ảnh kỷ niệm nữa chứ? Loại chuyện như vậy cũng chỉ có cô bé này mới nghĩ ra được thôi em không phải nói là em đã hỏi rõ ràng đường xá sao hiện tại đừng nói với anh là không biết đường đấy nhé hừm sau đó như vậy làm gì chứ tiếng anh của bọn họ nói vừa nhanh vừa vội em chỉ đoán đại ý thôi mà khoảng cách rất gần rất nhanh là có thể tìm được hi bãi biển đường cắt trắng nước biển xanh động lòng người ha ha cái này là em tự thêm đó anh có cảm thấy như vậy rất êm tai tương đối đẹp đúng không anh cảm thấy chính mình sẽ bị thiên minh của cô hại chết. Giờ tay dài dài huyệt thái dương. Em xác định là không biết đường đi, đúng không? Cô rất biết điều gật đầu. Lúc này cũng thật biết điều, ngoan muốn chết nhỉ. Được rồi, anh thừa nhận. Lần này là anh hết cách. Ai bảo anh ngu ngốc đi tin cam đoàn của cô, còn đi theo cô đến rừng cây này. Cũng nhanh hai giờ làm chi không biết. Thôi để anh. Anh biết đường nha. Cô vui vẻ, hai mắt sáng lên, theo lời cô thì đêm nay cũng chỉ có thể ở trong rừng cây này qua đêm thôi. Cũng không để trông cậy có thể tìm bãi cát kia. Nói không chừng căn bản là chẳng có cái bờ cát nào. Chỉ là cô nghe nhầm thôi. Anh lấy di động ra xem. Không có tín hiệu. Tốt rồi. Anh ngẩng đầu. Cẩn thận đánh giá rừng cây. Còn có hướng mặt trời. Giờ tay lên nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ thẳng hướng mặt trời. Âm thầm tính toán một phen. Sau đó chỉ vào hướng bên trái. Hướng nơi đó đi thẳng. Wow, anh thật lợi hại, lại có thể phân biệt được phương hướng đó. Cô kéo cánh tay của anh vui vẻ nói. Cô còn lợi hại hơn, rõ ràng là không biết đường, còn nói cái gì mà bờ cắt tuyệt đẹp trong truyền thuyết. Trọng điểm là, người khác giới thiệu một câu cô cũng nghe không hiểu. Cùng cô một chỗ ngày sau sẽ rất vui vẻ, nhưng cũng làm anh không nhịn được thở dài. Này, Tổng Giám Đốc, nói chuyện nhé. Cô lắc lắc cánh tay của anh, đầu chui vào khuỷu tay của anh anh tức giận à không có đối với tính cách của cô nhưng anh ở chung như vậy anh cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi chỉ cảm thán là mình hôm nay còn tin tưởng cô dựa vào sức phán đoán của cô mà chạy loạn anh nên tự mình hỏi cả vợ chồng kia như vậy bọn họ sẽ không bị lạc đường cô cũng có thể nhìn thấy bãi biển kia đúng nha anh sống ở mỹ khẳng định nói tiếng anh như gió nói một hai câu cho em nghe chút nào em lại nghe không hiểu cổ thật sự là nhân viên của Duệ Sang sao? Ảnh rất hoài nghi. Duệ Sang đối với yêu cầu tiếng Anh hình như không có thấp như vậy chứ. Ít nhất công văn nội bộ toàn dùng anh văn. Cô có phải là trà trộn vào không nhỉ? Làm gì phải nói như vậy chứ? Mỹ Phi bị đà kích rồi, bà vai rũ xuống. Cô thừa nhận là đầu óc mình rất đần, học cái gì cũng không tốt. Hồi đi học thi tiếng Anh, lần nào cũng rớt, đều phải thi hai lần. Thì lại mới qua, thật vất vả mới tốt nghiệp ban đầu vào công ty, phải nói là vận số cô tốt. Lúc phỏng vấn lại hợp mắt chủ trường nhiệm. Lúc phỏng vấn lại hợp mắt trường chủ nhiệm, quan tâm cô nên mới miễn cưỡng qua được. Cũng thật may là bộ phận hành chính của bọn họ cũng chẳng cần dùng tiếng Anh tiếng eo gì đó. Nên mới cho cô một đường đi vào ba năm chưa gặp sai lầm gì. Ấc, à, là không ra cái bất hạnh to lớn gì mới đúng. Nhưng là Mỹ Phi chính là La Mỹ Phi. Cho dù bị đà kích, cũng chỉ là một chuyện trong nháy mắt mà thôi một giây kế tiếp lập tức lại khôi phục tinh thần, gương mặt đến gần anh, lấy mắt đối kháng. Tổng giám đốc, anh biết không, trong phim Hàn thường có loại tình tiết đó đó. Anh trầm mặc, cảm giác mình không nói gì vẫn tốt hơn. Chính là nam chủ, cõng nữ chủ nha. Anh không trả lời, cô cũng không ngại, tự mình nói vậy. Mỗi lần thấy, em đều cảm thấy thật là lãng mạn. Anh nói xem, nếu như mà bây giờ, em nói với anh, chân em thật là đau. anh có bằng lòng cậu em hay không? anh dừng bước nhìn về phía cô. vẻ mặt mong đợi của cô ngước nhìn anh, trong mắt có lóe lên tia sáng nghịch ngợm. trầm mặt đi qua, anh lặng lặng mở miệng. sợ rằng không tốt. ơ, ờ, tại sao? anh cúi người xuống ngắm. sợ em phiền thôi. cô cũng đi theo cúi đầu xuống ngắm một hồi lâu không hiểu được. phiền gì cơ? anh tự tay bàn tay dán lên bên trong bắp bùi cô, từng điểm từng điểm hoạt động. Rốt cuộc cô hiểu rõ rồi, gương mặt đỏ rực muốn lôi về phía sau, lại bị anh ôm chặt tắt lưng, tay cậu anh còn ở giữa chân cô lưu luyến, tầm mắt chuyển qua ngực cô. Nếu như cõng em, anh sợ sẽ không chịu nổi. Cô làm sao mà lại cho rằng anh là người nghiêm túc đứng đắn chứ? Hừ, rõ ràng chính là đại sắc lang. Nếu như không phải cánh tay anh đang đỡ lấy, Lập tức cô liền sụi lơ trên đất rồi. Cô hôm nay một cái quần sót ừm siêu ngắn, nếu như mà anh cõng cô như lời cô nói, như vậy tay của anh sẽ à mà bộ ngực của cô sẽ còn dán trên lưng của anh. Sau đó lại như anh nói. Trời ạ, à, chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh sống động liên tiếp kia, mặt cô cũng như lò mắt quái của, của thái thượng lãng quân rồi. Vậy em nói cho anh biết, có muốn anh cõng em nữa không? Hử? Anh tiến sát tới cô, đôi môi anh vờn nhẹ trên gánh môi cô, rất gần, nhưng không có hôn cô ngay, mà bàn tay trái vẫn như cũ, ở trên đùi cô thong thả, chậm rãi vút ve, mà đến cho cô run rẩy mãnh liệt. Cô run run không biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể vô lực tựa vào người anh, cảm nhận. Loại biểu tình trẻ con thuần khiết vô tội đó, anh làm sao chịu đựng nổi hấp dẫn đó chứ? Đôi môi hôn lên bờ môi ngọt ngào của cô, nụ hôn này vô cùng nhiệt tình, cuồng giác cực điểm. Cô thờ hồn hển dựa vào người anh, mặc anh xuồng xá bốn phía ấn xuống hôn, đầu lưỡi dây dưa, mút, cắn. Bọn họ hôn càng sâu, không ngừng trao đổi nước miếng. Bàn tay của anh chui vào trong áo sơ mi của cô tìm kiếm, đụng lên quả tuyết lê trắng mềm, cực mê người. Bàn tay của anh mang theo vết chai, vuốt ve trên móng mềm mại của cô, mang đến một cảm xúc ngứa ngáy tuyệt diệu. Cô ở trong miệng anh thở dốc không ngừng, rét run mà nóng rực, lần lần cùng vô lực. Hồn cô cảm giác quá tuyệt rồi Anh ở trên môi cô than thở Bàn tay không tự chủ được đi lên trên Từ từ cởi ra khuy áo ngực của cô Sau đó vòng qua trước Nắn phần tư tốt no đủ a à! Bàn tay của anh cực nóng Vô cùng nóng Từ từ xoa nắn cô Bộ ngực của cô trở nên mẫn cảm đau đớn Cô chưa quen thuộc với ham muốn xa lạ này Thân thể co rút tránh lui về phía sau Nhưng một bàn tay khác của anh Vững vàng nắm chặt thắt lưng của cô cô không có cách nào lui quân được nữa. Hạt hồng hồng mềm mại kia đang nảy lên trong tay anh, cảm thấy nó đang ở trong lòng ngón tay anh ưỡn lên, làm anh nặng nề thở dốc. a à! Cô thét lên, đôi mắt ngấn nước, ngẩng đầu nhìn anh hồn nhiên vô tội. Nên ngừng, lý trí của anh nói cho anh biết, nơi này không phải địa phương có thể thỏa sức. Hơn nữa, cô còn không quá lưu loát, loại người thờ non nớt đó còn có sợ hãi theo bản năng, khiến cho anh tràn đầy thương tiếc không bỏ được bắt nạt cô nhưng cũng không thể không bắt nạt cô nữa anh thở dài ôm chặt lấy cô đỉnh dục vọng nóng sực đặt giữa bụng mềm mại của cô giữa hô hấp đều đã là hơi thở ngọt ngào của cô anh cố gắng khống chế mình không nên tiếp tục nữa mỹ vi cứng trên người anh cảm thấy bụng mình có một vật cứng rắn mà áp lực trầm trọng cô biết vật đó là gì cô cũng biết hiện tại anh đang ở tình huống gì bởi vì trên tiểu thuyết đều có ghi đàn ông vào thời điểm này mà hạng phanh đối với thân thể dường như ừm không tốt lắm đâu cô ôm lấy cổ anh mặt chun sâu vào nỗ lực cố gắng thật lâu mới tìm được dũng khí trở về khẽ khẽ nói em không ngại không ngại sao mình cho anh không ngại cùng anh tiếp xúc sâu nhất chặt chẽ nhất từ khi đáp ứng kết hôn cùng anh từ ngày đó bắt đầu cô cũng đã biết hai người sẽ có một ngày này mặc dù dường như cô vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt cô cô sợ đau nếu như thân thể của cô không run rẩy lợi hại như vậy anh cũng sẽ tin tưởng hơn một chút anh ôm lấy cô thật chặt rốt cuộc cũng tìm được về tự chủ đặt cô xuống ở bên môi cô nhẹ nhàng hôn lần sau anh đối với cô hứa hẹn cũng là đối với chính mình hứa hẹn có thất vọng có ngọt ngào anh đang cố gắng cô cảm nhận được anh tôn trọng cô săn sóc cô người đàn ông như vậy đáng giá cho cô đặt cược trái tim Cô cầm tay anh Em muốn hỏi anh vấn đề hôm nay Anh yêu thích em sao Tiếp tục ước hẹn của họ Mỗi ngày họ một vấn đề Anh hỏi cô tại sao thích anh Rồi hỏi cô cả điểm nhỏ trong cuộc sống của cô Mà cô mỗi ngày chỉ biết hỏi anh Cùng một câu nói Anh yêu thích em sao Cho dù anh đều im lặng không nói Nhưng cô không có thất vọng Bởi vì cô phát hiện anh đang chần trừ hơn nữa thời gian trần trừ càng ngày càng dài nếu như có trần trừ vậy thì chứng tỏ trái tim anh cũng theo thời gian từng chút từng chút dao động rồi điều này cũng rất bình thường thôi dù sao anh yêu đồng dây thiến coi như cùng cô ấy đã không còn khả năng nhưng tình cảm không thể chỉ vì anh kết hôn với cô mà biến mất lập tức được anh là người đàn ông chân thành chân thành đối diện với tình cảm của mình cũng chân thành đối diện với cô thạch quân nghị chưa bao giờ nói dối cũng vĩnh viễn không nói dối nhưng lần này không giống nữa anh trầm mặc thật lâu sau đó từ từ gật đầu cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn anh dường như không thể tin vào mắt mình anh vừa mới gật đầu đúng không cô không thể tin anh lần nữa gật đầu sau đó kiên định nhìn cô mở miệng đúng vậy mỹ vi anh thích em vườn tay mơn trấn khuôn mặt của cô không biết nhiều bao nhiêu nhưng anh biết rõ anh thích em Ngắn ngủi hai tuần lễ trung động, cô hoạt bát, cô đáng yêu, từng chút từng chút rung động anh. Trái tim kia từng chỉ vì đồng say thiến mà động lòng, từ từ bị sự hồn nhiên của cô giao động. Cô có lẽ không xinh đẹp, không thông minh, nhưng cô vô cùng chân thật. Một buổi tối ông cô ngủ, trái tim anh sẽ cảm thấy bình yên. Nhìn ngắm khuôn mặt cô lúc ngủ, anh có cảm giác mãnh liệt, mình có thể cứ mãi mãi như vậy nhìn cô đến cuối cuộc đời. Anh thích nghe cô nói chuyện cô luôn làm ra một chút chú ý nghịch ngợm nào đó, luôn luôn thích ẩm ý anh, nhưng anh lại vô cùng hưởng thụ cảm giác từng giây từng phút đi bên cạnh cô. Cô mang đến cho anh cảm giác hoàn toàn khác đồng dây thiến. Đồng dây thiến giống như ngọn lửa, xinh đẹp chết người. Tình cảm của bọn họ rất nhiệt tình, mãnh liệt. Cô ấy thích khống chế người khác, thích người khác làm theo ý mình, nhưng mỹ vì thì khác. Cô giống như một dòng suối nhỏ, trong veo lẽ mắt lành, đơn giản mà thuần khiết. Cô vừa mơ hồ lại dũng cảm, có lúc không thể nào giải thích được, nhưng cô cực kỳ chân thành, đáng yêu, cô không thích chỉ tay năm ngón, ngược lại cô rất thích anh sai bảo, dù là cho cô cầm văn kiện, cô cũng rất vui vẻ, mặc dù cô chưa một lần cầm chính xác. Tình cảm của cô sẽ không giấu giếm, thích anh sẽ hoàn toàn biểu đạt ra ngoài, không sợ hãi bị thương tổn, không suy tính được mất. Cô đối với vật chất yêu cầu cực thấp, chưa một lần cần này muốn kia, ngược lại là anh luôn cưng chiều cô hơn đem tất cả tốt đẹp cho cô chân chính cùng cô tiếp xúc rất khó để không bị cô hấp dẫn coi như không có bề ngoài xinh đẹp coi như không có thông minh lanh lợi nhưng cô có sự đáng yêu có thể làm động lòng người anh thích cô tới hôm nay rốt cuộc có thể trả lời cô anh thích cô mấy ngày này mỗi ngày đều sẽ hỏi anh hỏi anh có thích cô không nhưng anh không có cách nào trả lời vậy đúng đấy thiến coi là gì không thích vậy vì sao chỉ cần nhìn thấy cô trái tim anh sẽ ngập tràn vui vẻ thấy cô cười anh sẽ vui vẻ thấy cô thỉnh thoảng bị anh chọc cho tức giận anh sẽ cảm thấy thật là đáng yêu hôm nay ôm cô anh tự nhiên không hề muốn dừng lại anh nghĩ muốn ôm cô hôn cô muốn tiến vào cô cùng có kết hợp sâu nhất muốn cảm thụ tất cả của cô có lẽ rất nhiều người đàn ông cho dù trong hoàn cảnh không có tình cảm, cũng sẽ muốn một người con gái, nhưng những người đó không phải là anh. Anh phải yêu thích mới gần gũi, anh thích cô, bị cô hấp dẫn tự như trái đất xoay quanh mặt trời vậy. Chỉ cần nhìn cô, chỉ cần có thể thấy cô mỉm cười, anh liền muốn ôm cô vào trong ngực. Tình cảm đó, nếu không tên là thích, vậy sẽ gọi là gì? Mỹ Vi kinh ngạc nhìn anh, cuối cùng cũng từ miệng anh nghe được từ thích kia khiến cho cô có một loại xúc động muốn rơi lệ. Tựa như trải có bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng được nếm trải cây ngọt ngào, trái tim cô trong nháy mắt được hạnh phúc lấp đầy. Anh thích cô, anh nói thích cô, trời ạ. À. Tình cảm mãnh liệt ngập tràn trong lòng, cô vui vẻ chạy đến một bên, leo lên khối đá ngầm lớn, đôi tay khép chặt trước miệng, hồ thật to. Tôi yêu Mandiver, tôi yêu lạc đường. Xoay người lại, nhìn người đàn ông đang đứng đó mỉm cười với cô tôi yêu thầy quân nghị anh nên cảm thấy hành động như vậy thật ngốc nhưng anh lại không khống chế được Khóe môi đang từ từ dâng cao cô trực tiếp cùng nhiệt liệt biểu đạt tình cảm của mình như vậy lớn tiếng như vậy nói yêu anh anh thế nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc cánh tay của anh từ từ hướng cô mở ra cô hoàn hồ một tiếng trực tiếp nhảy vào trong ngực anh anh vững vàng tiếp lấy cô ôm cô thật chặt gió nhẹ vần qua kẽ lá, từng nốt nhạc nhẹ nhàng gầy lên, bóng lá chập chờn chim hót véo von, loài hoa không tên nở rộ giữa rừng sâu, đôi tình nhân ôm nhau, hình ảnh này như họa như thơ. Người có tình trong trời đất, dù cho lạc đường cũng đẹp động lòng người như vậy. Một khi tình cảm xác định, tất cả mọi chuyện cũng trở thành điều đương nhiên, hơn nữa còn là tự nhiên phải thế. Bọn họ ở chung càng thêm hòa hợp, càng thêm ngọt ngào bất luận đi tới đâu, anh cũng sẽ nắm tay cô thật chặt. Thời điểm không có người, nụ hồn của anh càng ngày càng càng rỡ, càng ngày càng lửa nóng. Cô quen thuộc hơi thở của anh, tất cả thuộc về anh. Đối với chuyện thân mật giữa hai người khác giới, dần dần chuyển từ sợ hãi thành mong đợi. Thậm chí cô còn mong đợi, anh không quân tử như vậy, có thể ôm lấy cổ cô sau đó. À, cô lúc nào thì hư vậy rồi, trong đầu luôn nghĩ tới nghĩ tới mấy thứ này như vậy không được đâu. Cúi đầu vùi vào trong nước mát, muốn để cho mình thành tĩnh một chút. Sao vậy? Một bàn tay to lớn vớt cô từ trong bể nước biển lên. Em còn chưa học được cách lấy hơi, lặn trong nước như thế không thoải mái đâu. Hôm nay cô vẫn cuốn chặt lấy anh học bơi lội. Thành thật mà nói, anh đối với chuyện này không ôm bất cứ hy vọng gì, bởi vì anh phát hiện trong hàng hà sa số những việc la mỹ tinh tiểu thư không am hiểu có đồng chí bơi lội. Ở Mandiver nhiều ngày như vậy, ngày ngày anh đều dạy cô, nhưng sau 3 tuần anh không thể làm gì khác hơn là chấp nhận. Có thể trình độ sư phạm của anh quá thấp, cho nên cô tận đến hôm nay vẫn chưa học được, ngay cả nổi đơn giản nhất cũng không học nổi. Anh đối với sự nghiệp bơi lội của cô hoàn toàn hết hy vọng rồi, nhưng mà người nào đó vẫn hưng phấn bừng bừng, thất bại liên tiếp cũng không nản trí, hôm nay lại tiếp tục lên đường. Nhưng càng ngày anh càng sâu sắc hiểu được, dạy cô học bơi trở thành một chuyện đối với hai người mà nói là cực kỳ khó khăn. Đổ bầy kiệm vào trong nước biển ôm ôm ấp ấp, tứ chi tiếp xúc nhau, sau đó sẽ biến thành một hồi nóng bỏng hôn môi, âu yếm, vuốt ve, không lần nào chạy cả. Ánh mắt họ đối diện nhau, ngày càng phát ra lửa nóng, thời gian hai người ôm hôn càng dài hơn, hiện tại lực kháng cự của anh với cô càng ngày càng thấp tệ hại. Anh đối với năng lực tự chủ của mình hoàn toàn mất đi lòng tin rồi, nhưng mà vẫn phải dạy. Hôm nay thật là vui vì sau vô số lần anh chỉ bảo cô rút cuộc có thể miễn cưỡng bởi được một quãng, nhưng lại chọc cho anh bật cười bởi vì tư thế của cô thật sự quá hài hước rồi. Mặc dù không có một chút kỹ thuật nào cả nhưng cuối cùng cũng đã tiến bộ rực rỡ rồi. Về phần lấy hơi động tác này quả là có độ khó cao dọa người với cô còn chưa nói tới hy vọng thành công cho nên mới nhìn thấy cô đột nhiên đem thân thể chìm trong biển nước anh bị dọa giật cả mình Mỹ Vi vừa nhấc con mắt đã nhìn thấy lồng ngực trần trụi của anh, từng khối từng khối bắp thịt rắn chắc phân bổ đều đặn, từng giọt nước đọng lại trên đó, ánh mặt trời chiếu tới, dường lên ánh sáng trong suốt, thì ra xinh đẹp có thể thay cơm, không chỉ dùng miêu tả phụ nữ thôi đâu. Giờ phút này, Thạch quần nghĩ để cho cô có một loại cảm giác đói khát điên cuồng, dùng sức nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy đôi môi khô khốc, thật muốn nhào tới đem những giọt nước đang chảy kia từng chút liếm sạch sẽ, hơn nữa, cô còn chậm rãi liếm. À, còn tiếp tục nghĩ tới nữa, máu mũi cô lập tức phun ra đó. Được rồi, cô thừa nhận. Hiện tại mỗi buổi tối, nằm ngủ trong ngực của anh, cô phát hiện đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Mỹ vì cô từ nhỏ tới giờ, đều thuộc dạng gối đầu chưa có ba giây, nên đi gặp chú công đánh cờ. Nhưng tối hôm qua nằm ở đó, cả một giờ đồng hồ cũng không ngủ được, chỉ có thể ngây ngốc ngắm khuôn mặt đang say giấc nồng của anh. Sau đó, cô hồn trộm anh đó cô giống như càng ngày càng sắc, càng ngày càng đói khát rồi, như vậy thật không tốt đâu. Cô phải tỉnh táo lại, nếu không chưa tới một giây nữa sẽ bổ nhào vào người anh, áp đảo, sau đó ăn sạch sành xanh đó. Đúng, tỉnh táo một chút. Cô đẩy anh ra, thân thể ra sức nhào về phía trước, muốn bơi cách xa một chút, hy vọng nước biển mát lạnh có thể giúp cô thanh tịnh. Nhưng chưa bơi được xa, cô lập tức cứng người bất động. Sao thế? vẫn cẩn thận canh chừng nhất cử nhất động của cô. Thạch quân nghị lập tức chú ý tới cô, có gì đó không ổn. Vội vàng mở miệng hỏi, chỉ thấy tay chân cô khô loạn khắp nơi, khuôn mặt sung huyết đỏ bừng. Có phải bị trột rút rồi không? Đó là tình huống trong nước dễ xảy ra nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Nghĩ tới khả năng này, anh lập tức bơi về hướng cô. Anh đừng qua đây! Cô lớn tiếng ngăn cản anh, tay vẫn tiếp tục múa loạn trong nước. Mỹ Phi, em làm sao vậy? Nói cho anh. Thấy cô có thể nói chuyện bình thường, xem ra không phải chuột rút, nhưng... Anh dừng cách cô một đoạn ngắn vô cùng kiên nhẫn hỏi. Em... Đáng chết, đi nơi nào, đi nơi nào, cô liệu chết tìm kiếm. Bất cứ chuyện gì cũng có thể nói. Em... Vẫn tìm không thấy, cô ấp a ấp úng do so sự một hồi lâu, sau đó rốt cuộc mở miệng. Em không tìm được đồ bơi anh là người cực kỳ thông minh, lập tức hiểu được trạng thái bây giờ của cô. Đồ bơi của cô chắc hẳn trong lúc cô bơi lung tung bị rớt rồi, bây giờ cô là... toàn thân chân trùi. Lập tức ngừng ngay mơ màng không nên kia, mặc dù anh biết rất rõ mình không có bao nhiêu tự chủ có thể dùng. Anh hít một hơi thật sâu, dịu dàng an ủi cô. Anh tới tìm giúp em, không cần hoảng, nơi này không có người khác. Người khác? Mỹ Vi sợ tới mức lập tức bơi về phía anh, lao thẳng vào ngực anh, ôm chặt không chịu buông. Em sẽ không bị thấy chứ, làm ơn, ngàn lần, vạn lần không thể được. Anh hung hăng hết một hơi, bộ ngực sữa non mềm, no đủ, hiện tại đang không chút che giấu, không ngừng cọ sát trên ngực anh. Loại kích thích này thật đúng là không phải chuyện đùa. Em không nên lộn xộn. Anh mau giúp em tìm nội bơi đi. Hai chân cô cố cốc chặt lấy hông anh, rắn chặt lấy anh, chỉ sợ người khác nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của mình mỹ vì bình tĩnh một chút không có người khác a à, đó a à, đó cuối cùng cô cũng có thể từ trong bối rối bình tĩnh lại sau đó cảm thấy anh cùng mình a à, thật xin lỗi thật mất thể diện cô vội vã từ trên thắt lưng anh tuột xuống nhưng động tác ở trong nước không được linh hoạt trên thực tế chẳng khác nào cô ở trên thân thể của anh từng điểm cọ sát qua đáng chết chỉ cần là đàn ông sao có thể chịu được loại đau đớn cùng ngọt ngào này chứ anh tức khắc cầm chặt lấy cổ tay cô kéo cô vào trong lồng ngực cúi đầu chặn lấy môi cô những ngày này cô dần dần quen với nụ hôn của anh cũng yêu chết nụ hôn của anh đôi môi lập tức phối hợp mở ra nghênh đón mặc anh thăm dò bất kể là dịu dàng hay cuồng dã chỉ cần là thạch quân nghị mang tới đều có thể. Anh ôm chặt cô, đầu lưỡi nặng nề ma sát cô, đem tất cả những ấm áp hút lấy, tất cả những bí ẩn vội vàng mút qua, ở trong miệng cô, anh nếm đến vị ngọt, cũng đem của chính mình mớm đến môi cô, nhìn cô ngoan ngoãn nuốt xuống. Đôi môi, khuôn mặt, cầm một đường đi xuống, liếm qua cổ, gáy trắng tinh của cô, khẽ gắn động mạch đang gấp gáp nhảy lên, cô ở trên người anh dãy rủa nóng cháy mỗi bộ phận trên cơ thể khát cầu yêu thương của đôi môi anh. Cô thật muốn anh hôn cô không cần buông ra, nhưng mà bộ ngực của cô sức đau khó chịu, muốn được anh hôn. Thầy quân nghị, ừ, thầy quân nghị. Một cỗ nhiệt lèn vào thân thể của cô đánh thẳng tới, để cho cô khó chịu tới cực điểm, rồi lại trống rỗng không biết làm sao, chỉ có thể vô lực rụi lờ trong ngực của anh, cọ cọ vào anh, gọi anh. Ừm, ngoan, không nên góp. Anh ăn ủi cô, bị dáng vẻ gấp gáp của cô chọc cười. À, em... Cô khó chịu sắp khóc lên, bụng vừa chua xót vừa mềm mại, dường như cần thứ gì đó. Nhưng cô không biết, chỉ có thể kéo tay anh tới bộ ngực của mình, nơi đó sưng đau, muốn được anh phút ve. Xúc cảm tuyệt mỹ truyền tới lòng bàn tay, khiến cho cầm dưới của anh rắn chặt hơn, dục vọng phía dưới sung mãnh khiến anh nổi điên, để cho anh có kích thích muốn ôm chặt cô, tách ra chân cô song thẳng vào. Nhưng là không được, nơi này không được. Bọn họ đang ở trong nước biển, mặc dù đây là biệt thự tư nhân, bãi biển riêng, nhưng dù sao vẫn là bán công khai. Hơn nữa anh không hy vọng lần đầu tiên của cô lại ở trong nước biển, như vậy cô sẽ không thoải mái. Anh ôm chặt thắt lưng của cô, sau đó bơi vào bờ, ban công của nhà họ thẳng hướng hải vực này, may là rất gần, ôm cô ra khỏi nước, chân của cô cuốn quanh hông anh, toàn bộ thân thể dính sát vào trên người anh anh cứ như vậy ôm cô leo lên cầu thang. Đáng chết, thật là muốn chết. Mỗi một bước đi, mềm mại của cô cọ sát dục vọng nóng rực của anh, làm cho anh căng thẳng, đau đớn. Loại này vừa sung sướng lại thống khổ, hành hạ, thật đúng là bức người nổi điên mà. Còn chưa nói vật nhỏ nhiệt tình trên người anh, không chút ăn phận, dậy tới dậy lui. Nếu không phải, anh có siêu cường tự chủ. Nếu không phải, anh muốn đạt được lần đầu tiên của bọn họ thật hoàn mỹ anh thật sự muốn cứ như vậy để cô xuống đất, trực tiếp làm. Chăm cay nhìn đắng, rốt cuộc đã đi tới phòng ngủ, cũng không có thời gian gột sánh nước biển trên người. Anh một phen buông cô ra đến lên giường lớn mềm mại, vội vàng áp lên ăn tươi nuốt sống đôi môi ngọt ngào đang khẽ xin gì kia. Nụ hôn này ấm mức thật lâu, khác biệt với bất kỳ nụ hôn nào trước kia, bởi vì bọn họ biết nụ hôn này sẽ mang bọn họ đi về hướng nào. Bàn tay nóng bỏng, bá đạo, to khỏe lưu luyến trên thân thể cô, cô đã sớm hỗn loạn, lý trí hoàn toàn biến mất. Tất cả chi giác đều đầu hàng trước đôi môi của anh, nằm trọn trong bàn tay anh. Nò đủ đẫy đà, bị nặng nề nắm chặt, hồn bú. Bàn tay của anh một đường đi xuống, mơn trớn thắt lưng tinh tế, chạm tới dưới bộ quần nhỏ, kéo xuống dưới, rất nhanh. Trên người cô vật che đậy cuối cùng cũng bị rút đi, cả người trần trụi nằm trên ga chảy giường trắng tinh. Già thịt trắng như tuyết, óng ánh trong suốt. Cô nằm ở đó, tóc dài xõa bên gối, đèn nhánh ướt át, đôi đút lê mượt mà, thắt lưng nhỏ nhắn, tinh tế, đẹp tới mức làm con người người ta đau nhói. Anh cởi sạch quần bơi của mình cúi người tới đây. Sợ sao? Anh dịu dàng thù thỉ bên tai cô, cô nhẹ nhàng lắc đầu, cô đã sớm không sợ, chỉ cần là anh, như thế nào cũng tốt. Cô khát vọng nằm trong ngực anh, thích được anh hôn, âu yếm, vuốt ve, làm chuyện cực kỳ thất mật với anh bảo bối ngoan anh nhỏ giọng than thở nhẹ nhàng hôn lên chán mũi, môi cằm mang theo dịu dàng say mê chết người tiếp tục hôn lên bộ ngực sữa của cô Ưm. Ừ. cô khẽ rên lên non nớt nho nhỏ ngọt ngào mềm mại không tự chủ ưỡn thân đem chính mình ngập sâu vào trong môi anh mặc anh bú mút dịu dàng biến thành một loại hành hạ Thạch quân nghị quả thật muốn nổi giận Làn da của cô mịn màng như da trẻ con Liếm láp một chút Cô đều mẫn cảm Run dày khiến miệng anh yêu thương không thôi Ở trên thân thể trắng như tuyết của cô Lưu lại dấu đỏ nhàn nhạt, nhạt, Anh vì hạt nhỏ mềm mại Như châu ngọc kia mềm mội đắm chìm Thay phiền bú mốt Cưng chiều Thỉnh thoảng nặng nề cắn dưỡng lấy tiếng kháng nghị ngọt ngào yêu kiều Của cô từ miệng anh đứng thẳng lên Cứng rắn như viên đá đầy đặn ướt át cô trằn trọc riêng gì, cảm thấy trong cơ thể có một cỗ sóng nhiệt thẳng trào ra, bụng mềm mại cấp tốc căng thẳng, phập phồng, cô nóng quá, khó chịu quá. Anh nặng nề đè trên người cô, dùng đôi môi mình, bàn tay mình, từng chút thăm dò thân thể của cô, hướng dẫn cô. Làn da đen bóng cùng mỗi trắng tuyết của cô, mãnh liệt kích thích thị giác, thân thể cô mềm mại, non nớt, cùng với khỏe đẹp rắn chắc của anh. Thật sự là kết hợp hoàn mỹ. Anh cúi đầu, hôn lên nơi ngọt ngào nhất của cô, từng chút một, kiên nhẫn dụ dỗ cô, cho đến khi cô gấp gáp ướn thân, điên cuồng uốn éo. Chất lòng ngọt ngào thấm ướt đầu lưỡi, bàn tay anh, anh biết cô đã chuẩn bị xong. ngẩng đầu hôn lên môi cô, chia sẻ mùi vị của cô, nụ hôn kết thúc. Anh lưu luyến không rời, liếm qua cánh môi nhỏ xinh, đôi mắt còn động lại mờ mịt, mê ly, êm ái nói thầm. Bảo bối không phải sợ cô nâng lên thân thể đôi môi hôn đến lồng ngực trần trụi của anh lưỡi nếm qua mùi vị của anh nước biển hoặc cùng với mồ hôi mặn hương vị khiến cô động lòng ngẩng đầu nghênh nón ánh mắt anh em không sợ xinh đẹp động lòng người cô sẽ làm anh nổi điên mất chút lý trí còn sót lại của thạch quân nghị bị cô xé nát thả ra dục vọng mãnh liệt của dã thú tách chân cô ra bảo bối hít sâu đôi môi hôn chặt cô sau đó tiến quân thần tốc. Cô ở trong miệng anh kêu rên, cảm thụ loại đau đớn, khoái cảm tích cực điểm. Rất đau, rất đau. Đây là anh mang tới cho cô. Rất ngọt, rất thỏa mãn. Tất cả đều là anh tặng cho cô. Bão chướng đau nhói, ma sát, điên cuồng. Nước mắt không tự chủ chảy ra, cô ôm chặt anh, chịu đựng sự điên cuồng, cưng chiều của anh. Bọn họ rốt cuộc có thể hoàn chỉnh kết hợp, cô thỏa mãn, không còn sờ cầu. Suốt một tháng nghỉ ngơi nhàn nhã, chỉ có hai người vui vẻ qua ngày. Đáng tiếc, ngày tốt đêm đẹp thì cũng phải kết thúc. Cho dù vô cùng lưu luyến không muốn rời đi, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, cô cũng không có gì tiếc nuối. Khi máy bay từ Malay chậm rãi cất cánh, tựa vào trong ngực thạch quân nghị, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Khóe môi Mỹ Phi vẫn khẽ nhếch lên. Cô yêu Mandiver, yêu cây cối, biển cát nơi đây, yêu tất cả ký ức ngọt ngào của nơi này trở lại Đài Loan, cuộc sống không khác biệt mấy so với trước kia, nhưng kỳ thật bất đồng. Trong cuộc sống của cô, có thêm một người, đó là ông xã của cô. Thạch Quân Nghị là người nắm quyền cả tập đoàn Duệ Sang, có thể nghỉ ngơi, thư thả suốt một tháng dòng theo cô đi tuần trong mật, đã dọa cô giận này mình rồi. Coi như cô không hiểu biết, nhưng cô cũng rất rõ quản lý một công ty lớn như vậy. Anh nhất định là chật vật đến thời gian ngủ cũng không có. Thế nhưng anh lại nguyện ý đi cùng cô, thực ra là rất ngọt ngào rồi. Là Mỹ Vy, bảo cô đi cầm tập tài liệu, cô lại chạy đâu rồi hả? Tiếng cầm lên giận dữ truyền ra từ văn phòng, khiến mấy người khác hồn vía cũng bay lên mây. Hay, Mỹ Vy mất đắc dĩ thở than, xem đi đã nói rồi mà, cuộc sống của cô vẫn như cũ, có thay đổi bao nhiêu đâu. Trở lại Đài Loan, đến công ty trả phép đi làm, vì cô tạm thời xin nghỉ, hơn nữa lại còn xin nghỉ trường ký như vậy, khiến chủ nhập giận dữ đến nổi trận lôi đình, giống đến mức cô phải ôm đầu đi sơ tán. Vì vậy tất cả nhiệm vụ vinh quang đều rơi vào trên đầu cô, tất cả chân lăng xăng cũng thuận tiện rơi vào trên đầu cô luôn. Được rồi, có hưởng thụ tự nhiên cũng có trừng phạt, cô hiểu mà. Ai bảo cô kiên trì không cho anh công khai thân phận của cô, không muốn từ đó về sau trong công ty mất tự nhiên. Cô thích cuộc sống hiện tại, có bạn bè tốt, có người quan tâm cô, có đồng nghiệp thân thiện, hiện tại có anh cổ cảm thấy thật là hoàn mỹ nhưng mà chỉ là nếu như tiếng giống giận của chủ nhiệm có thể bớt đi vậy thì càng hoàn mỹ hơn rồi chủ nhiệm tài liệu ngày cần đấy ạ à? vội vàng một đường lăng xăng vào phòng làm việc của chủ nhiệm cười đến vô cùng ngọt ngào đưa lên một xấp tài liệu chỉ là chạy lên lầu cầm tài liệu cổ đi mất nửa tiếng đồng hồ thật sự là mã hồng minh tức giận trừng mắt cầm lấy tài liệu cúi đầu xem xét. Là Mỹ Vi. Tiếng sư tử giống đã thất truyền, nay có thể tái xuất sang hồ. Bảo cô đi cầm có tập tài liệu thôi, cô tự nhiên có thể cầm nhầm. Cô cả ngày lẫn đêm, trong đầu rút cuộc là nghĩ cái gì hả? Cô tự mình xem xét đi. Đầu đầy bụi đất, Mỹ Vi từ trong phòng chủ nhiệm đi ra. Tiểu Vi à, cháu còn tốt đó chứ. Một ly nước đưa tới. Mỹ Vi cảm kích nhận lấy, cười cảm ơn bác sư có phải vẫn còn chưa điều chỉnh trạng thái của kỳ nghỉ phép không hả? Chị Đồng cũng quan tâm hỏi. Vì, chị cầm tài liệu là làm sao? Có phải lại tán gẫu với Lily phòng tài vụ không? Buồn dưa cái gì? Nói cho em một chút đi. Như vậy cũng đoán được. Mỹ vi lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trung Văn. Thôi khỏi, không cần phải sùng bái em quá thế đâu. Bởi vì mỗi lần đi phòng tài vụ, em cũng đều tám chuyện với Lily mà. Chuyện của cô ấy nhất định là sớm vang chấp giật. Trung Văn tùy ý xua xua tay. Thì ra là như vậy, Mỹ Vi gật gù nghe giảng. Vậy bọn em tám cái gì thế? Đồng tục tuệ luôn miệng hỏi. Trung Văn ném thêm một câu. Có phải bàn luận về chuyện tổng giám đốc kết hôn? Phóc, một ngụm nước phi thẳng từ miệng Mỹ Vi ra ngoài, cô hò sặc sụa, mặt đỏ bừng bừng không thở nổi. Thật là đứa nhỏ, uống nước mà cũng sặc nữa. Đồng tục tuệ thở dài, cầm lấy hộp khăn giấy đưa cho cô, Mỹ Vi mạnh mẽ rút mấy tờ che miệng. Vi, nói một chút đi, có phải hay không thế? Trung Văn vẫn không thể ngừng thúc giục. không có. Họ đến sắp tắt thở. Không. Trung Văn nhìn chằm chằm cô, không tin hỏi. Không thể nào không tám cách này. Gần đây, đề tài xuất xèo nhất của công ty là bà xã của tổng giám đốc mà. Vi, chị không biết đâu, chị đã bỏ lỡ thời khắc ngàn năm có một. Đúng vào lúc cao trào phim thì lại xin nghỉ phép. Trùng Tiểu Văn kéo Mỹ Vi vào bên cạnh, thần thiện tiếp tục. Tổng giám đốc đột nhiên thay đổi đối tượng kết hôn, thật đúng là kinh động toàn quốc. Tất cả mọi người đều to mò muốn chết. Rốt cuộc, ai có thể lợi hại như vậy, khiến tổng giám đốc đổi cô dâu chứ? À. Dùng khăn giấy che môi, Mỹ Vi cười vô cùng cứng ngắc. Nhất định là còn xinh đẹp hơn cả đồng dây thiến trùng văn chắc tay trước ngực thở dài ôa à, chỉ có thể là cô gái xinh đẹp thiên tiên mới có thể xứng đáng với tổng giám đốc anh minh thần võ của chúng ta còn xinh đẹp hơn đồng dây thiến mỹ vì đầu cúi thấp quá đáng nhất là cả công ty lại chỉ mỡ hổ thư ký với cô dâu là ai chị ấy bình thường tám chuyện thì rất dễ tính nhưng mà chuyện này thì câm như hến chị không biết cả tháng nay em bỏ bao công sức nói ngon nói ngọt thế mà một chữ cũng không nhạ ghế tởm cảm tạ hồ thư ký mỹ vi nước mắt lưng tròng hủy bỏ hôn lễ đã định sẵn không khách quý không truyền thông tổng giám đốc tự nhiên không một tiếng động đổi cô dâu liên kết hôn trời ạ à, chứng tỏ có bao nhiêu quyết tâm mới làm vậy cô dâu rút cuộc là thần thánh phương nào có thể mê đảo tổng giám đốc như vậy cái đó mỹ vi khẽ giơ tay lọt được vào mắt xanh của nữ hoàng mắt quái mới vội vàng hỏi đồng tiểu thư đó không nói gì sao Rõ ràng đồng giai tiến biết rất rõ là ai Sao lại không nói ra Còn có những cô gái kia Làm sao tin tức chuyển để phong tỏa ở đây Thạch quân nghị có can thiệp sao Trung văn lập tức bàn tặng cho cô ánh mắt khinh bỉ Em xin Cô ta làm sao có thể mở miệng đây Nghĩ một chút đi Đồng giai tiến vênh vênh váo váo như vậy Lần này tự nhiên tại hôn lễ Bị đoạt chú rể Hận kia còn chưa nuốt trôi Sao có mặt mũi nào mà nói cô dâu là ai chứ Ngày thiên hạ đồn là đi châu Âu giải sâu rồi thì ra là vậy mỹ vi gật gật đầu thằng đá trong lòng cũng rơi xuống xem ra những cô gái kia không có ra ngoài nói linh tinh cũng là do đồng tiểu thư ban thẳng thôi uy lực của nữ vương cho tới bây giờ cũng không nhỏ thật là may thật là may cô vô cùng cảm tạ đến ký này của đồng tiểu thư cho nên mỹ vi cô cho tới nay vẫn êm đềm qua ngày hừ nghĩ một chút cũng đáng đời tính khí cô ta như vậy tổng giám đốc của chúng ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy hiện tại rút cuộc tình ngộ thoát ly biển khổ ở cũng là chuyện tốt mỹ vì lao lòng mồ hôi thật ra thì không có chị không biết có bao nhiêu người trong công ty đốt pháo ăn mừng vì tổng giám đốc không có cưới đồng lai thiến đâu chỉ cần nghĩ tới cô ta trở thành phu nhân của tổng giám đốc em đến cả chân tóc cũng lạnh đồng tiểu thư cũng không có đáng sợ như vậy đâu tại sao không có trung văn hung hăng trước mắt nhìn cô Cô ta nhìn thấy chúng ta Chỉ dùng cầm để xem Giờ giờ phút phút đều khinh thường liếc mắt Nhân viên nào chào hỏi cô ta Cô ta đều hừ một tiếng không thèm đáp Mà Trung Văn bất mãn với đồng giai tiến như vậy Là do có lần bị đồng tiểu thư Sẽ bảo đi mua cà phê Mệt nhọc đến mồ hôi đầy đầu Lại bị mắng là vô dụng Chân tay chậm chạp Hừ, thiên kim tiểu thư thì rất giỏi sao liền xem thường nhân viên quèn như bọn họ Cũng không cần tới công ty sao Hay, Mỹ vì than thở xem ra nếu không phải ngày đó cô có một màn kinh thiên động địa trước mặt đồng giai thiến sợ rằng mắt đồng tiểu thư ngàn năm cũng không thấy được cô ấy chứ như vậy làm gì có được những sự kiện tiếp nối đây phải nói là cảm thán cho ông chơi sắp đặt tài tình quá đi còn muốn dơ lê hả mã hồng minh từ trong văn phòng đi ra thì triển công phu sư tử giống mỹ vi ta bảo cô đi lấy tài liệu tại sao cô còn ở chỗ này buôn xưa hả vì vậy nhân viên nhỏ bé số khổ ôm đầu chạy như bay, đi lấy tập tài liệu cho chủ nhiệm. Cuộc sống như này mới là cô quen thuộc cùng yên lòng, bên môi Mỹ Phi khẽ cười, trong lòng tràn đầy vui vẻ, nhấn xuống thang máy tầng 15. Mặc dù cô có một xíu nhớ anh, được rồi được rồi, cô thừa nhận cô rất 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 vô cùng nhớ anh. Sau khi trở về từ Mandiver, một phút cũng không hơn, anh trực tiếp phải bay về Mỹ, bởi vì bên kia còn có rất nhiều việc anh phải xử lý chuyến đi này tròn một tháng. Đã thành thói quen, mỗi ngày có anh bên cạnh, đột nhiên vắng bóng anh. Một ngày của cô trôi qua thật khó chịu cùng nhung nhớ. Mặc dù mỗi ngày buổi tối trước khi cô ngủ, anh đều gọi điện cho cô, nói chuyện phiếm với cô. Cho dù là nghe cô kể một ít chuyện nhỏ nhặt vụn vặt, như là bị chủ nhiệm mắng, như là trên đường gặp người đánh nhau. Hôm nay ăn được món nào ngon, anh vô cùng kiên nhẫn, nghe xong cô thao thao bất tuyệt. Hơn nữa cũng không chê cô phiền, vẫn chờ đợi cho đến khi cô buồn ngủ mới cắt điện thoại. Hiện tại mỗi ngày, việc cô chờ đợi nhất chính là buổi tối chờ điện thoại của anh. Anh là một ông xã hoàn hảo, dịu dàng, trững chạc, tính tình tốt, vô cùng nhẫn nại. Anh tôn trọng ý kiến của cô, săn sóc nhu cầu của cô. Cô thích phần quan tâm này của anh, không bởi vì công việc của cô không quan trọng. Cô muốn nhân nhượng anh, anh luôn vì hôn nhân của hai người mà cố gắng. Cô biết anh liều mạng làm việc vì có thể sớm một chút gặp mặt cô phần tâm ý này của anh cũng đủ để cho cô cực kỳ cảm động dù có là hiện tại anh mới chỉ đang thích cô còn chưa có yêu cô cũng sẽ không cảm thấy khổ sở ít nhất anh chịu cố gắng cô cũng đã rất thỏa mãn rồi cuộc sống như thế cô cảm thấy cuộc sống như vậy chẳng còn ao ước gì thêm dĩ nhiên nếu có anh bên cạnh vậy càng hoàn mỹ hơn rồi cuối cùng cũng đưa được tài liệu chính xác cho chủ nhiệm mặc dù vẫn bị ông mắng thối đầu nhưng cô vẫn vui vẻ nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Cô biết chủ nhiệm vẫn luôn chăm sóc cô, coi như mắng mỏ nhưng vẫn che chở cho cô, để cho cô có thể ở tập đoàn Duệ Sang lớn như vậy an tâm làm việc, hơn nữa rất vui vẻ. Thật ra thì nghĩ ngợi một chút, cuộc đời của cô luôn rất may mắn, không xuất sắc, lại không có công việc tốt, mặc dù cấp trên hung dữ nhưng kỳ thật rất mềm lòng. Đồng nghiệp mặc dù yêu bát quái nhưng mọi người sống hòa hợp, không có lục đục đấu đá, hơn nữa cũng rất quan tâm cô may mắn nhất chính là tự nhiên cô có thể gả được cho thạch quân nghị. à nếu yêu cầu nhiều hơn nữa có thể giảm phúc hay không đây? mồ hôi trong điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô thấy hiển thị là hồ thư ký lập tức nhận chị lâm hồ thư ký tìm cô có chuyện bảo cô lên văn phòng nhìn đồng hồ đã đến sở ăn trưa cô liền hướng thang máy đi tới mỹ vi rất cảm kích hồ thư ký mặc dù biết cô gả cho thạch quân nghị nhưng thái độ của chị lâm với cô cũng không có nhiều thay đổi vẫn như trước, thường hay giễu cợt, trêu chọc cô. Cô vẫn thích thoải mái như vậy, cũng rất hưởng thụ. Chị Lâm, chị tìm em à. Vừa vào thấy cả phòng thư ký to như vậy, chỉ có mỗi mình chị Lâm, xem là những người khác đi ăn hết rồi. Ừ. Hồ Lâm cúi đầu giống như bể bộn nhiều việc, giơ tay lên đưa phần văn kiện cho cô. Chị hiện tại đang rất bận, em giúp chị đưa cái này, cầm vào phòng tổng giám đốc. Dạ. Cô nhận lấy, Thêm mấy phần kích động, có thể đi vào phòng làm việc của ai đó, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Mặc dù ai đó không có mặt ở Đài Loan, nhưng chỉ cần nhìn thấy địa bàn riêng của anh, loại cảm giác đó thật khó diễn tả. Đẩy cửa chính ra, thấy người kia đang đứng bên cửa sổ mỉm cười nhìn cô, đôi mắt lập tức mở lớn, vui mừng thét to, tiện tay ném văn kiện đi, nhanh nhẹn chạy về phía anh, tung người nhảy thẳng vui vào trong ngực anh, vui vẻ la lên. Anh đã về, anh đã về! thay quần nghi ôm chặt cô, cảm nhận được hơi thở ngọt ngào quen thuộc của cô, nội tâm sộc lên một cảm giác thỏa mãn sâu sắc. Ừ, anh đã về. Em rất vui, em rất vui. Cô ngồi thẳng lên, đôi môi điên cuồng hôn trên khuôn mặt anh. Anh thật sự trở về, em rất vui đó. Tổng giám đốc, anh thật sự trở lại. Niềm vui đơn thuần thẳng thắn của cô lây nhiễm tới anh. Trên môi anh cũng treo nụ cười bởi vì nụ hôn tùy ý của cô, đợi cô trời đá, sau đó cúi đầu hôn trả. Anh mút chặt lưỡi cô, yêu thương say đắm, hút, cắn, ngậm, liếm, Sẽ cô thế nào lấy lòng anh, để lưỡi anh cùng có ma sát. Anh ôm chặt cô, bàn tay nâng lên cặp mốc đầy đạn để cô chặt chẽ anh hơn. Thân thể của cô ngày càng nóng, nhiệt độ cơ thể vì hôn nhiệt tình mà càng ngày càng tăng, thân thể cũng mềm nhũn, gương mặt hồng rực, hô hồ hấp rôn rập, cúi đầu trong ngực anh hờ nhẹ. Nơi mềm mại kia của cô khiến lòng anh đau, mỉm cười suốt cả tháng trời xa cách. Mỗi đêm cô đều ghé vào tay anh làm nũng, nói nhớ anh để cho lòng anh cũng mềm như nước. Thật ra thì nhung nhớ, làm sao chỉ có một mình cô. Suốt một tháng trời, ngày đêm làm bạn, anh cũng đã quen có cô nghịch ngợm, cổ quái, cổ mờ hồ, còn có cái miệng nhỏ nhắn ồn ào của cô. Sau khi tách ra, anh phát hiện mình cũng nhớ cô, không có cô bên người khiến anh cảm thấy cái gì cũng đều trống vắng. Đối với cô, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có ảnh hưởng lớn như vậy, mặc dù khiến anh giật mình, nhưng anh vẫn vô cùng nhức nhớ. Có thể vì cô vợ bé nhỏ này nóng ruột nóng gan, có thể nhớ nhung, hồi tưởng về cô cũng là một chuyện rất ngọt ngào. Vì sự ngọt ngào này làm anh làm việc ngày đêm không nghỉ, chỉ vì ngày hôm nay có thể trở về Đài Loan, có thể nhìn thấy cô. Em nhớ anh, nhớ anh! Mỹ Phi ở bên môi anh hồn hền, đôi mắt mờ mịt hơi nước. Rất nhớ anh nha, Tổng Giám Đốc. Anh thừa nhận mình cũng nhớ cô, thậm chí nhùng nhớ vô cùng. Ngữ điệu cô gọi anh Tổng Giám Đốc, giọng nói đó bằng theo ba phần ngọt ngào, bảy phần nghịch ngợm. Còn anh, có nhớ em không? Niềm vui thú lớn nhất của cô mỗi ngày là hỏi ngược lại anh. Mặc dù biết rõ, người nghiêm túc như anh rất không có khả năng nói ra những lời này nhưng cô rất hưởng thụ quá trình tra xét bởi vì cô biết nếu anh không nhớ tới cô không thể nào mỗi ngày bộn mấy công việc vẫn rút thời gian nói chuyện phiếm với cô em nói xem hứ anh ngậm lấy môi cô trong miệng nhẹ nhàng cắn nuốt em nói có cô cười tay nắm cổ anh ngẩng đầu thúc giục anh tiếp tục hôn anh bị cô ra mặt dày này đánh bại rồi bất đắc dĩ cười hôn lên cổ cô bàn tay nhẹ vuốt lưng cô cô giống như một con mèo nhỏ, ngọt ngào khuất phục trong ngực anh. Mặc anh hôn cùng vút ve, ngoan ngoán khiến lòng anh đều đau. Bàn tay cầm lấy bộ ngực cô, nhiệt độ xuyên thấu qua vải mỏng. Da cô nóng lên, khiến cô run rẩy từng hồi, xúc cảm tốt đẹp nơi đó làm anh thở dài. Anh nhớ cô vô cùng. Bàn tay kéo vạt áo của cô lên. Không được, cô rằng co, cửa không khóa. Anh đang trên môi cô, cúi đầu cười. Yên tâm, không có ai vào đâu. Có, có, có. Cô nghĩ tới. Hồ thư ký, chị ấy ở đây. Rốt cuộc hiểu được hồ thư ký gọi cô lên là chị thị của anh. Đứa ngốc. Anh cười hôn lên cái mũi nhỏ nhắn của cô, bàn tay ở sau lưng cô gọn gàng, cười nút áo ngực. Chị ấy đã đi rồi. Vậy có những người khác nữa? Không có. Chuyển qua phía trước, dò tới tuyết non anh yêu thích, từ từ xoa nắn, ngón giữa chiêu đùa hồn tỉ mỉ từ trên bờ vai đi xuống ghẽ gặm từng chút một ô oh, chắc chứ a à, đau đừng mạnh như thế cô giơ tay đẩy anh không phối hợp không cần ngộ nhớ bị người khác thấy anh đang cắn cái cổ nhỏ của cô bất đắc dĩ thờ dài xoay người khóa kỹ cửa chính như vậy có thể chưa cô mềm nhún tựa vào cửa thủy tinh ngọt ngào cười với anh vươn đôi tay người này luôn tại thời điểm như vậy làm ra những hành động khiến anh không còn sức đề kháng đi tới hung hăng ôm chặt cô cẩn thận hôn cô làm trừng phạt lần này cô rất phối hợp với anh nhưng đến thời điểm anh cởi quần áo của cô thì cô lại dãy dụa mỹ vì anh trên môi cô thở dài anh là đàn ông thời điểm này cứ nhận có hạn nơi này không tốt rồi cô chỉ vào cửa sổ sát đất khổng lồ trọng suốt đó yên tâm vứt đi áo sơ mi, cởi bỏ nội y, hôn lên. bên ngoài không thấy được. đây là thủy tinh đặc chế, bên ngoài không thể thấy được bên trong, chỉ có bên trong ngắm ra bên ngoài. ô, không, không được. ah, à. môi của anh quá cản rỡ, khiến cô không thể nói thành lời. thân thể run lên lợi hại. không được sao? đưa tay đi xuống, ông chọn lấy nơi ẩm ướt, cố ý ở trước mặt cô chậm rãi chiêu đùa nhìn sợi sáng như bạc từ từ chảy xuống ừ ngữ điệu ngân dài kia làm khuôn mặt cô xấu hổ đỏ bừng được rồi cô thừa nhận thân thể của cô hoàn toàn không có năng lực kháng cự anh nhất là khi hai người đã có những thứ mà lúc trước không có cũng được mà khi có cũng chẳng sao nhưng một khi đã trải nghiệm qua thì ngày càng tham lam đắm chìm giống như dục vọng vậy ở mandiver bọn họ đều mê đắm trong nhiệt tình của nhau chăm chỉ thăm dò. Anh đối với thân thể của cô rõ như lòng bàn tay. Anh dạy cô từng chút một, làm thế nào lấy lòng anh, cũng như thỏa mãn mình. Cô học rất nghiêm túc, cũng rất triệt để. Chỉ cần anh vừa đụng vừa sờ, thân thể cô liền có phản ứng mãnh liệt. Tựa như hiện tại, những thứ này, bản thân cô không có cách nào khống chế, cũng không muốn khống chế. Nhưng mà bị anh giễu cợt, sao có thể khắp lòng chứ? Ngón tay đưa đến bụng dưới anh, mơn trớn nơi đầy đạn cùng cứng rắn đó ghé vào tai anh hỏi nhỏ anh cảm thấy thế nào người này vốn là thạch quân nghị muốn thông thả tận hưởng nhưng bị cô dồn ép mất đi lý trí cùng nhẫn nại ôm lấy cô đè lên trên cửa đồng thời ôm lấy mông cô để cho cô tiếp xúc thật chặt chẽ với thân thể của anh bàn tay nhanh chóng cởi quần jean của cô kéo ra sau đó là của mình dục vọng nam tính nóng rực cùng thẳng thắp kia cho trên địa phương chân mềm ẩm ướt kia loại cảm giác tốt đẹp đó khiến cả hai người cùng thờ hồn hển anh hít mạnh một hơi gọi tên cô là mỹ phi ô nhưng mà anh cũng để dịu dàng rồi ô a à. anh cứ như vậy thẳng tắp tiến tới đẩy đàn to khỏe khiến cho cô toàn thân khuất phục tiếp nhận anh cô rên rỉ ôm chặt anh hai chân trắng tuyết vòng thật chặt thắt lưng anh mặc anh ở giữa hai chân cô bừa bãi vui đùa, mặc dụng vọng của anh trêu chọc. Cô đều muốn, tất cả của anh cho cô, cô đều muốn. thân thể của hai người cuốn chặt lấy nhau, anh nghĩ muốn cô, điên cuồng, vội vàng muốn cô. Văn phòng gọn gàng sạch sẽ, máy tính đang mở, tài liệu đang mở, cũng không còn quan trọng nữa. Quần áo của cô bị ném loạn tùy ý, áo lót màu hồng vắt trên ghế dựa của anh, bên trong phòng không gian nóng bỏng. Cô riêng gì cũng anh thở dốc Vàng vọng trong phòng, anh mang cô đến đỉnh cao trào lần thứ nhất, không chút nào phức tạp, không kỹ xào thắn tình. Anh chỉ cần trận trận mãnh liệt ra vào, đưa cô lên đỉnh núi ngọt ngào, ở dục vọng mãnh liệt đánh thẳng vào, thút thiết khóc, chăn chọc, cầu xin quay cuồng. Không cần, làm ơn! Cô khóc không thành tiếng, run rẩy cầu xin tha thứ. Tình cảm như vậy, dục vọng như vậy, quá cường liệt mà bản thân anh quá hung mãnh quá kích cuồng, quá đói khát rồi đếm không biết bao nhiêu lần cao trào cực hạn, mồ hôi đầm đìa, xương cốt mềm nhũn. Khi cô có thể lại hô hấp thuận lợi, nằm trong ngực anh, nghe từng tiếng tim anh đập mạnh, thân thể mềm mại không còn hơi sức, ý thức còn mơ màng, nhưng đáy lòng là vô cùng thỏa mãn, mặt mày cong cong. Giờ tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn ra thịt nóng rực của anh, nơi đó cứng rắn, lại mười phần co giãn, tràn đầy lực lượng, đây là thân thể anh, cũng là thuộc về cô, thật tuyệt nụ cười treo bên môi, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô. Thế nào lại có hơi sức ư? Hơi thở của anh cuốn quýt bên tóc cô, ấm áp dịu dàng. Thân thể nhạy cảm của cô co rúm lại. Cô thích hành động cùng lấy nón tràn ngập nhu tình này của anh. Thật thích. Tổng giám đốc. Cô khẽ gọi anh, thanh âm vượt qua hoan ái như mất tiếng, ngọt ngấy mềm non. Quả thật là muốn mạng người mà. Ừ tay anh trượt đến thắt lưng của cô, nhẹ nhàng vỗ về, chơi đùa thắt lưng nhỏ nhỏ của cô. Lần này anh ở lại bao lâu? Cô hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Em muốn bao lâu? Đương nhiên là càng lâu càng tốt. Cô muốn cùng anh một chỗ, tốt nhất là ngày đêm ở cạnh anh. Nhưng cô biết đây là điều không thể. Anh là ông xã của cô, nhưng cũng là người lãnh đạo của Duệ Sang. Thế giới của anh, ngoài cô, còn có cả sự nghiệp. Vậy thì như em mong muốn. Có thật không? Cô vui mừng ngẩng đầu nhìn anh. Có thật không? Có thật không? Anh nhìn hai mắt tỏa sáng lấp lánh của cô, loại yêu thích mãnh liệt đó từng chút thâm nhập trong lòng anh. Cô bé này thật sự quá dễ dàng thỏa mãn rồi, cũng quá dễ dàng vui vẻ. Cô như vậy để cho anh muốn cưng chiều cô thật tốt, để cho cô mãi vui vẻ. Thật! Tổng giám đốc tốt nhất! Vui vẻ hôn trên môi anh, thỏa mãn vui vào lòng ngực của anh nhưng vẫn rất nhanh lại nghĩ đến cái gì đó bất an ngẩn đầu nhìn anh vậy công việc của anh thì sao có ảnh hưởng không không biết anh rất dứt khoát trả lời anh sẽ xử lý tốt ừm cô tin tưởng anh hiểu năng lực của anh chỉ cần anh nói có thể vậy nhất định là có thể oa wow, anh có thể ở bên cạnh cô nghĩ thôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc hi, hi. cô vui vẻ bật cười Cao hứng như vậy sao? Ừm, gật đầu, khuôn mặt trước ngực anh cọ cọ, lại cao hứng một chút, như thế nào? Dạ. Anh ôm chặt lấy cô, dán lên thân thể cô, da thịt trần trụi cọ sát lẫn nhau, trắng mịn tự nhiên, anh hôn môi cô, đầu gối tách ra chân cô, động thân mà vào. Lần này anh động rất chậm, cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, nghe từng thanh âm rên rỉ của cô, mỗi lần vừa sâu vừa nặng mỗi một cái lại tiến sâu vào chỗ trọng yếu của cô. Cô nhíu chặt mi, dùng sức cắn môi, cảm thấy loại cảm giác buồn rốn quen thuộc không ngừng sông tới, đánh tới, sắp bao phủ cô. Cô lớn tiếng rên rỉ, hai chân tuyết trắng thon dài ra sức kẹp chặt lấy thắt lưng của anh, loại kiểu mỹ trời sinh, xinh đẹp vào phòng đó, so với bất kỳ kẻ nào cũng kích thích anh hơn, làm anh mê muội. Anh đưa tay vuốt chân cô, thích xem biểu tình hưởng thụ của cô yêu cực kỳ biểu tình chấm mê dục vọng của cô anh khắc chế muốn kịch liệt chạy nước rút để cô chủ động để cô ra tay dày vò cảm thụ cô một hồi xoắn cực hạn a à! cô ngửa đầu rõ tóc dài diên gì thật lâu thật thoải mái có thể ở cùng người yêu thương một chỗ là chuyện tốt đẹp nhất trên đời cô ôm lấy phần thắt lưng ướt đẫm của anh sở soạn bắp thịt rắn chắc đó trong nháy mắt lên đến cao trào cổ thét lên ôm chặt anh khóc lên anh không cách nào ngăn cản cảm giác quá tốt đẹp này, tận tình hung hăng trả sát. Rốt cuộc, khoái cảm muốn chết thì đó vọt lên, anh ôm chặt lấy cô, vui đầu thở dốc. Cô nằm trong ngực anh, nước mắt cùng mồ hôi quyện vào, mặt anh ôm chặt cô, mặc anh hôn, vút ve, ngoan đến không thể tin được. Anh rút khăn giấy xử lý hậu quả cho cô, sau đó ôm cô vào trong ngực, nhìn khuôn mặt hồng rực của cô, nhìn hai mắt khóc sưng, còn có đôi môi tươi mọng, nhìn bộ dáng mềm mại đáng yêu của cô, không nhịn được mỉm cười. Mệt mỏi như vậy sao? Ừ, ngực của anh thật thoải mái, thật là ấm áp, cô rất muốn ngủ. Vậy thì nghỉ ngơi một chút. Cô cúi đầu lẩm bẩm một câu khiến anh bật cười nói to. Tiểu biệt thật muốn lấy mạng người. Cũng đúng, anh dịu dàng ôm thân thể thơm mềm của cô, hồn mái tóc cô ở sau lưng vỗ vỗ nhẹ, vô cùng thỏa mãn cùng vui thích, biểu hiện rất rõ ràng. Bên trong phòng, giữa mát phát lẫn ngọt ngào, ngọt ngào nồng đậm không tan được, dường như có thể cứ như vậy mà ôm nhau tới thối, có thể cứ như vậy yên bình cùng an tĩnh, cứ trôi qua tự nhiên như vậy. Cô cứ thế để anh dắt tay đi suốt cuộc đời. Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn anh, anh yên lặng nhìn cô. Cô mở miệng, "Em đói bụng." Bụng rất hợp tác kêu vang một hồi, anh nhìn cô trầm mặc. "Em đói bụng, đói bụng." cầm lấy cánh tay anh dao động mãnh liệt Thật đói nha Anh cười rất vui vẻ Cùng thoải mái cười Cũng chỉ có thể cô gái như Mỹ Vi Mới như thế Có thể không chút nào kinh kỳ Nói ra ý nghĩ của chính mình Không chút gượng ép Không giả trang thanh cao Cô như thế nào thì chính là như thế Mà anh thì chính là thích cô như vậy Được anh đưa em đi ăn đồ ngon Em muốn ăn sườn rán Được còn kem nữa Được anh đối với cô thật sự quá tốt tốt chết đi được cô cười đến vô cùng rực rỡ mà bởi vì nụ cười của cô anh cũng cười cuộc sống như thế có muốn cầu gì có muốn cầu điều gì thời gian có thành quân nghị bên cạnh mỗi thích thắc đều sinh động mặc dù lượng công việc của anh rất lớn bể bộn nhiều việc nhưng anh vô cùng tỉ mỉ lại chú đáo là ông xã được mọi cô gái trên trái đất này mơ ước mỗi sáng sớm được tỉnh lại trong ngực của anh đúng là chuyện mỹ mãn nhất thiên hạ cô yêu lại giường nhưng anh vẫn sống đúng theo quy luật mấy giờ rời giường mấy giờ dùng bữa đều có thời gian biểu chính xác vì vậy chính nghĩa đối với sâu lười nhiệm vụ vĩ đại gọi cô rời giường giao cho anh gánh vác thạch quân nghị ngay khi hưởng tuần trăng mật với mỹ vi đã phát hiện cô là một đại biểu siêu cấp yêu giường cho dù báo thức to nhỏ thế nào cũng không có một chút tác dụng nào với cô chứ chưa nói với giọng nói ôn hòa của anh đối với cô căn bản còn nên tác dụng phụ nhưng cô đụng phải là Thạch Quân Nghị. Anh vô cùng tự nhiên xuất chiêu, vì vậy, lần đầu tiên, trong lúc Thạch Quân Nghị trừng trùng điệp điệp, mãnh liệt công kích mà tỉnh lại, Mỹ Vì xấu hổ sắp ngất đi rồi, anh cứ tự nhiên có ở bên tai cô thủ thì Anh thích em ở lại giường, tốt nhất mỗi ngày càng tốt. Cô thừa nhận cô cũng thích phương thức gọi cô rời giường này, mặc dù, ừm, um, có chút kịch liệt nhưng mà rất hạnh phúc. Vì vậy, dưới sự đốc thúc nghiêm cần của thạch tổng giám đốc cô tự nhiên chọc trời rung đất truyền nửa tháng không trễ một ngày việc này làm cho toàn dân phòng hành chính cảm rất không phải nhẹ nhất là chủ nhiệm đại nhân có lần khoa trường hỏi cô có phải ngã bệnh cháy hỏng đầu óc rồi cho nên mới có thể mỗi ngày đúng giờ đi làm sao chứ cô biến thành xin năng cũng không được sao hay mặc dù không thể ngủ nướng cũng hời tiếc nhưng mà có thể lấy phúc lợi kia ai còn quan tâm mấy phút của thiết làm gì Hi, hi sau khi rời giường cô chuẩn bị bữa ăn sáng mà anh sẽ ra mở laptop theo dõi thị trường chứng khoán chuẩn bị bữa sáng cho anh là do mỹ phi mãnh liệt yêu cầu bởi vì cô phát hiện tất cả những đặc tính nên có ở một người phụ nữ cô đều không có không thông minh xinh đẹp làm việc mơ hồ liều lính luôn là trở ngại của anh chỉ là thật may tài nấu nướng của cô miệng cưng cũng chấp nhận được ít nhất có thể làm mấy món đơn giản hơn nữa đảm bảo ăn sẽ không đau bụng dĩ nhiên là không tính mặn ngọt là điều kiện tiết quyết. Chỉ là mỗi lần quân nghĩ ăn đồ cô làm, cũng như lang thôn hổ yết, ăn sạch sẽ đồ ăn, cô cảm động đến rớt nước mắt lưng chồng, thể mỗi tối mỗi sáng nấu cơm cho anh. Muốn bắt được trái tim của đàn ông, trước hết phải bắt được dạ dày của họ, cô cảm thấy mình làm rất không tệ. Vì người yêu thương là mỡ sáng tràn đầy tình yêu, ừm, trứng chiến thì cháy xém, hoặc khét lẹt, bánh mì nướng cũng đen xỉ, sàn quýt kẹp ngổn ngang tiết một bữa trình diễn mỗi ngày nhưng đều không trở ngại hai người âu yếm mỗi bữa sáng Chỉ ít thì sữa tươi rất ngọt ngào nha mặc dù là mua về ăn xong bữa sáng yêu dấu của bà xã anh sẽ lái xe đưa cô đi làm chỗ bọn họ cái công ty rất gần lái xe chỉ cần 20 phút phòng là ở anh vì có thể đi làm mới mua đáp ứng yêu cầu của cô không cần khu nhà cao cấp hù chết người nhưng vẫn phải là phòng đáp ứng yêu cầu của anh cho nên chung cư này cũng là tỉ mỉ lựa chọn sinh hoạt tiện lợi không gian yên tĩnh các tiêu chí đều là hạng nhất, đương nhiên giá tiền cũng là hạng nhất. Lúc vô tình nhìn thấy hợp đồng mua nhà, mới đếm số lẻ đằng sau, cô đã bị dọa toàn thân mồ hôi lạnh, giá cả này đủ mua một tòa biệt thự. Được rồi, từ từ cô sẽ quen với phương thức tiêu tiền như vũ bão của anh, sau đó cũng không ngừng tự nói với bản thân, cô cũng đứng tên hai biệt thự, coi như cũng là người có tiền, không đến dễ dàng bị hù dọa như vậy. Nhưng này thật là khó khăn. Cô muốn khiêm tốn, không muốn để người trong công ty biết, bà xã của anh thật ra chính là cô. Vì vậy cô mãnh liệt yêu cầu anh cách công ty một đoạn để cô xuống xe. Anh cho dù cau mày nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cô. Bận rộn tới trưa, có thể cùng anh ăn bữa trưa biến thành mong đợi mỗi ngày của cô. Chỉ cần buổi trưa anh không có tiệc tung gì, cô sẽ mang theo hộp cơm của mình đi lên cùng anh ăn. Thuận tiện sẽ dâng hiến bữa điểm tâm ngọt là chính mình mặc anh thưởng thức. Mặc dù mỗi lần sẽ bị chị Lâm giễu cợt, nhưng cô vẫn ưa thích hẹn hò buổi trưa bí mật này cảm thấy ngọt ngào cùng hạnh phúc cùng anh ăn cơm cảm giác tốt đến không thể dùng ngôn ngữ hình dung được buổi chiều tan sở bình thường anh không thể đúng giờ về nhà anh có đề cập muốn phái người tới đón cô tan ca nhưng cô kiên trì muốn tự trở về dù sao rất gần để gặp mấy lần đều bị cô cự tuyệt anh luôn tôn trọng ý kiến của cô cô về nhà trước cũng thấy nhàm chán thừa dịp anh vẫn chưa về cô nhân lúc đó chuẩn bị bữa tối tới siêu thị gần nhà mua đồ sau đó mang về nhà nấu nướng làm thành một bàn ăn lớn chở anh về nhà. Cô biết mỗi ngày anh đều cố gắng tránh xa những bữa tiệc xã giao, về nhà dùng bữa tối với cô, cho dù không thể về cũng sẽ nói trước cho cô biết. Cô thích sự săn sóc của anh, cũng thích sự coi trọng của anh. Cô biết cô hôn nhân này không chỉ cô vun đắp, anh cũng vậy. Tự như lời anh nói lúc trước, anh sẽ cố gắng, mà cô cũng cảm nhận được sự cố gắng của anh. Anh rất bận, rất rất bận. Chủ nhật cô nghỉ ngơi ở nhà thế mà anh vẫn phải đến công ty làm việc cho dù là tan việc về nhà cũng có một đống tư liệu phải xem còn phải nghe điện thoại chat web cam chủ trì hội nghị quản lý một công ty lớn như vậy hơn nữa lại là vì cô mà không ở tổng bộ chấn giữ cô biết anh vô cùng vất vả hơn nữa hôn sự cùng đồng ra thất bại kế hoạch hợp tác bị đồng thị uy hiếp muốn rút tiền mà thạch quân nghị luôn luôn ghét nhất chính là bị uy hiếp lần này vô cùng quả quyết trực tiếp đem uy hiếp đó thành hiện thực chỉ có điều không phải là đồng thị rút tiền mà là anh dứt khoát đã đồng thị ra khỏi kế hoạch hợp tác một mình sang tiến hành như vậy sẽ cần một khoản tiền rất lớn lớn đến mức số lẻ cô cũng không đếm rõ cô lo lắng cho anh cũng lo lắng cho công ty nhưng thạch quân nghị chính là thạch quân nghị vấn đề tiền bạc anh giải quyết rất nhanh chóng hiện tại kế hoạch kia cũng đúng hạn thi hành nhưng cũng bởi vì chuyện này mà công việc của anh bận rộn hơn rất nhiều trần chính đồng thị cũng không muốn thực sự chặt đứt hợp tác lần này đúng là tự nâng đá đập chân mình, hối hận thì cũng quá muộn. Vốn là có phần tham dự, cũng chỉ là do quan hệ của đồng giai thiến, thạch quân nghị mới để cho bọn họ chia sẻ khoản lợi nhuận khổng lồ này. Ai biết thế nhưng con vịt sắp chín, còn có thể bay mất, hồn sự không có, lập tức hợp tác cũng bốc hơi. Chỉ có thể nói đồng thị cùng đồng giai thiến đã đoán sai năng lực quyết định của thái quân nghị rồi. Thân là người lãnh đạo tập đoàn, thạch quân nghị chỉ cần liếc mắt, ý tưởng trong đầu đã đủ xoay chuyển càn khôn. Nhưng cho dù bận rộn đến đâu, anh cũng sẽ rút thời gian ra dành cho cô. Cho dù không thể ngày ngày ở cùng cô, nhưng mỗi ngày anh đều cùng cô ăn cơm. Thỉnh thoảng tranh thủ lúc rảnh còn cùng cô xem phim hài cô thích. Không thể đến dạp chiếu phim, anh sẽ ở nhà ôm cô, nhìn cô xem VCD, nhìn cô nằm trong ngực của anh. Từng ngụm, từng ngục nhấm nháp khoai tây chiên, cười đến nghiêng trái ngã phải. Luôn luôn yêu sạch sẽ, anh tự nhiên không hề ghét bỏ hành động của cô ấy thậm chí còn cảm thấy khóe miệng dính mảnh vụn khoai tây chiên của cô thật là đáng yêu. anh đáp ứng cùng cô về nhà, nhưng anh thực sự không có thời gian, ngay cả thời gian ngủ cũng không có. nhưng anh vẫn tính toán chọn ra một ngày với nam bộ cùng cô gặp mặt phụ huynh, bởi vì đây là yêu cầu duy nhất trước khi kết hôn của cô. mà anh vẫn ghi nhớ trong lòng, nhưng không ngờ người không nguyện ý ngược lại biến thành cô. cô biết tính tình của ba mẹ, nếu như biết cô lén lén chạy đến kết hôn, không nói tiếng nào tuyệt đối sẽ chặt đứt chân cô cho dù không đánh cô cũng sẽ đánh thành quân nghị trước kia thực sự cô còn cảm thấy thú vị nhưng bây giờ cô phát hiện mình thật sự không nữa, cô dễ đau lòng mỗi ngày trôi qua cô lại càng thích anh càng thương anh yêu anh cô muốn bảo vệ anh không muốn anh bị tổn thương chờ thêm một thời gian nữa rồi nói cô ăn vạ với anh tính toán càng kéo dài càng tốt được bao nhiêu thì được thôi anh thấy cô bướng bỉnh thì cũng không có cách nào chỉ đành theo cô. Không công khai quan hệ với mọi người cũng không báo cho cha mẹ cô biết. Cô không dám nếu là người đàn ông bình thường đã sớm tức giận rồi. Dù sao anh là ông xã hợp pháp lại lý tưởng của cô cũng không phải không thể gặp người mà cô phải che giấu. Nhưng anh là thạch quất nghị, người đàn ông điểm tính, nghiêm túc, anh săn sóc, anh dịu dàng, hiểu rõ tính tình của cô, không đành lòng ép buộc cô, càng không muốn cô không vui vẻ. Anh biết cô nhát gan, luôn tự biết thỏa mãn với thế giới của mình, yêu người mình yêu, hạnh phúc với cuộc sống của mình. Thường không giải thích được, mơ mơ màng màng, nhưng cô luôn luôn vui vẻ, không nhất định phải quần áo đắt tiền, không nhất định phải lấy ngon tiếng ngọt. Cô chỉ cần có anh ở bên, dù là thời gian ở chung thực tế cũng không nhiều, cô cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Cô như vậy, bảo sao anh có thể không thích? Phần thích này mỗi ngày tăng thêm sâu như trời đất, dường như không có điểm cuối, cũng không có cực hạn cảm giác thực đáng sợ nhưng lại rất ngọt ngào. Bọn họ đều cùng nhau học tập ở chung, học tập như thế nào, duy trì hôn nhân. Tình yêu cho dù tốt hoa mỹ như nào, mãnh liệt bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải đi vào quỹ đạo hôn nhân. Đôi tình nhân luôn phải đối mặt với những vụn vặt nhỏ nhoi của cuộc sống, quan trọng là học được bao dung lẫn nhau, học được chăm sóc lẫn nhau. Điều này anh làm được rất tốt mà cô cũng đang cố gắng thực hiện, cuộc sống như vậy hai người đều cảm thấy thỏa mãn. Chiều chủ nhật, công việc luôn bận rộn, thạch quân nghị cuối cùng cũng có thể tạm thời gác lại công việc trồng chất, dành ra thời gian buổi chiều ở cùng cô. Mỹ vì cả ngày vui vẻ, cười meo meo, tâm tình tốt tới mức không thể tốt hơn. Bọn họ cũng không đi ra ngoài chen lấn cùng đoàn người. Chiều chủ nhật, tiết trời đẹp như vậy, khẳng định là khắp nơi đều là đồng bào. Cô tình nguyện chỉ cùng anh ở nhà, không cần dạo phố, chẳng cần coi phim, cũng không cần nhà hàng lãng mạn, chỉ cần có anh ở cùng cô, nơi nào cũng đẹp cả buổi chiều hai người chỉ ở trong nhà, anh tựa vào sofa, còn cô nằm gối trên đuổi anh. anh xem sách kinh tế, còn cô lật manga, thỉnh thoảng y cười, còn cuốn lấy anh muốn anh cười cùng với cô. tính tình anh rất ôn hòa mặc kệ cô nghịch ngợp. một tách cà phê thơm ngát, anh và cô nhấp nháp cùng. hơn nữa còn là sau mỗi cái hôn thật sâu nhiệt tình, nếm thử hương vị ngọt đắng trong miệng của nhau. tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên và vỡ màn hôn môi cháy bỏng tiếng chuông réo rắt khiến mỹ vi phản ứng kịp lập tức đẩy anh ra một bên cầm điện thoại hít thật sâu mấy hơi sau đó nhật cuộc gọi còn chưa kịp nói chuyện đầu bên kia đã truyền đến một tràng dài sư tử giống là mỹ vi con nhóc thối tha này gần đây bận rộn cái gì cái công việc chạy giấy tờ như cô thì có gì mà bận chứ lại dám hơn ba tháng không thể mắc cái mặt về nhà lấy một lần cô ngứa ra có phải không cô có biết không mang điện thoại cách xa nhất có thể âm thanh cường đại vẫn vô cùng mạnh mẽ bắn tới, là Mỹ Vi nhức đầu, cau mày, mấp máy môi nói. Mẹ! Với thầy quân nghị, anh gật đầu, sau đó yên lặng tiếp tục công việc xem sách. Mẹ là quát tháo không ngừng, từ đầu dây bên kia truyền đến, vô cùng rõ ràng, vang vọng không ngừng trong phòng khách rộng lớn. Từng chữ, từng câu, vừa hung ác, vừa bạo liệt, mắng con gái thối đầu mà không thở gấp. Loại cường độ âm thanh này, chừng nửa tiếng sau mới có dấu hiệu ngừng lại mấy giây sớm mất thành chuyện cơm bữa. Mỹ Vi vội vàng túm lấy mấy dây quý giá mỏng manh này, chen miệng nói. Mami, mami, có muốn uống nước không? Mà mình có khát không ạ? À? Ừ nhỉ, thế nào mẹ tự nhiên thấy tốc độ nói có vẻ chậm, lãng già chết dẫm kia, mà bưng cho tôi ly nước. Sảng khoái sẽ bảo ông xã mình, mẹ là đẳng hắng chuẩn bị tiếp tục công cuộc khai sáng văn minh. Mami, mami, có điện thoại tới có chuyện gì không? Mỹ Vi vội vàng đổi chủ đề, ngước lên thấy thạch quân nghị đang nhếch môi cười anh đang diễu cợt cô đây mà cô lập tức đưa tay bấm anh anh cầm lấy tay cô thả vào bên môi nhẹ nhàng hôn xuống sau đó nhìn gương mặt ưng hồng của cô mỉm cười thuận lợi chiếm hữu bàn tay chủ động dâng tới cửa kia nắm chặt trong tay cô hài lòng cho dù có tiếp tục nghe mẹ thuyết giáo chẳng giang đại hài cô vẫn cười tức như xuân về hoa nở mẹ xem cô cũng không cần ở Đài bắc nữa đâu cô ngây ngốc lại ngơ ngác trông vậy vào cô làm ra sự nghiệp gì mới là chuyện lạ còn chưa nói nhân dân đẩy bắt đều là tinh anh lợi hại cô ở đó nghìn năm cũng chẳng lừa được thằng ngốc nào chịu rước cô đi đâu mẹ thấy cô nên về nhà đi bên này vừa hay có một thằng ngốc mami cô bất mãn kháng nghị thằng ngốc gì chứ cứ phải là thằng ngốc mới chịu lấy con sao chứ hừ mẹ thấy vừa mắt với cô chỉ có thằng ngốc thôi mẹ la rất không để tình lẩm bầm. Cô á, dáng dấp không xinh đẹp lại ngu ngơ, kết hợp với thằng ngốc á, đúng là trời sinh một đôi. Cái gì á? Thằng ngốc mới giúp cô. Mỹ Phi im lặng nhìn về thằng ngốc, chính cống kia, anh tiếp tục yên lặng xem sách, ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên mái tóc đèn nhánh của anh, mười phần nam tính. Cô nhìn đến gần người. Cô còn nhớ tên nhóc Hùng Đại Hải không? Chính là bạn học tiểu học của cô đó, là cháu ngoại của Di Hoa, nhà chúng ta đó dạo trước dì hoa của cô có đề cập chuyện này với mẹ thế mới biết hùng đại hải vẫn luôn thích cô cô lập tức trở về kết hôn cho mẹ rồi tìm ngay tốt chờ một chút hoa si cũng bị làm tỉnh lại mami mami đang nói gì đấy cái gì biển rộng sông lớn có ý gì á nói cổ đần còn chối à mẹ nói có một thằng ngốc chịu cưới cô gia đình nó có điều kiện đảm bảo cô ăn mặc không lo còn gần nhà chúng ta nó dám mắt nạt cô mẹ đảm bảo đánh cho mẹ nó cũng nhận không gian nó Điều kiện tốt như vậy, cô còn không mau trở về nhà cả đi cho mẹ. Còn chưa có kết hôn, mẹ của cô đã lên kế hoạch đánh người ta rồi. Điều kiện tốt thì sao chứ? Mỹ Vi im lặng cầm di động, đột nhiên truyền đến một hồi rút giày, khiến cô phản ứng tức thì. Ngước mắt, thấy người đàn ông của cô đang ngồi trên ghế sofa, mà môi của anh in trên cánh tay cô. Dùng một tốc độ vô cùng chậm, từ từ, một ngón lại một ngón, liếm từng ngón tay cô cô nhịn tiếng rên rỉ bên môi, nhẹ nhàng rút tay muốn ngăn cản anh, nhưng anh rất khoát trực tiếp kéo cô vào ngực, ôm lấy cô hôn, vừa hôn mới ngừng, anh vẫn chưa thỏa mãn, duỗi lưỡi khẽ liếm môi của cô, khẽ cười. Làm gì nhá? Cô rất nhỏ giọng, rất nhỏ giọng, ghé vào lỗ tai anh kháng nghị nói. Em đang nghe điện thoại mà. Di động đáng thương rơi xuống trên ghế sofa, bên trong vẫn mạnh mẽ phát ra âm thanh quảng cáo của mẹ vậy thì tiếp tục. Anh nhặt lên điện thoại kia, thả vào bên tai của nàng. Thấy anh giống như nghiêm chỉnh lại, cô an tâm nhận lấy, tiếp tục nghe mẹ đang ở đâu đó, quảng cáo biển rộng sông dài gì đó tốt đẹp bao nhiêu. Một bàn tay nóng rực âm thầm chui vào dưới áo cô, phủ hơi lạnh trên bụng cô, mà đến cảm giác thoải mái mà tê dại, cô nhạy cảm thờ hồn hền, thân thể co lại. Vì, rút của cô nghe mẹ nói hay không? Mẹ là nghi ngờ hỏi có 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 con đều nghe mà vội vàng đi kéo tay của người đàn ông kia ra khỏi người cô thuận tiện đáp lại mẹ mẹ vừa mới nói đến đâu rồi nhỉ đó đúng rồi nói đến mẹ của nó tính tình thật tốt mẹ cũng gặp bà ấy mấy lần hai đứa kết hôn rồi đảm bảo bà ấy không phải mẹ chồng ghê gớm hơn nữa ấn tượng của bà ấy với cô rất tốt cảm thấy cô ngoan lại nghe lời bàn tay của anh rất khoát mang theo cô cùng nhau vuốt ve đặt tại bộ ngực mềm mại Cô sợ hết hồn, thiếu chút nữa không cầm nổi di động. Cô chưa bao giờ biết thì ra thời điểm có phản ứng, giúp giác của ngực mình sẽ là như vậy. Sợ thật tốt, ừ. Giọng nói của anh truyền đến bên tai, thật trầm thấp mê người. Không, à không biết. Đều là anh đang sờ, làm sao mà cô biết chứ? Làm sao lại không biết, đại hải vẫn nhớ cô, có người không ngại cô đần, còn đuổi theo cưới cô, cô còn không biết túm lấy cơ hội. Bên đầu dây bên kia, mẹ lang không nhận thấy điều bất thường, vẫn nói được rất hăng say. Vậy thì cảm nhận thật tốt đi. Anh mang theo tay cô, vuốt vai viên châu ngọc đã dựng thẳng đứng kia, hồng hằng bắt nạt nó, lồi kéo nó, cô liều chết cắn răng, kìm nén tính rên gì sắp bật ra kia. Trời ạ, à, người đàn ông nghiêm chỉnh này, tại sao thời điểm này có thể chiêu chọc cô chứ? Anh phải biết, cô đối với anh, sức chống cự cho tới bây giờ đều là âm nha quần áo cô bị cởi bỏ dãy ruộng của cô một chút cũng không có tác dụng anh muốn nhìn em bốn chữ đơn giản khiến cô mềm nhũn buông tay mặc anh cởi bỏ quần áo cô cởi đến không còn một mảnh mặc anh cúi trên người cô để anh nhìn đủ sờ đổ toàn thân trên dưới từng tất ra thịt cô nhất là địa phương mềm mại kia lò vào mắt xanh của anh nằm sấp xuống dùng môi dùng tay nghiên cứu triệt để Ừm. toàn thân cô run rẩy dán sức cắn môi kìm nén khỏi bật thành tiếng nhưng thật là khó thoải mái như vậy kích thích như vậy khiến cô thật là muốn nâng chân trắng tuyết lên anh mơn trớn thắt lưng cô anh ngẩng đầu di chuyển lên trên môi một mảnh sáng bóng thấy được cơ mặt cô nhảy không dứt muốn ừ tiếng nói của anh ở bên tai cô cũng ở bên điện thoại di động cô nghe được sau đó cô nghĩ đến mẹ của cô có thể cũng nghe thấy phản ứng kịp thì đã muộn lần này mẹ la nghe được rõ ràng, sau đó tiếng thét, chói tai tiếp tục truyền đến. La Mỹ Vi, bên cạnh cô tại sao có thể có đàn ông? Cổ thật to gan. Mami. Thạch Quân Nghị lấy di động từ trong tay người con, còn đang đứng im tại trận, vô cùng trầm ổn cất tiếng. Xin chào, con là Thạch Quân Nghị, còn cùng Mỹ Vi kết hôn từ ba tháng trước. Vô cùng nhẹ nhàng bỏ xuống một quả đạn pháo, anh đưa điện thoại tới trước mặt Mỹ Vi. Mẹ muốn nói chuyện với em cô hoàn toàn ngây ngốc, nhìn chằm chằm anh, không cách nào cử động. Anh rất tốt bụng, được dị động dính vào bên tai cô. Dẫn nó về đây, mẹ muốn gặp nó. Tiếng nói của mẹ la như tiếng roi vút lên, phát ra từ điện thoại. Tiếp đó, một hồi âm tốt tốt thành thúy vang lên. Anh tắt dị động, thấy cô ngốc kia còn giữ vững về mặt ngây ngô. Anh thở dài, kéo cô vào trong ngực. Hôn cô, hôn cô, mãi cho đến khi cô một lần nữa nóng lên, trần trọc cổ thích nhất nụ hôn của anh, nóng rực mà ấm áp, kịch liệt mà nhiệt tình, tràn đầy mị lực phái nam, hơi thở của anh tràn ngập trong miệng của cô, hòa quyện cùng hương vị của cô, từ vị ái muội này lại để cho cô tiếp tục thẩm ướt, tiếp tục động tình. Tổng giám đốc, tổng giám đốc! Cô bình ngón giữa của anh mà phập phòng vội vàng thúc giục. Mỹ về! Anh thở dài hôn cô, ở bên môi cô thì thầm. Em không cần thằng ngốc khác, em là của anh, chỉ là của anh. Tách chân cô ra, xông thẳng mà vào. a à, Cô khẽ nhíu mày, ở trên ghế sofa mềm mại lắc đầu, khóe mắt có mang theo nước mắt kích tình. Bộ dáng này thật đáng thương vô cùng, mảnh mai vô tận, trong nháy mắt làm nổ tung lý trí của anh. Anh thờ hồn hền, để lại bắp đùi của cô, hồng mãnh sông lên, vừa sâu vừa nặng. Nói em là của ai? a à, nhẹ một chút. Ừ, anh là của anh, chỉ là của anh. Thật ngoan, thật mềm mại. Anh thỏa mãn, trong mắt đen ngập tràn tình dục, ôm chặt lấy cô, đem tất cả của mình dâng hiến cho cô, chỉ cho cô. Buổi chiều mùa xuân yên tĩnh, bởi vì màn kích tình, lạc thú này mà khiến phòng khách sáng ngời ngọt ngào mát nồng nàn mãi không tan. Cô thoải mái tựa vào trước ngực anh, nghe âm thanh mình thích nhất, vươn tay lên, mơn trấn bắp thịt đẫm mồ hôi, chắc khỏe kia người được hơi thở quen thuộc của anh cô cảm thấy thỏa mãn cùng an lòng ngón giữa khẽ nhúc nhích từng chút từng chút chơi trò chơi nghịch nắng tổng giám đốc ừ mẹ em biết ừ bà chắc chắn đánh chết em đó không đâu tại sao bởi vì có anh câu nói ngọt ngào có anh anh sẽ bảo vệ cô sẽ không để cho cô bị thương tổn có anh ở bên người lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy an toàn như vậy yên lòng như vậy vào thời khắc này ấm áp hòa quyện cùng ngọt ngào trao đổi trong sóng mắt của hai người đẹp đến mức không ai nỡ đi phá vỡ tổng giám đốc ừ lồng mịch của anh thật dài đó anh im lặng hỏi trời già người này lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ như vậy lối suy nghĩ luôn khiến người ta đau đầu nhức óc đàn ông đảng an có lông mi dài như vậy không đến tội lỗi sao chứ nằm sấp gần lại quan sát từng ly từng tí oa quá đáng thế mà còn dài hơn cả của em anh trực tiếp kéo cô xuống hôn tiếp tục diệu kỳ bắt nãy ít nhất anh đối với thành quả ngày hôm nay rất hài lòng ngày thạch cuối cùng cũng có được cơ hội gặp mặt cha mẹ vợ ừ ngày chủ nhật vốn là làm người ta vui vẻ không phải sao trở về miền nam gặp cha mẹ của mỹ phi trở thành việc thiết yếu nhất của bọn họ thạch quân nghị quả quyết chọn thứ hai trở về cho nên Mỹ Vi run run rẩy rẩy cùng quân nghị oai phong lẫm liệt nam tiến. Xe còn chưa kịp dừng đã thấy mẹ hùng hổ, giờ gậy bóng chảy chống đạnh đứng chặn trước cửa nhà, bắp đùi phì nhiêu còn đang rung lên từng nhịp, chuyển mười món công phu trong bao tô bà, lập tức cô sợ tới mức toàn thân mềm nhũn. Là Mỹ Vi! Mẹ la gầm lên giận dữ, cộng thêm khí thế hung hăng xông tới. Tức thì cô nhanh chóng, đẩy cửa xe chạy ra ngoài, sau đó thân thể đại bàng của mẹ la cũng phi thân đuổi theo với tốc độ tốc chiến tốc thắng, vô cùng gọn gàng, múa gậy ném tới. Thạch quân nghị vội vàng muốn tiến lên, lại bị một đôi tay kéo, khuôn mặt hòa ái tươi cười xuất hiện trước mặt của anh. Yên tâm yên tâm, không có việc gì. Nhưng... ta bảo đảm không có việc gì. Đối phương vẫn như cũ, cười hé quan sát anh, sau đó gật đầu một cái. Ta là cha của tiểu vi, la thao. Con chào bà. Anh lễ phép gật đầu Sau đó vòng ra phía sau mở cốp lấy quà tặng ra Ôi sao Người đến là tốt rồi Không cần mang nhiều đối như vậy Bà là vẫn cười lôi kéo anh đi vào trong nhà Chúng ta đi vào ngồi hàn huyền một chút Còn lo cho Mỹ Vi Anh đã nói với cô sẽ bảo vệ cô Không cần không cần Nó quen rồi ấy mà Rất hài lòng con rể quan tâm con gái mình Bà là lôi kéo anh đi vào trong nhà Tính tình bà là rất tốt tốt đến nỗi có thể nói là hoàn toàn không có tính khí cũng còn dễ pha trà nói chuyện phiếm hỏi qua tình huống của anh cho dù biết anh là người thừa kế của tập đoàn duệ sang nhưng thái độ vẫn như cũ không có đổi còn rất bình thản tiếp tục cùng anh tán gấu một tiếng hai tiếng luôn tự cho mình năng lực tự chủ cao lần đầu tiên thấy quân nghị phát hiện mình cũng có thời điểm đứng ngồi không yên mặc dù biết rất rõ như vậy là không có lễ phép không thích hợp với những gì anh được nuôi dạy nhưng anh vẫn không ngừng giơ tay xem giờ, thời gian trôi qua càng nhanh, anh càng phát hiện mình càng nóng ruột nóng gan. Đây là lần đầu tiên anh được trải qua cảm giác xa lạ đó. Anh ít khí trời cũng được 30 năm, chưa từng có cảm giác đau khổ cùng hành hạ như vậy. Cho dù có quyết định nặng nề bao nhiêu, tiền bạc lưu chuyển khổng lồ tới cỡ nào, anh luôn tỉnh táo, bình tĩnh, dứt khoát xử lý nhanh gọn, nhưng bây giờ anh lại có thể cảm thấy mỗi giây trôi qua chậm tới mức khiến anh khó chịu. Anh mỗi lần nhìn đồng hồ đeo tay, bà la lại càng cười rực rỡ hơn. Khi anh rút cuộc cảm giác mình không còn ngồi yên được nữa thì cửa bị mạnh mẽ đẩy ra, tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, thạch quân nghị mới buông lỏng. Một giây kế tiếp, một bóng người xông vào phòng khách, Mỹ Phi đầu đầy mồ hôi chạy vào, đi trả trước mặt quân nghị uống một hơi cạn sạch, sau đó đem cái chén không đưa cho anh. Anh rất nhuần nhuyễn, rót đầy nước cho cô, cô lại tiếp tục nuốt ực đã đời mới tiếp tục thở bà là đứng dậy hướng anh gật đầu một cái sau nó đi ra ngoài thạch quân nghị lòng cổ mồ hôi đầy chán cho cô nhìn cô đỏ bừng cả khuôn mặt không khỏi đau lòng nói xin lỗi với cô thật xin lỗi anh không làm được như đã hứa với cô không có bảo vệ cô cô tiện tay rơ rơ ngồi xuống bà đi nơi nào anh hỏi đi tìm mẹ tìm tới đây thì não bộ của anh không sao phân tích được câu trả lời của cô bởi vì mẹ lạc đường nhất định phải bắt đi tìm mới tìm được mẹ về lạc đường anh lại càng không hiểu ha, ha bởi vì mẹ em là một siêu cấp dân mù đường chỉ cần rời nhà mười dặm mẹ cũng không biết đường cho nên dù là ở chỗ này mấy chục năm mẹ vẫn sẽ bị lạc đường anh đã hiểu thì ra là lần lạc đường ban đầu ở mandiver thực ra là do di truyền được em nói là mẹ đuổi theo đánh em sau đó lạc đường đúng không thật thông minh là Mỹ Vi than thở vỗ vỗ tay. Ba em đã thành thói quen rồi, từ nhỏ đến lớn. Mẹ mỗi ngày đi đuổi theo đánh em với em trai em. Chúng em sẽ cố ý chạy thật xa, sau đó ba em sẽ đi tìm mẹ em trở lại. Cho nên trước đó, bà làm mới nói với anh là không cần lo lắng. Thì ra là đã thành thói quen, mà vợ anh bị mệt như vậy cũng chỉ vì chạy quá nhiều đường. Thầy quần nghị sâu sắc cảm thấy, thì ra là Mỹ Phi mơ mơ hồ hồ là do di truyền đến nhà họ La gặp mặt cha mẹ thực sự dễ dàng hơn nhiều so với sự tưởng tượng. Không có như Mỹ Phi hình dung mẹ cô như một hung thần ác sát, cũng không có thấy gậy gộc đâu cả, nên cảm ơn Thạch Quân Nghị nghiêm chỉnh chững chàng, mỹ lực 10 phần, hay là nên cảm ơn mẹ La, nhìn thấy nam chủ lập tức thái độ quay ngoắt 180 độ. Mặc dù còn là níu lấy lỗ tai Mỹ Vi mắng cô dám lén lén kết hôn, nhưng lời kết thúc lại là làm rất tốt, đàn ông tốt như vậy, xuống tay chính là muốn nhanh gọn, hùng ác chuẩn xác. Cô ngốc này, đời này cũng đã làm được chuyện khiến mẹ già của cô vui vẻ. 1.600 vạn tiền mặt, hai chiếc xe giá trị hơn trăm vạn, cộng thêm một cái biệt thự mẹ là thấy trong tivi mỡ đã lâu là quà quân nghị biếu nhà họ la. Mặc dù vẫn chưa gặp em trai đang học Mặc dù vẫn chưa gặp em trai đang học đại học là Tuấn Uy, nhưng mẹ là vô cùng hào phóng xua tay. Trẻ con trẻ mò, không gặp cũng không sao. Một bên vui vẻ đếm tiền, một bên sảng khoái, Hai tay dông Mỹ Phi, thuận tiện đạp thêm một cước. Không có việc gì thì không cần về, chăm sóc thật tốt của nghị là được. Sau đó lôi kéo con gái giáo huấn. Mẹ xem con nghị đối với cô rất tốt, nhân phẩm không tồi, tính ký lại tốt, ổng xã như vậy, số cô đúng là đạp phải phân chó mới vỡ được. Thật sự mẹ không phải vì tiền với biệt thự mới bằng lòng bỏ qua cho cô dễ dàng đâu nhá. Đem cái chìa khóa biệt thự cẩn thận nhất vào túi, cười đến khóe miệng không thể khép chủ yếu là quân nghị rất tốt Mẹ cảm thấy sao cô cho nó, mẹ yên tâm Cô phải biết đường mà quý trọng đó Những lời này làm Mỹ Vi khóc Cô cũng biết mẹ mình dù hung hãn Nhưng là người mẹ tốt vô cùng thương con Dĩ nhiên quân nghị hào phóng như vậy thật là tốt Biệt thự thư giãn Còn có 1.600 vạn Mẹ muốn đi một túi sách mười mấy vạn trong quảng cáo kia Đi chợ dơ nó lên Khiến cho quần chúng đỏ mắt chết đi Mỹ Vi rời lệ Bởi vì thấy quân nghị gần đây thật sự bận rộn thời gian không đủ, cho nên cha mẹ La rất dứt khoát bằng lòng, chờ anh có thời gian sẽ ở miền Nam mở rượu tiệc, mời họ hàng thân thích. Dù sao đã có giấy đăng ký kết hôn, bọn họ không lo lắng còn rể siêu cấp chất lượng cao, sẽ chạy trốn mất. Vì vậy, ở mẹ La không thôi phất tay, cùng ba La hiền lành khuôn mặt tươi cười, bọn họ lái xe trở lại Đại Bắc. Sau đó, mỗi ngày bình yên trôi qua. Thạch quân nghị vẫn như cũ rất bận, cô vui vẻ thoải mái sống cuộc sống của chính mình, cùng đồng nghiệp tám chuyện, bị chủ nhiệm mắng xem chút ít sách dạy nấu ăn tuy rằng cô vẫn chưa có thể tiến bộ trong nấu nướng nhưng thế giới riêng của hai người vẫn rất tuyệt cuộc sống như thế cô đã vui vẻ hạnh phúc khó có được buổi tối anh có thể về sớm cô hưng phấn nói muốn làm bữa tối có bữa tiệc lớn của pháp gần đây cô mới học được cho anh thưởng thức nếu nói bữa tiệc lớn của pháp chính là canh hành tây đã đốt nến đỏ để cắt hành tây nhưng cô vẫn bị hành cay là nước mắt chảy ròng ròng để anh làm cho anh nhìn về mặt nhăn nhó của cô đau lòng không dứt không cần không cần cô lắc đầu đây là kỹ xào em học được trên tivi đó chỉ cần lúc cắt hành đốt nến sẽ không sợ hành tây làm cay mắt nhưng em vẫn chảy nước mắt đó thôi anh chỉ ra sự thật khách quan có thể là bởi vì mới bắt đầu cho nên hiệu quả còn chưa có phát huy cô hắt xì một cái thật lớn quay đầu tiếp tục sự nghiệp thái hành tây để anh cô như vậy sẽ gắt phải tay mất. Lần này anh kiên quyết đẩy cô ra, không thích nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, cũng không muốn trái tim của mình phải thấp thỏm lên xuống. Thổi tắt nến, nhanh chóng tiếp nhận công việc của cô, anh gọn gàng cắt mỏng hành tây, động tác nhanh gọn chuẩn, cắt từng nhát, đều đều mà cực thông thả, cô xem mà ngây người. Phải làm canh hành tây đúng không? Cô đang vẩn vơ suy nghĩ giật mình gật đầu. Chào nóng bỏ bơ vào, chờ dầu hòa tan. Sau đó anh đem hành tây tỉ mỉ rắc vào, vặn lửa vừa vừa từ từ xào, động tác của anh cũng rất chậm, rất có năng suất. Đến dáng người cầm muôi nấu canh cũng thật thích hợp, tạo nên một loại cảm giác kỳ lạ thích mắt, tựa hồ vô cùng nam tính, lại rất thân thiện, vừa hài hòa lại vừa uy nghiêm. Chồng hiền tiêu chuẩn nha, Mỹ vì nhàn hạ đứng bên cạnh, than thở nhìn người đàn ông đang bận rộn kia, thì ra anh còn có thể nấu ăn nữa đó. Trên đời không có việc gì, anh cũng làm được sao chứ? Đương nhiên là có Thêm vào rượu nho trắng tính giờ Ví dụ Anh quay đầu lại nhìn cô Cúi thấp người Thật chậm, thật chậm cười lên Ở bên tai cô thì thầm Sinh con Ồ cái đó Khuôn mặt cô hồng hồng bị anh trêu chọc rồi Đến giờ anh cho bột vào Vặn lửa nhỏ xuống rồi nhanh tay đảo qua đảo lại Lại thêm ít thịt bò trước đó Cô đã thái sắn Một mùi thơm phức lan tỏa trong phòng bếp Cô hít hà cái mũi sau đó nóng lòng thúc giục. Đã được chưa, em nói bụng rồi. Nhìn nồi canh đã tương đối xong, anh vặn lửa bắt đầu tính giờ. Trong lúc nấu canh, Đồng thời vo gạo nấu cơm, lại đem đậu và thịt cô đã chuẩn bị xử lý tốt. Tất cả nhanh chóng đưa anh nấu nướng ngon lành. 45 phút sau, cơm trắng thơm lừng, đậu xanh biếc xào thịt, bỏ bít tiết rán, canh rau xanh cùng với sữa tươi anh tìm mình chuẩn bị cho cô. Còn có nồi canh hành tây nóng hồi bàn cơm này có cô chuẩn bị để trổ tài, biến thành bữa tối anh nấu nướng. Xem ra vô cùng ngon miệng, khiến người ta thèm thuồng. Ôa, thơm quá! Cô đã sớm ăn vị bên bàn cơm, cầm đũa, dĩa, anh đã chuẩn bị sẵn, không thể chờ đợi hơn nữa. Uống xong canh thơm ngào ngạt, cô hít mắt cảm thán hương vị này. Hương vị này tuyệt đến làm người ta rơi lệ. Tổng giám đốc, làm sao anh làm được chứ? Làm sao làm được? Vội vàng nếm thử một chút những món ăn khác, mỗi loại màu sắc hương vị đều hoàn hảo, ăn ngon đến mức không muốn dùng đũa. Nếu như đầu bếp ở nhà hàng năm sao nếm thường tuyệt đối, có thể giơ ngón tay cái lên thán thường Ba Hoa, anh vỗ vỗ đầu cô, cẩn thận đem canh còn nóng thổi nguội cho cô. Không biết cái người tham ăn này làm sao vậy, canh nóng như vậy cô còn uống ngay, cũng không sợ bỏng đầu lưỡi sao? Thật, ăn thật là ngon. Ăn xong cơm anh nấu, cô cảm thấy thức ăn mình làm trước kia đều là thức ăn cho heo. Không hiểu sao có thể nuốt nổi, bắt tôi anh lúc trước vẫn ăn xong mặt không biến sắc, cô cảm thấy định lực của anh quá cao cường rồi. Làm thế nào? Bữa ăn này về sau em khẳng định không ăn nổi thứ khác rồi. Bé ngốc. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, về sau có thời gian đều để anh làm vậy hài lòng chưa? Như vậy anh có vất vả quá không? Nên nói cô quan tâm hay là có ý đồ xấu đây? Anh thở dài càng lớn. Không biết Tổng giám đốc, anh thật tốt. Cô kẹp lên một miếng bít tết mềm non đến bên miệng anh. Ăn một miếng bít tết, siêu cấp ngon đó. Có thể mượn hoa hiến Phật sáng khoái như thế, nhất định cô là người thứ nhất. Mở miệng cắm một miếng thịt bò bít tết kia, tiếp đó một ngụm hôn cô, để cô và anh cùng nhau thưởng thức hương vị thịt bò đặc biệt. Rượu vàng nhàn nhạt, nhạt ở trong môi hai người lan tỏa, môi lưỡi triền miên, anh cởi quần áo cô, một đường hôn đi xuống. Sắp xếp như thế anh rất hài lòng Anh nấu cơm ngon cho cô Sau đó cô trở thành món điểm tâm ngọt của anh Còn gì hoàn mỹ hơn Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ ra sao Mời các bạn đón nghe tiếp vào kỳ sau nha Đừng quên like ủng hộ Subscribe kênh truyện ngôn tình SE Để đón nghe những câu chuyện hay nhất Và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình SE Hôm nay tôi xin gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Nợ chồng phần 2 của tác giả Chu Khinh. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình SE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tất cả dũng khí của Mỹ Phi bị anh ôm lấy kia đều biến mất trong nháy mắt. Anh muốn cùng cô thế nào đây? Trước đó, cô đã làm công tác tư tưởng, tự nhủ với lòng mình rằng đây là chuyện rất bình thường Nhưng mà bây giờ bỗng chốc có chút sợ hãi Có chút kinh hoàng Lại có chút bất lực Rõ ràng mới vừa rồi Cô chủ động đi chiêu chọc anh Thực chất cô muốn xem nghiêm túc như anh Bị chiêu chọc sẽ như thế nào Ai bảo giáo vẻ thẹn thùng của anh Động lòng người như vậy Nhưng khi anh thật sự có phản ứng Cô lại sợ Được rồi Cô thừa nhận mình như vậy là rất xấu rồi Ai bảo chứ đủ anh thích như vậy cơ nhưng mà anh là thạch quân nghị nha Người đàn ông nổi danh lý trí của Duệ Sang đâu Làm sao mà không chịu nổi chút chút đùa này cơ chứ Hiện tại biết Không thể tùy tiện nghịch lửa với đàn ông sao Đặt cô trên sườn lớn Đây là phòng trong mật siêu cấp hào hoa Phục vụ còn biết ý dùng hoa tươi Cái thành hình trái tim trái tim xinh đẹp Cô nằm trên một gian cánh hoa Tóc đèn xóa ra Mắt to lấp lánh Đôi môi khẽ hé đỏ tươi Như đó hoa nổi bật trên làn da sáng bóng căng mịn trong không khí ngập tràn hơi thở ngọt ngào lúc này cô đẹp một cách kỳ lạ anh cúi người cái khuôn mặt cô chưa tới ba phân còn người đèn nhánh lúc này nóng sực và thâm thúy thấy bộ dạng hồn nhiên của cô vì anh tiến sát mà không dám hô hấp anh mỉm cười khoảng cách giữa anh và cô thật là gần thật là gần gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được từng hơi thở từng nhịp đập của anh chỉ là đơn thuần nhìn thẳng vào mắt cô đã toàn thân nóng rực khó thở cực kỳ Tổng, tổng giám đốc, anh anh muốn. Bọn họ phải làm thật sao? Thật ra cô còn không có cái đó chuẩn bị xong. Em nói xem, hướng. Ngón tay anh từng chút, từng chút tháo bỏ nút thắt trên thắt lưng cô, chân mày anh tuấn nghiêng nghiêng nhíu lại, có một loại ma mị, quyến rũ khó nói thành lời. Cô rốt cuộc cũng hiểu, đàn ông nghiêm chỉnh cỡ nào, trên giường không bao giờ viết nổi hai chữ nghiêm túc. Thạch Quân Nghị là nhân vật tiêu biểu. Em, cô khó khăn lắp bắp, thân thể run rẩy lợi hại, không biết đến tột cùng là mình đang mong đợi, hãy đang sợ hãi, hoặc là cả hai cùng có. Thế nào? Khóe môi anh nhếch lên. Vừa rồi không phải gan rất lớn sao? Ngón tay anh thon thả ung um dung cuốn cuốn chiếc dây nơ thắt lưng của cô. Cô trợn tròn mắt nhìn động tác của anh, toàn thân đông cứng, một cử động cũng không dám anh nghịch đến nửa chừng dừng lại ngẩng đầu nhìn cô cô nhanh nhẹn đưa mắt cầu xin tha thứ nịnh nọt cười ngọt ngào với anh xin lỗi mà xin lỗi mà cô sai được chưa làm sao dại dột nhất thời đi trêu chọc mãnh hổ chứ căn bản là chớ có đem gà đến miệng cáo mà anh khẽ cười đáp lại cô trong lúc cô vừa nghĩ được tha anh nhẹ nhàng phun ra chậm 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 cô run lên bẩn bật, nhìn khuôn mặt anh từng chút từng chút thông thả, chậm rãi lại gần cô. Đôi mắt cô mở to, trừng lớn, sau đó hạ quyết tâm, dứt khoát nhắm mắt lại, tay chân răng rộng bất động. Đằng nào cũng phải làm, vậy thì đến đi. Chiếc chăn mềm mại trên giường che trên đầu. Ơ, ờ, cô giật mình mở mắt, trước mắt tối đen như mực. Cô lập tức kéo chiếc chăn đang che trên đầu, nhìn thấy anh đang yên lặng nằm bên khóe môi còn treo một tiếc cười yếu ớt. Tổng, tổng giám đốc. Ừ, anh... Anh nghĩ chúng ta đều cần thời gian. Anh bình tĩnh nói. Nói vậy là anh mới vừa rồi là trêu chọc cô đó hả? Trái tim bị treo cao từ từ hạ xuống, nói không ra cảm giác gì, chỉ có thể ngây ngốc lên tiếng. Ờ, rất thất vọng hả? Anh xoay đầu nhìn cô, khóe môi nhích rộng em không có khuôn mặt đỏ bừng liều chết lắc đầu cô mới không có thất vọng đâu cô chỉ chỉ là được rồi em thừa nhận em có một chút xíu sự thành thật của cô làm cho ánh sáng trong ánh mắt anh càng rực rỡ hơn cô bé này từ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt anh vẫn là trước sau như một tình cảm của cô nhu nhược của cô còn có tất cả cảm giác với anh luôn hoàn toàn biểu hiện ra, chưa từng che giấu để bảo vệ mình, chưa từng nghĩ như vậy sẽ dễ dàng chịu thương tổn. Nhưng cô như vậy lại làm cho tim anh đau, chỉ muốn thật tốt quý trọng cô để cho anh muốn cũng thích cô. Đưa tay kéo cô vào trong ngực, dịu dàng ôm cô. Mỹ vi Dạ. Thành âm anh gọi tên cô vẫn là êm tai như vậy, nhất là chỉ có kêu tên, cảm giác thân mật, cảm giác thật tuyệt làm cho cô muốn rơi lệ ngủ đi. Chỉ đơn giản hai chữ, nhẹ nhàng xô tan mất mắt của cô, vùi trong ngực anh, tai nghe tiếng nhịp đập vững chắc, trầm ổn của anh, cảm thấy như vậy, kỳ thật quá tuyệt diệu rồi. Tổng giám đốc, ừ, anh thật tốt. Anh lần nữa mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc cô, lặng im không đáp. Khuôn mặt cô nhẹ nhàng lau lau trước ngực anh, bàn tay nhỏ nhắn ôm thắt lưng của anh, từ từ nhắm mắt lại tìm tân hồn của hai người không có lửa nóng kích tình không có triển miên hoan ái nhưng lại khiến cô cảm nhận được trước nay chưa từng có hạnh phúc cùng an lòng dù sao anh cũng quan tâm cô dù sao tình cảm của hai người vẫn đáng chờ mong mà như vậy là tốt rồi dù là chốc lát không cải biến được cả đời nhưng mỗi ngày một chút chỉ cần có biến hóa thì có hy vọng không phải sao thời điểm cô gối trên khuỷu tay anh thiếp đi nụ cười vương trên môi vô cùng vô cùng ngọt ngào gió biển dịu dàng bóng đêm tĩnh mịch đêm này thật tuyệt mandiver rất đẹp rất nên thơ tuyệt đến mức mà không ai có thể dùng ngôn ngữ thông thường để hình dung nó nhất là cảnh đẹp như vậy lại có người mình yêu thương nhất cùng đi bên cạnh tất cả cảnh sắc càng rực rỡ hơn tuần trong mật của thạch quân nghị cùng la mỹ vi thật sự vui vẻ cùng hạnh phúc mỗi sáng mở mắt ra Mỹ Phi đều bất sắc mỉm cười, nằm ở trong ngực anh, cảm thụ sự ấm áp che chở của anh, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thích cảm giác có anh bên cạnh, rất an lòng cùng thỏa mãn. Mandiver có rất nhiều đảo nhỏ muôn hình muôn vẻ, bọn họ chậm rãi thưởng thức từng cái từng cái một. Ban ngày ra ở bờ biển, anh sẽ mang cô theo hưởng thụ rất nhiều thú vui khác biệt, lặn xuống đáy biển xem các loài cá đa dạng sắc màu, thỉnh thoảng và có con rùa biển rất lớn chậm rãi bơi qua người họ. Mỗi lần cô đều muốn vươn tay qua sờ sờ một chút nhưng lại sợ bị nó cắn, liền trọng anh cười rất vui vẻ. Hoặc là sẽ nằm thành thơ trên bờ cát, phơi mình giữa ánh nắng mặt trời, những hạt cát mịn màng trắng tinh chảy từ từ dọc theo kẽ ngón tay, loại cảm giác đó cũng thật tốt đẹp. Cô nghịch ngợm một chốc đã ngồi không yên, nằm một lát đã chạy trên bờ cát nhặt vỏ sò hoặc là bị sóng biển đuổi chạy mà anh ngồi trên ghế dựa nhìn cô bên môi luôn mang theo một nụ cười điên đảo chúng sinh được anh để ý như vậy cũng là một loại ngọt ngào lúc hoàng hôn hai người sẽ ngồi trên ghế gỗ cùng nhau ngắm mặt trời lặn trên biển thưởng thức những sắc màu đang thi nhau tô vẽ trên bầu trời bao la đến tối hai người đều không thích đi quầy rượu hay những nơi náo nhiệt đông người dùng xong bữa tối cùng nhau tản bộ trên bờ cát sau đó về phòng nghe tiếng sóng biển vỗ về, tâm sự hoặc là anh mở laptop làm việc, cô mở tivi nghe những chương trình không hiểu ngôn ngữ kia, thì thoảng lại chạy đi quấy rối anh, ẩm ý làm anh không thể tiếp tục làm việc, chỉ có thể cùng nằm trên ghế sofa xem tivi cùng cô. Cô thích lặng lặng nằm trong ngực anh, làm cái gì cũng tốt, không làm cái gì cũng được, chỉ cần anh có thể ôm cô, cô đều cảm thấy thỏa mãn mỗi ngày cứ nhàn nhã trôi qua đều có một cảm giác mới mẻ mandiver có vô số đảo nhỏ xinh đẹp tuyệt trần mỗi đảo đều có sắc thái riêng mỗi khách sạn đều cấu trúc khác biệt mỗi cái đều có đặc sắc cùng vẻ đẹp rất riêng của mình ở Huvan văn nơi đó có bãi đá ngầm thác nước hổ bơi buổi tối nằm trên giường ngắm cảnh xinh đẹp tới mức cô không nỡ nhắm mắt lại ở bayan chi resort hai người được ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc đẹp nhất ở Hinton, nắm tay nhau chậm rãi dạo bước trên khu bán hàng lưu niệm dài 500 mét, nhìn dòng nước lấp lánh dưới cầu, sóng nước mênh mông, dạo chơi vài bước, ánh mặt trời kéo dài bóng hai người, cô sẽ nghịch ngợm đạp lên bóng anh, mà anh luôn để cô nghịch thỏa thích. Mandiver trở thành nơi cô yêu thích nhất, nơi này không có phiền não, không có yêu hận, chỉ có anh cùng cô. Tính tình anh thật tốt, cực tốt, vô cùng nhẫn nại, lại có thể bao dung cô, tất cả mọi điều cô muốn hoặc không muốn anh đều kiên nhẫn cùng cô làm mọi việc kể cả hôm nay cô muốn đến mở cát đẹp đến nổ tung mà người ta đề cử trong truyền thuyết anh cũng vui lòng đáp ứng cô chỉ là em xác định đây là tuyến đường em đã hỏi hả anh nhìn bốn phía cây cỏ chập chờn bất đắc sĩ hỏi xác định đó cô liều chết gật đầu em nghiêm túc chăm chỉ tìm mì đem lời bọn họ nói cũng nhớ kỹ đó Bãi cát kia là buổi chiều ngày hôm qua Cô đi tản bộ bên ngoài Cả một cặp vợ chồng người Anh Quốc Cũng là đi nghỉ tuần trong mật Đã nhiệt tình giới thiệu cho cô Chỉ là vô tình gặp được Cô và bọn họ nói chuyện đến cực kỳ hưng phấn Còn anh bởi vì nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp Mà chậm một chút mới tới đó Chỉ thấy vợ mình cùng cặp vợ chồng kia Lưu luyến không rời với tay chào tạm biệt Sau đó hôm nay Bọn họ ở chỗ này Tìm bờ cát xinh đẹp nhất trong miệng cô Nghe nói đường xá cũng không xa xôi Nghe nói nơi đó bờ cát tự như đường cát nhát, trong suốt tình khiết, nước biển xanh đến mức khiến người ta muốn lao đầu nhào tới. Nghe được những thứ này, cô gái thích náo nhiệt như cô, hưng phấn muốn chết, ghé vào lỗ ta anh không ngừng nói muốn đi. Thế nhưng đây, anh chỉ khối đá ngầm bên cạnh. Chúng ta đã đi ngang qua đây hai lần rồi. Anh hiện tại rất hoài nghi năng lực nhận thức đường của cô, bởi vì bọn họ đã ở trong rừng cây cối rậm rạp này luẩn quần nửa giờ lại hoàn toàn không một chút dấu hiệu sẽ thoát ra được. Vậy sao? Cô lồi kéo anh đến tảng đá ngầm kia, thuận tiện lấy ra điện thoại di động. Đến đây, chúng ta chụp ảnh kỷ niệm nào? Loại logic không giải thích nổi này, anh giờ cờ trắng xin hàng. Kỷ niệm cái gì? Lạc đường nha! Cô thẳng thắn hùng hồn nói. Ngàn năm khó gặp, đường đường thay tổng giám đốc cũng sẽ lạc đường. Chúng ta nhất định phải chụp lấy làm bằng chứng nha. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, cười nào. Anh thực sự chỉ có thể thở dài. Này, anh không có chút nào cả, nghiêm túc làm chi thế, cười một cái cũng không mất miếng thịt mà. Cô nhìn tấm hình vừa chụp xong, nhìn đến vẻ mặt nghiêm nghị của hắn, không khỏi oán trách nói. Chắc là sẽ không mất miếng thịt, nhưng nào có người đến nơi hoang vắng lạc đường, tự nhiên một chút cũng không nóng này, còn nghĩ tới chụp ảnh kỷ niệm nữa chứ. Loại chuyện như vậy cũng chỉ có cô bé này mới nghĩ ra được thôi. Em không phải nói là em đã hỏi rõ ràng đường xá sao Hiện tại đừng nói với anh là không biết đường đấy nhé Hừm, sao đó như vậy làm gì chứ Tiếng anh của bọn họ nói vừa nhanh vừa vội Em chỉ đoán đại ý thôi mà Khoảng cách rất gần Rất nhanh là có thể tìm được Hi, bãi biển đường cắt trắng Nước biển xanh động lòng người Ha ha, cái này là em tự thêm đó Anh có cảm thấy như vậy Rất êm tai, tương đối đẹp đúng không anh cảm thấy chính mình sẽ bị thiên minh của cô hại chết. Giờ tay dài dài huyệt thái dương. Em xác định là không biết đường đi, đúng không? Cô rất biết điều gật đầu. Lúc này cũng thật biết điều, ngoan muốn chết nhỉ. Được rồi, anh thừa nhận. Lần này là anh hết cách. Ai bảo anh ngu ngốc đi tin cam đoan của cô, còn đi theo cô đến rừng cây này. Cũng nhanh hai giờ làm chi không biết. Thôi để anh. Anh biết đường nha. Cô vui vẻ, hai mắt sáng lên. Theo lời cô thì đêm nay cũng chỉ có thể ở trong rừng cây này qua đêm thôi. Cũng không để trông cậy có thể tìm bãi cát kia. Nói không chừng căn bản là chẳng có cái bờ cát nào. Chỉ là cô nghe nhầm thôi. Anh lấy di động ra xem, không có tín hiệu, tốt rồi. Anh ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá rừng cây, còn có hướng mặt trời, Giờ tay lên nhìn đồng hồ, kim đồng hồ thẳng hướng mặt trời, âm thầm tính toán một phen. Sau đó chỉ vào hướng miệng mình cũng nhớ cô thậm chí nhung nhớ vô cùng ngữ điệu cô gọi anh tổng giám đốc giọng nói đó mang theo ba phần ngọt ngào bảy phần nghịch ngợm còn anh có nhớ em không niềm vui thú lớn nhất của cô mỗi ngày là hỏi ngược lại anh mặc dù biết rõ người nghiêm túc như anh rất không có khả năng nói ra những lời này nhưng cô rất hưởng thụ quá trình tra xét bởi vì cô biết nếu anh không nhớ tới cô không thể nào mỗi ngày bộn bề công việc vẫn rút thời gian nói chuyện phiếm với cô em nói xem Hứ ừ. Anh ngậm lấy môi cô Trong miệng nhẹ nhàng cắn nuốt Em nói có Cô cười tay nắm cổ anh ngẩng đầu thúc giục anh tiếp tục hôn Anh bị cô ra mặt dày này đánh bại rồi Bất đắc dĩ cười Hôn lên cổ cô Bàn tay nhẹ vuốt lưng cô Cô giống như một con mèo nhỏ Ngọt ngào quất phục trong ngực anh Mặc anh hôn cùng vút ve Ngoan ngoán khiến lòng anh đều đau Bàn tay cầm lấy bộ ngực cô Nhiệt độ xuyên thấu qua vải mỏng Da cô nóng lên, khiến cô run rẩy từng hồi, xúc cảm tốt đẹp nơi đó làm anh thở dài, anh nhớ cô vô cùng. Bàn tay kéo vạt áo của cô lên. "Không được." Cô rằng co, "Cửa không khóa." Anh đang trên môi cô cúi đầu cười. "Yên tâm, không có ai vào đâu." "Có, có có." Cô nghĩ tới, "Hồ thư ký, chị ấy ở đây." rốt cuộc hiểu được hồi thức ký gọi cô lên là chị thị của anh đứa ngốc anh cười hôn lên cái mũi nhỏ nhắn của cô bàn tay ở sau lưng cô gọn gàng cười nút áo ngực chị ấy đã đi rồi vậy có những người khác nữa không có chuyển qua phía trước dò tới tuyết non anh yêu thích từ từ xoa nắn ngón giữ trêu đùa hồn tỉ mỉ từ trên bờ vai đi xuống ghẽ gặm từng chút một ô chắc chứ a à, đau đừng mạnh như thế. Cô giơ tay đẩy anh, không phối hợp. Không cần, ngộ nhớ bị người khác thấy. Anh đang cắn cái cổ nhỏ của cô, bất đắc dĩ thở dài, xoay người khóa kỹ cửa chính. Như vậy có thể chưa? Cô mềm nhún tựa vào cửa thủy tinh, ngọt ngào cười với anh, vươn đôi tay. Người này luôn tại thời điểm như vậy, làm ra những hành động khiến anh không còn sức đề kháng, đi tới hung hăng ôm chặt cô, cẩn thận hôn cô làm trừng phạt. Lần này cô rất phối hợp với anh Nhưng đến thời điểm anh cởi quần áo của cô Thì cô lại dãy rủa Mỹ Vy Anh trên môi cô thở dài Anh là đàn ông Thời điểm này cứ nhận có hạn Nơi này không tốt rồi Cô chỉ vào cửa sổ sát đất khổng lồ Trọng suốt đó Yên tâm Vứt đi áo sơ mi Cởi bỏ nội y hôn lên Bên ngoài không thấy được Đây là thủy tinh đặc chế Bên ngoài không thể thấy được bên trong chỉ có bên trong ngắm ra bên ngoài ô oh, không không được a à. môi của anh quá cản dỡ, khiến cô không thể nói thành lời thân thể run lên lợi hại không được sao đưa tay đi xuống ông chọn lấy nơi ẩm ướt cố ý ở trước mặt cô chậm rãi trêu đùa nhìn sợi sáng như bạc từ từ chảy xuống ừ ngữ điệu ngân giải kia làm khuôn mặt cô xấu hổ đỏ bừng được rồi cô thừa nhận thân thể của cô hoàn toàn không có năng lực kháng cự anh, nhất là khi hai người đã. Có những thứ mà lúc trước không có cũng được, mà khi có cũng chẳng sao, nhưng một khi đã trải nghiệm qua thì ngày càng tham lam, đắm chìm giống như dục vọng vậy. Ở Mandiver, bọn họ đều mê đắm trong nhiệt tình của nhau, chăm chỉ thăm dò. Anh đối với thân thể của cô rõ như lòng bàn tay. Anh dạy cô từng chút một, làm thế nào lấy lòng anh, cũng như thỏa mãn mình. Cô học rất nghiêm túc, cũng rất triệt để. Chỉ cần anh vừa đụng vừa sờ, thân thể cô liền có phản ứng mãnh liệt. Tựa như hiện tại, những thứ này, bản thân cô không có cách nào khống chế, cũng không muốn khống chế. Nhưng mà bị anh diễu cợt, sao có thể khắp lòng chứ? Ngón tay đưa đến bụng dưới anh, mơn trớn nơi đẩy đạn cùng cứng rắn đó. Ghé vào tai anh hỏi nhỏ. Anh cảm thấy thế nào? Người này... Vốn là thạch quân nghị muốn thông tà tận hưởng nhưng bị cô dồn ép mất đi lý trí cùng nhẫn nại ôm lấy cô đè lên trên cửa đồng thời ôm lấy mông cô để cho cô tiếp xúc thật chặt chẽ với thân thể của anh bàn tay nhanh chóng cởi quần jean của cô kéo ra sau đó là của mình dục vọng nam tính nóng rực cùng thẳng thắp kia trở trên địa phương chân mềm ẩm ướt kia loại cảm giác tốt đẹp đó khiến cả hai người cùng thờ hồn hển anh hít mạnh một hơi gọi tên cô là mỹ phi ô oh nhưng mà anh cũng để dịu dàng rồi ô a à. anh cứ như vậy thẳng tắp tiến tới đẩy đàn to khỏe khiến cho cô toàn thân khuất phục tiếp nhận anh cô rên rỉ ôm chặt anh hai chân trắng tuyết vòng thật chặt thắt lưng anh mặc anh ở giữa hai chân cô bừa bãi vui đùa mặc dụng vọng của anh trêu chọc. cô đều muốn tất cả của anh cho cô cô đều muốn thân thể của hai người cuốn chặt lấy nhau anh nghĩ muốn cô, điên cuồng, vội vàng muốn cô. Văn phòng gọn gàng sạch sẽ, máy tính đang mở, tài liệu đang mở, cũng không còn quan trọng nữa. Quần áo của cô bị ném loạn tùy ý, áo lót màu hồng vắt trên ghế dựa của anh, bên trong phòng không gian nóng bỏng. Cô riêng gì cũng anh thở dốc vang vọng trong phòng. Anh mang cô đến đỉnh cao trào lần thứ nhất, không chút nào phức tạp, không kỹ xào thắn tình. Anh chỉ cần trận trận mãnh liệt ra vào, đưa cô lên đỉnh núi ngọt ngào ở dục vọng mãnh liệt đánh thẳng vào, thút thiết khóc, chằn chọc, cầu xin quay cuồng. Không cần làm ơn. Cô khóc không thành tiếng, run rẩy, cầu xin tha thứ. Tình cảm như vậy, dục vọng như vậy, quá cường liệt mà bản thân anh quá hung mãnh, quá kích cuồng, quá đói khát rồi. Đếm không biết bao nhiêu lần cao trào cực hạn, mồ hôi đầm đìa, xương cốt mềm nhún. Khi cô có thể lại hô hấp thuận lợi, nằm trong ngực anh nghe từng tiếng tim anh đập mạnh, thân thể mềm mại không còn hơi sức, ý thức còn mơ màng, nhưng đáy lòng là vô cùng thỏa mãn, mặt mày cong cong. Giơ tay lên nhẹ nhàng mơn trớn ra thịt nóng rực của anh, nơi đó cứng rắn lại mười phần co giãn, tràn đầy lực lượng. Đây là thân thể anh cũng là thuộc về cô thật tuyệt. Nụ cười treo bên môi, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô. Thế nào lại có hơi sức ư? hơi thở của anh cuốn quýt bên tóc cô, ấm áp dịu dàng, thân thể nhạy cảm của cô co súng lại. Cô thích hành động, cùng lấy nón tràn ngập nhu tình này của anh. Thật thích. Tổng giám đốc. Cô ghẽ gọi anh, thanh âm vượt qua hoan ái như mất tiếng, ngọt ngấy, mềm non, quả thật là muốn mạng người mà. Ừ. Tay anh trượt đến thắt lưng của cô, nhẹ nhàng vỗ về, chơi đùa thắt lưng nhỏ nhỏ của cô. Lần này anh ở lại bao lâu? cô hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Em muốn bao lâu? Đương nhiên là càng lâu càng tốt. Cô muốn cùng anh một chỗ, tốt nhất là ngày đêm ở cạnh anh. Nhưng cô biết đây là điều không thể. Anh là ông xã của cô, nhưng cũng là người lãnh đạo của Duệ Sang. Thế giới của anh, ngoài cô, còn có cả sự nghiệp. Vậy thì như em mong muốn. Có thật không? Cô vui mừng ngẩng đầu nhìn anh. Có thật không? Có thật không? anh nhìn hai mắt tỏa sáng lấp lánh của cô, loại yêu thích mãnh liệt đó từng chút thâm nhập trong lòng anh. Cô bé này thật sự quá dễ dàng thỏa mãn rồi, cũng quá dễ dàng vui vẻ. Cô như vậy để cho anh muốn cưng chiều cô thật tốt, để cho cô mãi vui vẻ. Thật! Tổng giám đốc tốt nhất! Vui vẻ hôn trên môi anh, thỏa mãn vui vào lòng ngực của anh, nhưng vẫn rất nhanh lại nghĩ đến cái gì đó. Bất an ngẩn đầu nhìn anh. Vậy công việc của anh thì sao? Có ảnh hưởng không? Không biết. Anh rất dứt khoát trả lời. Anh sẽ xử lý tốt. Ừm, cô tin tưởng anh, hiểu năng lực của anh. Chỉ cần anh nói có thể, vậy nhất định là có thể. Hoa, wow, anh có thể ở bên cạnh cô. Nghĩ thôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Hi hi, cô vui vẻ bật cười. cảm hứng như vậy sao? Ừm, gật đầu khuôn mặt trước ngực anh cọ cọ lại cao hứng một chút như thế nào? Dạ. Anh ôm chặt lấy cô, dán lên thân thể cô ra thịt trần trụi cọ sát lẫn nhau, trắng mịn tự nhiên, anh hôn môi cô, đầu gối tách ra chân cô, động thân mà vào. Lần này anh động rất chậm, cẩn thận quan sát về mặt của cô, nghe từng thanh âm rên rỉ của cô, mỗi lần vừa sâu vừa nặng, mỗi một cái lại tiến sâu vào chỗ trọng yếu của cô. Cô nhíu chặt mi, dùng sức cắn môi, cảm thấy loại cảm giác buồn rốn quen thuộc không ngừng xông tới, đánh tới, sắp bao phủ cô. Cô lớn tiếng dân dì, hai chân tuyết trắng thon dài, giá sức kẹp chặt lấy thắt lưng của anh. Loại kiểu mỹ trời xinh, xinh đẹp vào phòng đó, so với bất kỳ kẻ nào cũng kích thích anh hơn, làm anh mê muội. Anh đưa tay vút chân cô, thích xem biểu tình hưởng thụ của cô, yêu cực kỳ biểu tình chấm mê dục vọng của cô. Anh khắc chế muốn kịch liệt chạy nước rút, để cô chủ động, để cô ra tay dày vò cảm thụ cô một hồi xoắn cực hạn a à! cô ngửa đầu xõa tóc dài diên gì thật lâu thật thoải mái có thể ở cùng người yêu thương một chỗ là chuyện tốt đẹp nhất trên đời cô ôm lấy phần thắt lưng ướt đẫm của anh Sở dọn bắp thịt rắn chắc đó trong nháy mắt lên đến cao trào cô thét lên ôm chặt anh khóc lên anh không cách nào ngăn cản cảm giác quá tốt đẹp này tận tình hung hăng trả sát rốt cuộc khoái cảm muốn chết gì đó vọt lên anh ôm chặt lấy cô, vui đầu thở dốc. Cô nằm trong ngực anh, nước mắt cùng mồ hôi quyện vào. Mặt anh ôm chặt cô, mặc anh hôn, vút ve, ngoan đến không thể tin được. Anh giúp khăn giấy xử lý hậu quả cho cô, sau đó ôm cô vào trong ngực, nhìn khuôn mặt hồng rực của cô, nhìn hai mắt khóc sưng, còn có đôi môi tươi mọng, nhìn bộ dáng mềm mại đáng yêu của cô, không nhịn được mỉm cười. Mệt mỏi như vậy sao? Ừ, ngực của anh thật thoải mái, thật là ấm áp, cô rất muốn ngủ. Vậy thì nghỉ ngơi một chút. Cô cúi đầu lẩm bẩm một câu, khiến anh bật cười nói to. Tiểu biệt, thầm muốn lấy mạng người. Cũng đúng, anh dịu dàng ôm thân thể thơm mềm của cô, hồn mái tóc cô, ở sau lưng vỗ vỗ nhẹ, vô cùng thỏa mãn cùng vui thích, biểu hiện rất rõ ràng. Bên trong phòng, sữa mát pha lẫn ngọt ngào, ngọt ngào nồng đậm không tan được, dường như có thể cứ như vậy mà ôm nhau tới thối, có thể cứ như vậy yên bình cùng an tĩnh, cứ trôi qua tự nhiên như vậy, cô cứ thế để anh dắt tay đi suốt cuộc đời. Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn anh, anh yên lặng nhìn cô, cô mở miệng, em đói bụng, bụng rất hợp tác kêu vang một hồi, anh nhìn cô trầm mặc em đói bụng, đói bụng, cầm lấy cánh tay anh dao động mãnh liệt, thật đói nha. Anh cười rất vui vẻ Cùng thoải mái cười Cũng chỉ có thể cô gái như Mỹ Vi Mới như thế Có thể không chút nào kinh kỳ Nói ra ý nghĩ của chính mình Không chút gượng ép Không giả trang thanh cao Cô như thế nào thì chính là như thế Mà anh thì chính là thích cô như vậy Được anh đưa em đi ăn đồ ngon Em muốn ăn sườn rán Được còn kem nữa Được Anh đối với cô thật sự quá tốt Tốt chết đi được Cô cười đến vô cùng rực rỡ Mà bởi vì nụ cười của cô Anh cũng cười Cuộc sống như thế có muốn cầu gì Có muốn cầu điều gì Thời gian có thành quân nghị bên cạnh Mỗi tích tắc đều sinh động Mặc dù lượng công việc của anh rất lớn Bể bộn nhiều việc Nhưng anh vô cùng tỉ mỉ lại chu đáo Là ông xã được mọi cô gái trên trái đất này mơ ước Mỗi sáng sớm Được tỉnh lại trong ngực của anh Đúng là chuyện mỹ mãn nhất thiên hạ Cô yêu lại giường, nhưng anh vẫn sống đúng theo quy luật, mấy giờ rời giường, mấy giờ dùng bữa, đều có thời gian biểu chính xác. Vì vậy, chính nghĩa đấu với sâu lười, nhiệm vụ vĩ đại gọi cô rời giường, giao cho anh ánh vác. Thạch quân nghị, ngay khi hưởng tuần trăng mật với Mỹ Vi, đã phát hiện cô là một đại biểu siêu gấp yêu giường, cho dù báo thức to nhỏ thế nào cũng không có một chút tác dụng nào với cô. Chứ chưa nói với giọng nói ôn hòa của anh, đối với cô căn bản còn nên tác dụng phụ. Nhưng cô đụng phải là thạch quân nghị anh vô cùng tự nhiên xuất chiêu vì vậy lần đầu tiên trong lúc thạch quân nghị trừng trùng điệp điệp mãnh liệt công kích mà tỉnh lại mỹ vì xấu hổ sắp ngất đi rồi anh cứ tự nhiên có ở bên tai cô thủ thì anh thích em ở lại giường tốt nhất mỗi ngày càng tốt cô thừa nhận cô cũng thích phương thức gọi cô rời giường này mặc dù ừm um, có chút kịch liệt nhưng mà rất hạnh phúc vì vậy dưới sự đốc thúc nghiêm cần của thạch tổng giám đốc Cô tự nhiên chọc trời dung đất truyền nửa tháng không trễ một ngày. Việc này làm cho toàn dân phòng hành chính cảm rất không phải nhẹ nhất là chủ nhiệm đại nhân có lần khủng tĩnh một chút. Sao vậy? Một bàn tay to lớn vớt cô từ trong bể nước biển lên. Em còn chưa học được cách lấy hơi lặn trong nước như thế không thoải mái đâu. Hôm nay cô vẫn cuốn chặt lấy anh học bơi lội. Thành thật mà nói, anh đối với chuyện này không ôm mất cứ hy vọng gì bởi vì anh phát hiện trong hàng hà ra số những việc la mỹ tinh tiểu thư không am hiểu có đồng chí bồi lội ở mandiver nhiều ngày như vậy ngày ngày anh đều dạy cô nhưng sau 3 tuần anh không thể làm gì khác hơn là chấp nhận có thể trình độ sư phạm của anh quá thấp cho nên cô tận đến hôm nay vẫn chưa học được ngay cả nổi đơn giản nhất cũng không học nổi anh đối với sự nghiệp bơi lội của cô hoàn toàn hết hy vọng rồi nhưng mà người nào đó vẫn hưng phấn bừng bừng thất bại liên tiếp cũng không nản chí hôm nay lại tiếp tục lên đường. Nhưng càng ngày anh càng sâu sắc hiểu được, dạy cô học bơi, trở thành một chuyện đối với hai người mà nói là cực kỳ khó khăn. Đổ bầy kiệm vào trong nước biển ôm ôm ấp ấp, tứ chi tiếp xúc nhau, sau đó sẽ biến thành một hồi nóng bỏng hôn môi, âu yếm, vuốt ve, không lần nào chạy cả. Ánh mắt họ đối diện nhau, ngày càng phát ra lửa nóng, thời gian hai người ôm hôn càng dài hơn, hiện tại lực kháng cự của anh với cô càng ngày càng thấp tệ hại anh đối với năng lực tự chủ của mình hoàn toàn mất đi lòng tin rồi, nhưng mà vẫn phải dạy. Hôm nay thật là vui, vì sau vô số lần anh chỉ bảo, cô rút cuộc có thể miễn cưỡng bởi được một quãng, nhưng lại chọc cho anh bật cười bởi vì tư thế của cô thật sự quá hài hước rồi. Mặc dù không có một chút kỹ thuật nào cả, nhưng cuối cùng cũng đã tiến bộ rực rỡ rồi. Về phần lấy hơi, động tác này quả là có độ khó cao dọa người với cô, còn chưa nói tới hy vọng thành công cho nên mới nhìn thấy cô đột nhiên đem thân thể chìm trong biển nước anh bị dọa giật cả mình mỹ vi vừa nhấc con mắt đã nhìn thấy lồng ngực trần trụi của anh từng khối từng khối bắp thịt rắn chắc phân bổ đều đặn từng giọt nước động lại trên đó ánh mặt trời chiếu tới dường lên ánh sáng trong suốt thì ra xinh đẹp có thể thay cơm không chỉ dùng miêu tả phụ nữ thôi đâu giờ phút này thạch quần nghị để cho cô có một loại cảm giác đói khát điên cuồng dùng sức nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy đôi môi khổ khóc, thật muốn nhào tới đem những giọt nước đang chảy kia, từng chút liếm sạch sẽ. Hơn nữa, cô còn chậm rãi liếm. À, còn tiếp tục nghĩ tới nữa, máu mũi cô lập tức phun ra đó. Được rồi, cô thừa nhận. Hiện tại mỗi buổi tối, nằm ngủ trong ngực của anh, cô phát hiện đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Mỹ vì cô từ nhỏ tới giờ, đều thuộc dạng gối đầu chưa có ba giây, nên đi gặp chú công đánh cờ. Nhưng tối hôm qua nằm ở đó, cả một giờ đồng hồ cũng không ngủ được, chỉ có thể ngây ngốc ngắm khuôn mặt đang say giấc nồng của anh. Sau đó, cô hồn trộm anh đó. Cô giống như càng ngày càng sắc, càng ngày càng đói khát rồi. Như vậy thật không tốt đâu. Cô phải tỉnh táo lại, nếu không chưa tới một giây nữa sẽ bổ nhào vào người anh, áp đảo, sau đó ăn sạch sành xanh đó. Đúng, tỉnh táo một chút. Cô đẩy anh ra, thân thể ra sức nhào về phía trước muốn bơi cách xa một chút, hy vọng nước biển mát lạnh có thể giúp cô thanh tịnh. Nhưng chưa bơi được xa, cô lập tức cứng người bất động. Sao thế? Vẫn cẩn thận canh chừng nhất cử nhất động của cô. Thạch quân nghị lập tức chú ý tới cô, có gì đó không ổn. Vội vàng mở miệng hỏi, chỉ thấy tay chân cô khô loạn khắp nơi, khuôn mặt sung huyết đỏ bừng. Có phải bị trột rút rồi không? Đó là tình huống trong nước dễ xảy ra nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Nghĩ tới khả năng này, anh lập tức bơi về hướng cô. Anh đừng qua đây! Cô lớn tiếng ngăn cản anh, tay vẫn tiếp tục múa loạn trong nước. Mỹ Vy, em làm sao vậy? Nói cho anh! Thấy cô có thể nói chuyện bình thường, xem ra không phải chuột rút, nhưng anh dừng cách cô một đoạn ngắn vô cùng kiên nhẫn hỏi. Em... Đáng chết! Đi nơi nào? Đi nơi nào? Cô liệu chết tìm kiếm? Bất cứ chuyện gì cũng có thể nói. Em vẫn tìm không thấy, cô ấp a ấp úng do so sự một hồi lâu, sau đó rốt cuộc mở miệng. Em không tìm được đồ bơi. Anh là người cực kỳ thông minh, lập tức hiểu được trạng thái bây giờ của cô. Đồ bơi của cô chắc hẳn trong lúc cô bơi lung tung bị rớt rồi, bây giờ cô là toàn thân chân trụi Lập tức ngừng ngay mơ màng không nên kia, mặc dù anh biết rất rõ mình không có bao nhiêu tự chủ có thể dùng. Anh hít một hơi thật sâu, dịu dàng an ủi cô anh tới tìm giúp em không cần hoảng nơi này không có người khác người khác mỹ vi sợ tới mức lập tức bơi về phía anh lao thẳng vào ngực anh ôm chặt không chịu buông em sẽ không bị thấy chứ làm ơn ngàn lần vạn lần không thể được anh hung hăng hết một hơi bộ ngực sữa non mềm no đủ hiện tại đang không chút che giấu không ngừng cọ sát trên ngực anh loại kích thích này thật đúng là không phải chuyện đùa em không nên lộn xộn anh mau giúp em tìm đội bơi đi hai chân cô cốc chặt lấy hông anh dán chặt lấy anh chỉ sợ người khác nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của mình mỹ vì bình tĩnh một chút không có người khác a à, đó a à, đó cuối cùng cô cũng có thể từ trong bối rối bình tĩnh lại sau đó cảm thấy anh cùng mình a à, thật xin lỗi thật mất thể diện cô vội vã từ trên thắt lưng anh thụt xuống nhưng động tác ở trong nước không được linh hoạt trên thực tế chẳng khác nào cô ở trên thân thể của anh từng điểm cọ sát qua đáng chết chỉ cần là đàn ông sao có thể chịu được loại đau đớn cùng ngọt ngào này chứ anh tức khắc cầm chặt lấy cổ tay cô kéo cô vào trong lồng ngực cúi đầu chặn lấy môi cô những ngày này cô dần dần quen với nụ hôn của anh cũng yêu chết nụ hôn của anh đôi môi lập tức phối hợp mở ra nghênh đón mặc anh thăm dò bất kể là dịu dàng hay cuồng dã, chỉ cần là Thạch Quân Nghị mang tới đều có thể. Anh ôm chặt cô, đầu lưỡi nặng nề ma sát cô, đem tất cả những ấm áp hút lấy, tất cả những bí ẩn vội vàng mút qua. Ở trong miệng cô, anh nếm đến vị ngọt, cũng đem của chính mình mớm đến môi cô, nhìn cô ngoan ngoãn nuốt xuống. Đôi môi, khuôn mặt, cầm một đường đi xuống, liếm qua cổ, gáy trắng tinh của cô, khẽ gắn động mạch đang gấp gáp nhảy lên, Cô ở trên người anh dãy rủa nóng cháy, mỗi bộ phận trên cơ thể khát cầu yêu thương của đôi môi anh. Cô thật muốn anh hôn cô, không cần buông ra, nhưng mà bộ ngực của cô xứng đau khó chịu, muốn được anh hôn. Thầy quân nghị, ừ, thầy quân nghị. Một cỗ nhiệt lèn vào thân thể của cô, đánh thẳng tới, để cho cô khó chịu tới cực điểm, dù lại trống rỗng không biết làm sao, chỉ có thể vô lực rụi lờ trong ngực của anh, cọ cọ vào anh, gọi anh ừ ngoan không nên góp anh ăn ủi cô bị dáng vẻ gấp gáp của cô chọc cười a à, em cô khó chịu sắp khóc lên bụng vừa chua xót vừa mềm mại dường như cần thứ gì đó nhưng cô không biết chỉ có thể kéo tay anh tới bộ ngực của mình nơi đó sưng đau muốn được anh vuốt ve xúc cảm tuyệt mỹ truyền tới lòng bàn tay khiến cho cầm dưới của anh rắn chặt hơn dục vọng phía dưới sung mãnh khiến anh nổi điên để chữ anh có kích thích muốn ôm chặt cô, tách ra chân cô song thẳng vào. Nhưng là không được, nơi này không được. Bọn họ đang ở trong nước biển, mặc dù đây là biệt thự tư nhân, bãi biển riêng, nhưng dù sao vẫn là bán công khai. Hơn nữa anh không hy vọng, lần đầu tiên của cô lại ở trong nước biển, như vậy cô sẽ không thoải mái. Anh ôm chặt thắt lưng của cô, sau đó bơi vào bờ, ban công của nhà họ thẳng hướng hải vực này, may là rất gần, ôm cô ra khỏi nước trần của cô cuốn quanh hông anh, toàn bộ thân thể dính sát vào trên người anh, anh cứ như vậy ôm cô leo lên cầu thang. Đáng chết, thật là muốn chết. Mỗi một bước đi, mềm mại của cô cọ sát dục vọng nóng sực của anh, làm cho anh căng thẳng, đau đớn, loại này vừa sung sướng lại thống khổ, hành hạ, thật đúng là bức người nội điên mà. Còn chưa nói vật nhỏ nhiệt tình trên người anh, không chút ăn phận, dậy tới dậy lui. Nếu không phải, anh có siêu cường tự chủ, nếu không phải anh muốn đạt được lần đầu tiên của bọn họ thật hoàn mỹ, anh thật sự muốn cứ như vậy để cô xuống đất, trực tiếp làm. Chăm cay nhìn đắng, rốt cuộc đã đi tới phòng ngủ, cũng không có thời gian gột sánh nước biển trên người. Anh một phen buông cô ra ném lên giường lớn mềm mại, vội vàng áp lên ăn tươi nuốt sống đôi môi ngọt ngào đang khẽ xin gì kia. Nụ hôn này ấm ức thật lâu, khác biệt với bất kỳ nụ hôn nào trước kia, bởi vì bọn họ biết nụ hôn này sẽ mang bọn họ đi về hướng nào bàn tay nóng bỏng bá đạo to khỏe lưu luyến trên thân thể cô cô đã sớm hỗn loạn lý trí hoàn toàn biến mất tất cả chi giác đều đầu hàng trước đôi môi của anh nằm trọn trong bàn tay anh nò đủ đẫy đà bị nặng nề nắm chặt hồn bú bàn tay của anh một đường đi xuống mơn trớn thắt lưng tinh tế chạm tới dưới bộ quần nhỏ kéo xuống dưới rất nhanh trên người cô vật che đậy cuối cùng cũng bị rút đi cả người trần trụi nằm trên ga chảy giường trắng tinh Già thịt trắng như tuyết, ông ánh trong suốt, cô nằm ở đó, tóc dài xõa bên gối, đèn nhánh ướt át, đôi thút lê mượt mà, thắt lưng nhỏ nhắn, tinh tế, đẹp tới mức làm con người người ta đau nhói. Anh cởi sạch quần bơi của mình cúi người tới đây. Sợ sao? Anh dịu dàng thù thỉ bên tai cô, cô nhẹ nhàng lắc đầu, cô đã sớm không sợ, chỉ cần là anh, như thế nào cũng tốt. Cô khát vọng nằm trong ngực anh, thích được anh hôn âu yếm vuốt ve làm chuyện cực kỳ thất mật với anh bảo bối ngoan anh nhỏ giọng than thở nhẹ nhàng hôn lên chán mũi môi cằm mang theo dịu dàng say mê chết người tiếp tục hôn lên bộ ngực sữa của cô ưng ừ. cô khẽ rên lên non nớt nho nhỏ ngọt ngào mềm mại không tự chủ ưỡn thân đem chính mình ngập sâu vào trong môi anh mặc anh bú mút dịu dàng biến thành một loại hành hạ thạch quân nghị quả thật muốn nổi giận làn da của cô mịn màng như da trẻ con liếm láp một chút cô đều mẫn cảm run rẩy khiến miệng anh yêu thương không thôi ở trên thân thể trắng như tuyết của cô lưu loại dấu đỏ nhàn nhạt, nhạt, anh vì hạt nhỏ mềm mại như châu ngọc kia mềm mội đắm chìm thay phiền bú mốt cưng chiều thỉnh thoảng nặng nề cắn rước lấy tiếng kháng nghị ngọt ngào yêu kiều của cô từ miệng anh đứng thẳng lên cứng rắn như viên đá đầy đặn ướt át. À! Cô trần trọc riêng gì, cảm thấy trong cơ thể có một cỗ sóng nhiệt thẳng trào ra, bụng mềm mại cấp tốc căng thẳng, phập phồng, cô nóng quá, khó chịu quá. Anh nặng nề đè trên người cô, dùng đôi môi mình, bàn tay mình, từng chút thăm dò thân thể của cô, hướng dẫn cô. Làn da đen bóng cùng với trắng tuyết của cô, mãnh liệt kích thích thị giác, thân thể cô mềm mại, non nớt, cùng với khỏe đẹp rắn chắc của anh. Thật sự là kết hợp hoàn mỹ. Anh cúi đầu, hôn lên nơi ngọt ngào nhất của cô, từng chút một, kiên nhẫn dụ dỗ cô, cho đến khi cô gấp gáp ướn thân, điên cuồng uốn éo. Chất lòng ngọt ngào thấm ướt đầu lưỡi, bàn tay anh, anh biết cô đã chuẩn bị xong. ngẩng đầu, hôn lên môi cô, chia sẻ mùi vị của cô, nụ hôn kết thúc. Anh lưu luyến không rời, liếm qua cái môi nhỏ xinh, đôi mắt còn động lại mờ mịt, mê ly, êm ái nói thầm. Bảo bối không phải sợ. Cô nâng lên thân thể, đôi môi hôn đến lồng ngực trần trụi của anh, lưỡi nếm qua mùi vị của anh, nước biển hoặc cùng với mồ hôi mặn, hương vị khiến cô động lòng, ngừng đầu những nón ánh mắt anh. Em không sợ. Xinh đẹp, động lòng người, cô sẽ làm anh nổi điên mất. Chút lý trí còn sót lại của thầy quân nghị bị cô xé nát, thả ra dục vọng mãnh liệt của dã thú, tách chân cô ra. Bảo bối, hít sâu, đồi môi hôn chặt cô, sau đó tiến quần thần tốc. cô ở trong miệng anh kêu xen, cảm thụ loại đau đớn khoái cảm tích cực điểm, rất đau rất đau. đây là anh mang tới cho cô, rất ngọt rất thỏa mãn, tất cả đều là anh tặng cho cô. bão chướng đau nhói, ma sát điên cuồng, nước mắt không tự chủ chảy ra, cô ôm chặt anh, chịu đựng sự điên cuồng cưng chiều của anh bọn họ rút cuộc có thể hoàn chỉnh kết hợp cô thỏa mãn không còn sờ cầu suốt một tháng nghỉ ngơi nhàn nhã chỉ có hai người vui vẻ qua ngày đáng tiếc ngày tốt đêm đẹp thì cũng phải kết thúc cho dù vô cùng lưu luyến không muốn rời đi nhưng chỉ cần có anh bên cạnh cô cũng không có gì tiếc nuối khi máy bay từ Malay chậm rãi cất cánh tựa vào trong ngực Thái quân nghị nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ cứ nhỏ dần nhỏ dần khóe môi mỹ phi vẫn khẽ nhếch lên cô yêu mandiver yêu cây cối biển cát nơi đây yêu tất cả ký ức ngọt ngào của nơi này trở lại đài loan cuộc sống không khác biệt mấy so với trước kia nhưng kỳ thật bất đồng trái hướng nơi đó đi thẳng oa wow, anh thật lợi hại lại có thể phân biệt được phương hướng đó cô kéo cánh tay của anh vui vẻ nói cô còn lợi hại hơn rõ ràng là không biết đường còn nói cái gì mà bờ cát tuyệt đẹp trong truyền thuyết trọng điểm là người khác giới thiệu một câu cô cũng nghe không hiểu. Cùng cô một chỗ ngày sau sẽ rất vui vẻ nhưng cũng làm anh không nhịn được thở dài. Này, tổng giám đốc, nói chuyện nhé. Cô lắc lắc cánh tay của anh, đầu chui vào khuỷu tay của anh. Anh tức giận à? Không có. Đối với tính cách của cô, nhưng ngày ở chung như vậy, anh cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ cảm thán là mình hôm nay còn tin tưởng cô, dựa vào sức phán đoán của cô mà chạy loạn anh nên tự mình hỏi cả vợ chồng kia. Như vậy bọn họ sẽ không bị lạc đường, cô cũng có thể nhìn thấy bãi biển kia. Đúng nha, anh sống ở Mỹ, khẳng định nói tiếng Anh như gió, nói một hai câu cho em nghe chút nào. Em lại nghe không hiểu. Cô thật sự là nhân viên của Duệ Sang sao? Anh rất hoài nghi. Duệ Sang đối với yêu cầu tiếng Anh hình như không có thấp như vậy chứ. Ít nhất công văn nội bộ toàn dùng anh văn, cô có phải là trà trộn vào không nhỉ? làm gì phải nói như vậy chứ? Mỹ Phi bị đà kích rồi, bà vai rũ xuống. Cô thừa nhận là đầu óc mình rất đần, học cái gì cũng không tốt. Hồi đi học thi tiếng Anh, lần nào cũng rớt, đều phải thi hai lần. Thì lại mới qua, thật vất vả mới tốt nghiệp. Ban đầu vào công ty, phải nói là vận số cô tốt. Lúc phỏng vấn lại hợp mắt chủ trường nhiệm. Lúc phỏng vấn lại hợp mắt trường chủ nhiệm, quan tâm cô nên mới miễn cưỡng qua được cũng thật may là bộ phận hành chính của bọn họ cũng chẳng cần dùng tiếng Anh tiếng eo gì đó nên mới cho cô một đường đi vào 3 năm chưa gặp sai lầm gì. À là không ra cái bất hạnh to lớn gì mới đúng. Nhưng là Mỹ Phi, chính là La Mỹ Phi, cho dù bị đà kích cũng chỉ là một chuyện trong nháy mắt mà thôi. Một giây kế tiếp lập tức lại khôi phục tinh thần, gương mặt đến gần anh, lấy mắt đối kháng. Tổng giám đốc, anh biết không, trong phim Hàn thường có loại tình tiết đó đó. Anh trầm mặc, cảm giác mình không nói gì vẫn tốt hơn. Chính là nam chủ, cõng nữ chủ nha. Anh không trả lời, cô cũng không ngại, tự mình nói vậy. Mỗi lần thấy, em đều cảm thấy thật là lãng mạn. Anh nói xem, nếu như mà bây giờ, em nói với anh, chân em thật là đau, anh có bằng lòng cõng em hay không? Anh dừng bước, nhìn về phía cô, vẻ mặt mong đợi của cô ngước nhìn anh, trong mắt có lóe lên tia sáng nghịch ngợm, trầm mặc đi qua, anh lẳng lặng mở miệng sợ rằng không tốt ơ ờ, tại sao anh cúi người xuống ngắm sợ em phiền thôi cô cũng đi theo cúi đầu xuống ngắm một hồi lâu không hiểu được phiền gì cơ anh tự tay bàn tay dán lên bên trong bắp đùi cô từng điểm từng điểm hoạt động rốt cuộc cô hiểu rõ rồi cương mặt đỏ rực muốn lôi về phía sau lại bị anh ôm chặt tắt lưng tay cậu anh còn ở giữa chân cô lưu luyến tầm mắt chuyển qua ngực cô nếu như cõng em anh sợ sẽ không chịu nổi cô làm sao mà lại cho rằng anh là người nghiêm túc đứng đắn chứ hừ rõ ràng chính là đại sắc lang nếu như không phải cánh tay anh đang đỡ lấy lập tức cô liền sụi lơ trên đất rồi cô hôm nay một cái quần sóc ừm siêu ngắn nếu như mà anh cõng cô như lời cô nói như vậy tay của anh sẽ ạc à, mà bộ ngực của cô sẽ còn dán trên lưng của anh sau đó lại như anh nói trời ạ à, chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh sống động liên tiếp kia mặt cô cũng như lò mắt quái của thái thượng lãng quân rồi vậy em nói cho anh biết có muốn anh cõng em nữa không hứ anh tiến sát tới cô đôi môi anh vờn nhẹ trên gánh môi cô rất gần nhưng không có hôn cô ngay mà bàn tay trái vẫn như cũ ở trên đùi cô thong thả chậm rãi vút ve mà đến cho cô run rẩy mãnh liệt Cô run run không biết phản ứng như thế nào Chỉ có thể vô lực tựa vào người anh Cảm nhận Loại biểu tình trẻ con thuần khiết vô tội đó Anh làm sao chịu đựng nổi hấp dẫn đó chứ Đôi môi hôn lên bờ môi ngọt ngào của cô Nụ hôn này vô cùng nhiệt tình Cuồng giác cực điểm Cô thở hồn hển dựa vào người anh Mặc anh xuồng xá bốn phía ấn xuống hôn Đầu lưỡi dây dưa Mút cắn Bọn họ hôn càng sâu Không ngừng trao đổi nước miếng Bàn tay của anh chui vào trong áo sơ mi của cô tìm kiếm đụng lên quả tuyết lê trắng mềm cực mề người bàn tay của anh mang theo vết chai vuốt ve trên móng mềm mại của cô mang đến một cảm xúc ngứa ngáy tuyệt diệu cô ở trong miệng anh thở dốc không ngừng rét run mà nóng rực lần lần cùng vô lực hồn cô cảm giác quá tuyệt rồi anh ở trên môi cô than thở bàn tay không tự chủ được đi lên trên từ từ cởi ra khuy áo ngực của cô sau đó vòng qua trước nắn phần tươi tốt no đủ a à! bàn tay của anh cực nóng, vô cùng nóng, từ từ xoa nắn cô, bộ ngực của cô trở nên mẫn cảm đau đớn. Cô chưa quen thuộc với ham muốn xa lạ này, thân thể co rút tránh lui về phía sau, nhưng một bàn tay khác của anh vững vàng nắm chặt thắt lưng của cô, cô không có cách nào lui quân được nữa. Hạt hồng hồng mềm mại kia đang nảy lên trong tay anh, cảm thấy nó đang ở trong lòng ngón tay anh ưỡn lên, làm anh nặng nề thở dốc. A! À! Cô thét lên, đôi mắt ngấn nước, ngẩng đầu nhìn anh hồn nhiên vô tội Nên ngừng Lý trí của anh nói cho anh biết Nơi này không phải địa phương có thể thỏa sức Hơn nữa cô còn không quá lưu loát Loại người thờ non nớt đó Còn có sợ hãi theo bản năng Khiến cho anh tràn đầy thương tiếc Không bỏ được bắt nạt cô Nhưng cũng không thể không bắt nạt cô nữa Anh thở dài ôm chặt lấy cô Đỉnh dục vọng nóng sực đặt giữa bụng mềm mại của cô Giữa hồ hấp Đều đã là hơi thở ngọt ngào của cô Anh cố gắng khống chế mình không nên tiếp tục nữa. Mỹ Vi cứng trên người anh, cảm thấy bụng mình có một vật cứng rắn mà áp lực trầm trọng. Cô biết vật đó là gì? Cô cũng biết hiện tại anh đang ở tình huống gì, bởi vì trên tiểu thuyết đều có ghi, đàn ông vào thời điểm này mà hạm phanh, đối với thân thể dường như, ừm, không tốt lắm đâu. Cô ôm lấy cổ anh, mặt chun sâu vào, nỗ lực, cố gắng thật lâu mới tìm được dũng khí trở về, khẽ khẽ nói. Em không ngại không ngại giao mình cho anh, không ngại cùng anh tiếp xúc sâu nhất, chặt chẽ nhất. Từ khi đáp ứng kết hôn cùng anh, từ ngày đó bắt đầu, cô cũng đã biết hai người sẽ có một ngày này. Mặc dù dường như cô vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô, cô sợ đau. Nếu như thân thể của cô không run rẩy lợi hãi như vậy, anh cũng sẽ tin tưởng hơn một chút. Anh ôm lấy cô thật chặt, rốt cuộc cũng tìm được về tự chủ, đặt cô xuống, ở bên môi cô nhẹ nhàng hôn. Lần sau anh đối với cô hứa hẹn, cũng là đối với chính mình hứa hẹn. Có thất vọng, có ngọt ngào, anh đang cố gắng. Cô cảm nhận được anh tôn trọng cô, săn sóc cô, người đàn ông như vậy, đáng giá cho cô đặt cược trái tim. Cô cầm tay anh. Em muốn hỏi anh vấn đề hôm nay, anh yêu thích em sao? Tiếp tục ước hẹn của họ, mỗi ngày họ một vấn đề, anh hỏi cô tại sao thích anh, rồi hỏi cô cả điểm nhỏ trong cuộc sống của cô mà cô mỗi ngày chỉ biết hỏi anh cùng một câu nói Anh yêu thích em sao? Cho dù anh đều im lặng không nói Nhưng cô không có thất vọng Bởi vì cô phát hiện anh đang trần trừ Hơn nữa thời gian trần trừ càng ngày càng dài Nếu như có trần trừ Vậy thì chứng tỏ trái tim anh cũng theo thời gian từng chút Từng chút dao động rồi Điều này cũng rất bình thường thôi Dù sao anh yêu đồng dây thiến Coi như cùng cô ấy đã không còn khả năng nhưng tình cảm không thể chỉ vì anh kết hôn với cô mà biến mất lập tức được anh là người đàn ông chân thành chân thành đối diện với tình cảm của mình cũng chân thành đối diện với cô thạch quân nghị chưa bao giờ nói dối cũng vĩnh viễn không nói dối nhưng lần này không giống nữa anh trầm mặc thật lâu sau đó từ từ gật đầu cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn anh dường như không thể tin vào mắt mình anh vừa mới gật đầu đúng không cô không thể tin anh lần nữa gật đầu, sau đó kiên định nhìn cô mở miệng. Đúng vậy, Mỹ Vi, anh thích em. Vườn tay mơn trớn khuôn mặt của cô. Không biết nhiều bao nhiêu, nhưng anh biết rõ anh thích em. Ngắn ngủi hai tuần lễ trung động, cô hoạt bát, cô đáng yêu. Từng chút từng chút rung động anh, trái tim kia từng chỉ vì đồng thay thiến mà động lòng. Từ từ bị sự hồn nhiên của cô dao động. Cô có lẽ không xinh đẹp, không thông minh, nhưng cô vô cùng chân thật Một buổi tối ông cô ngủ Trái tim anh sẽ cảm thấy bình yên Nhìn ngắm khuôn mặt cô lúc ngủ Anh có cảm giác mãnh liệt Mình có thể cứ mãi mãi như vậy nhìn cô đến cuối cuộc đời Anh thích nghe cô nói chuyện Cô luôn làm ra một chút chú ý nghịch ngợm nào đó Luôn luôn thích ẩm ý anh Nhưng anh lại vô cùng hưởng thụ Cảm giác từng giây từng phút đi bên cạnh cô Cô mang đến cho anh cảm giác Hoàn toàn khác đồng dây thiến Đồng dây thiến giống như ngọn lửa Xinh đẹp chết người Tình cảm của bọn họ rất nhiệt tình, mãnh liệt. Cô ấy thích khống chế người khác, thích người khác làm theo ý mình. Nhưng Mỹ Vì thì khác. Cô giống như một dòng suối nhỏ, trong veo lẽ mắt lành, đơn giản mà thuần khiết. Cô vừa mơ hồ lại dũng cảm, có lúc không thể nào giải thích được. Nhưng cô cực kỳ chân thành, đáng yêu. Cô không thích chỉ tay năm ngón. Ngược lại, cô rất thích anh sai bảo. Dù là cho cô cầm văn kiện, cô cũng rất vui vẻ. Mặc dù cô chưa một lần cầm chính xác. Tình cảm của cô sẽ không giấu giếm Thích anh sẽ hoàn toàn biểu đạt ra ngoài Không sợ hãi bị thương tổn Không suy tính được mất Cô đối với vật chất yêu cầu cực thấp Chưa một lần cần này muốn kia Ngược lại là anh luôn cưng chiều cô hơn Đem tất cả tốt đẹp cho cô Chân chính cùng cô tiếp xúc Rất khó để không bị cô hấp dẫn Coi như không có bề ngoài xinh đẹp Coi như không có thông minh lanh lợi Nhưng cô có sự đáng yêu Có thể làm động lòng người anh thích cô tới hôm nay rốt cuộc có thể trả lời cô anh thích cô mấy ngày này mỗi ngày đều sẽ hỏi anh hỏi anh có thích cô không nhưng anh không có cách nào trả lời thích vậy đúng là thiến coi là gì không thích vậy vì sao chỉ cần nhìn thấy cô trái tim anh sẽ ngập tràn vui vẻ thấy cô cười anh sẽ vui vẻ thấy cô thỉnh thoảng bị anh chọc cho tức giận anh sẽ cảm thấy thật là đáng yêu hôm nay ôm cô anh tự nhiên không hề muốn dừng lại. Anh nghĩ muốn ôm cô, hôn cô, muốn tiến vào cô, cũng có kết hợp sâu nhất, muốn cảm thụ tất cả của cô. Có lẽ rất nhiều người đàn ông, cho dù trong hoàn cảnh không có tình cảm cũng sẽ muốn một người con gái. Nhưng những người đó không phải là anh. Anh phải yêu thích mới gần gũi. Anh thích cô, bị cô hấp dẫn, tự như trái đất, xoay quanh mặt trời vậy. Chỉ cần nhìn cô, chỉ cần có thể thấy cô mỉm cười, anh liền muốn ôm cô vào trong ngực. Tình cảm đó, nếu không tên là thích, vậy sẽ gọi là gì? Mỹ Vi kinh ngạc nhìn anh, cuối cùng cũng từ miệng anh nghe được từ thích kia, khiến cho cô có một loại xúc động muốn rơi lệ. Tựa như trải có bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng được nếm trải cây ngọt ngào, trái tim cô trong nháy mắt được hạnh phúc lấp đầy. Anh thích cô, anh nói thích cô, trời ạ. À. Tình cảm mãnh liệt ngập tràn trong lòng, cô vui vẻ chạy đến một bên, leo lên khối đá ngầm lớn, đôi tay khép chặt trước miệng, hổ thật to. Tôi yêu Mandiver, tôi yêu lạc đường. Xoay người lại, nhìn người đàn ông đang đứng đó mỉm cười với cô. Tôi yêu thầy quân nghị. Anh nên cảm thấy hành động như vậy thật ngốc, nhưng anh lại không khống chế được, khóe môi đang từ từ dâng cao. Cô trực tiếp cùng nhiệt liệt biểu đạt tình cảm của mình như vậy, lớn tiếng như vậy nói yêu anh. Anh thế nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc cánh tay của anh từ từ hướng cô mở ra. Cô hoàn hồ một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong ngực anh. Anh vững vàng tiếp lấy cô, ôm cô thật chặt. Gió nhẹ vần qua kẽ lá, từng nước nhạc nhẹ nhàng gầy lên. Bóng lá chập chờn chim hót véo von. Loài hoa không tên nở rộ giữa rừng sâu, đôi tình nhân ôm nhau. Hình ảnh này như họa như thơ. Người có tình trong trời đất, dù cho làng đường cũng đẹp động lòng người như vậy. Một khi tình cảm xác định, tất cả mọi chuyện cũng trở thành điều đương nhiên, hơn nữa còn là tự nhiên phải thế. Bọn họ ở chung càng thêm hòa hợp, càng thêm ngọt ngào, bất luận đi tới đâu, anh cũng sẽ nắm tay cô thật chặt. Thời điểm không có người, nụ hồn của anh càng ngày càng càng rỡ, càng ngày càng lửa nóng, cô quen thuộc hơi thở của anh, tất cả thuộc về anh. Đối với chuyện thân mật giữa hai người khác giới, dần dần chuyển từ sợ hãi thành mong đợi. Thậm chí cô còn mong đợi, anh không quân tử như vậy, có thể ôm lấy cổ cô, sau đó... À Cô lúc nào thì hư vậy rồi Trong đầu luôn nghĩ tới nghĩ tới mấy thứ này Như vậy không được đâu Cúi đầu vùi vào trong nước mát Muốn để cho mình thành trong cuộc sống của cô Có thêm một người Đó là ông xã của cô Thạch quân nghị là người nắm quyền cả tập đoàn Duệ Sang Có thể nghỉ ngơi Thư thả suốt một tháng dòng Theo cô đi tuần trong mật Đã dọa cô giận này mình rồi Coi như cô không hiểu biết Nhưng cô cũng rất rõ quản lý một công ty lớn như vậy anh nhất định là chật vật đến thời gian ngủ cũng không có. Thế nhưng anh lại nguyện ý đi cùng cô, thực ra là rất ngọt ngào rồi. Là Mỹ Vy, bảo cô đi cầm tập tài liệu, cô lại chạy đâu rồi hả? Tiếng cầm lên giận dữ truyền ra từ văn phòng, khiến mấy người khác hồn vía cũng bay lên mây. Hay, Mỹ Vy mất đắc dĩ thở than, xem đi đã nói rồi mà, cuộc sống của cô vẫn như cũ, có thay đổi bao nhiêu đâu trở lại Đài Loan, đến công ty trả phép đi làm, vì cô tạm thời xin nghỉ. Hơn nữa lại còn xin nghỉ trường ký như vậy, khiến chủ nhập giận dữ đến nổi trận lôi đình. Giống đến mức cô phải ôm đầu đi sơ tán. Vì vậy tất cả nhiệm vụ vinh quang đều rơi vào trên đầu cô. Tất cả chân lăng xăng cũng thuận tiện rơi vào trên đầu cô luôn. Được rồi, có hưởng thụ tự nhiên cũng có trừng phạt, cô hiểu mà. Ai bảo cô kiên trì không cho anh công khai thân phận của cô, không muốn từ đó về sau trong công ty mất tự nhiên cô thích cuộc sống hiện tại có bạn bè tốt có người quan tâm cô có đồng nghiệp thân thiện hiện tại có anh cô cảm thấy thật là hoàn mỹ nhưng mà chỉ là nếu như tiếng giống giận của chủ nhiệm có thể bớt đi vậy thì càng hoàn mỹ hơn rồi chủ nhiệm tài liệu ngày cần đây ạ à? vội vàng một đường lăng xăng vào phòng làm việc của chủ nhiệm cười đến vô cùng ngọt ngào đưa lên một sớ tài liệu chỉ là chạy lên lầu cầm tài liệu, cô đi mất nửa tiếng đồng hồ, thật sự là... Mã Hồng Minh tức giận, trừng mắt cầm lấy tài liệu, cúi đầu xem xét. Là Mỹ Vi. Tiếng sư tử giống đã thất truyền, nay có thể tái xuất sang hồ. Bảo cô đi cầm có tập tài liệu thôi, cô tự nhiên có thể cầm nhầm. Cô cả ngày lẫn đêm, trong đầu rút cuộc là nghĩ cái gì hả? Cô tự mình xem xét đi. Đầu đầy bụi đất, Mỹ Vi từ trong phòng chủ nhiệm đi ra. Tiểu Vi à, cháu còn tốt đó chứ. Một ly nước đưa tới. Mỹ Vi cảm kích nhận lấy, cười cảm ơn bác sư. Có phải vẫn còn chưa điều chỉnh trạng thái của kỳ nghỉ phép không hả? Chị Đồng cũng quan tâm hỏi. Vi, chị cầm tài liệu là làm sao? Có phải lại tán gẫu với Lily phòng tài vụ không? Buồn dưa cái gì? Nói cho em một chút đi. Như vậy cũng đoán được. Mỹ Vi lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trung Văn. Thôi khỏi, không cần phải sùng bái em quá thế đâu, bởi vì mỗi lần đi phòng tài vụ, em cũng đều tám chuyện với Lily mà. Chuyện của cô ấy nhất định là sớm vang chấp giật. Trung Văn tùy ý xua xua tay. Thì ra là như vậy, Mỹ Vi gật gù nghe giảng. Vậy bọn em tám cái gì thế? Đồng Tục Tuệ luôn miệng hỏi. Trung Văn ném thêm một câu. Có phải bàn luận về chuyện tổng giám đốc kết hôn? Phóc! một ngụm nước phì thẳng từ miệng Mỹ Vi ra ngoài, cô hò sặc sụa, mặt đỏ bừng bừng, không thở nổi. Thật là đứa nhỏ uống nước mà cũng sặc nữa. Đồng Thục tuệ thở dài, cầm lấy hộp khăn giấy đưa cho cô. Mỹ Vi mạnh mẽ rút máy tờ che miệng. Vi nói một chút đi, có phải hay không thế? Trùng Văn vẫn không thể ngừng thúc giục. Không có. Hò đến sắp tắt thở. Không. Trung Văn nhìn chằm chằm cô, không tin hỏi. Không thể nào không tám kích này. Gần đây, đề tài xuất xẻo nhất của công ty là bà xã của tổng giám đốc mà. À, à. Vi, chị không biết đâu, chị đã bỏ lỡ thời khắc ngàn năm cóp một. Đúng vào lúc cao trào phim thì lại xin nghỉ phép. Trung Tiểu Văn kéo Mỹ Vi vào bên cạnh, thần thiện tiếp tục. Tổng giám đốc đột nhiên thay đổi đối tượng kết hôn, thật đúng là kinh động toàn quốc. Tất cả mọi người đều to mò muốn chết. Rốt cuộc, Ai có thể lợi hại như vậy khiến tổng giám đốc đổi cô dâu chứ? Ặc, à, dùng khăn giấy che môi, Mỹ Vi cười vô cùng cứng ngắc. Nhất định là còn xinh đẹp hơn cả đồng dây thiến. Trung Văn chắc tay trước ngực thở dài. Ôa, à, chỉ có thể là cô gái xinh đẹp thiên tiên mới có thể xứng đáng với tổng giám đốc anh minh thần võ của chúng ta. Còn xinh đẹp hơn đồng dây thiến, Mỹ Vi đầu cúi thấp. Quá đáng nhất là cả công ty lại chỉ mỡ hổ thư ký với cô dâu là ai. Chị ấy bình thường tám chuyện thì rất dễ tính, nhưng mà chuyện này thì câm như hến. Chị không biết cả tháng nay em bỏ bao công sức nói ngon nói ngọt, thế mà một chữ cũng không nhạ, ghế tớm. Cảm tạ hổ thư ký, Mỹ Phi nước mắt lưng tròng Hủy bảo hôn lễ đã định sẵn, không khách quý, không truyền thông. Tổng giám đốc tự nhiên không một tiếng động đổi cô dâu liên kết hôn. Trời ạ, à, chứng tỏ có bao nhiêu quyết tâm mới làm vậy cô dâu rút cuộc là thần thánh phương đào, có thể mê đảo tổng giám đốc như vậy cái đó mỹ vi khẽ giơ tay lọt được vào mắt xanh của nữ hoàng mắt quái mới vội vàng hỏi đồng tiểu thư đó không nói gì sao rõ ràng đồng giai tiến biết rất rõ là ai sao lại không nói ra còn có những cô gái kia làm sao tin tức triển để phong tỏa ở đây thạch quân nghị có can thiệp sao trung văn lập tức bàn tặng cho cô ánh mắt khinh bỉ em xin cô ta làm sao có thể mở miệng đây nghĩ một chút đi đồng danh thiến vênh vênh váo váo như vậy lần này tự nhiên tại hôn lễ bị đoạt chú rể hận kia còn chưa nuốt trôi sao còn mặt mũi nào mà nói cô dâu là ai chứ ngày thiên hạ đồn là đi châu âu giải sâu rồi thì ra là vậy mỹ vì gật gật đầu thả đá trong lòng cũng rơi xuống xem ra những cô gái kia không có ra ngoài nói linh tinh cũng là do đồng tiểu tư ban tặng thôi uy lực của nữ vương cho tới bây giờ cũng không nhỏ thật là may thật là may cô vô cùng cảm tạ tính khí này của đồng tiểu thư cho nên mỹ vi cô cho tới nay vẫn êm đềm qua ngày hừ nghĩ một chút cũng đáng đời tính khí cô ta như vậy tổng giám đốc của chúng ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy hiện tại rút cuộc tình ngộ thoát ly biển khổ âu cũng là chuyện tốt mỹ vi lao lòng mồ hôi thật ra thì không có chị không biết có bao nhiêu người trong công ty đốt pháo ăn mừng vì tổng giám đốc không có cưới đồng lại thiến đâu chỉ cần nghĩ tới cô ta trở thành phu nhân của tổng giám đốc em đến cả chân tóc cũng lạnh đồng tiểu thư cũng không có đáng sợ như vậy đâu tại sao không có trung văn hung hăng trước mắt nhìn cô cô ta nhìn thấy chúng ta chỉ dùng cầm để xem giờ giờ phút phút đều khinh thường liếc mắt nhân viên nào chào hỏi cô ta cô ta đều hừ một tiếng không thèm đáp mà trung văn bất mãn với đồng giải thiến như vậy là do có lần bị đồng tiểu thư sẽ bảo đi mua cà phê, mệt nhọc đến mồ hôi đầy đầu, lại bị mắng là vô dụng, chân tay chậm chạp. Hừ, thiên kim tiểu thư thì rất giỏi sao, liền xem thường nhân viên quen như bọn họ, cũng không cần tới công ty sao. Hay, Mỹ vì than thở, xem ra nếu không phải ngày đó cô có một màn kinh thiên động địa trước mặt đồng giai thiến, sợ rằng mắt đồng tiểu thư ngàn năm cũng không thấy được cô ấy chứ. Như vậy làm gì có được những sự kiện tiếp nối đây? phải nói là cảm thán cho ông chơi sắp đặt tài tình quá đi. Còn muốn dân lê hả? Mã Hồng Minh từ trong văn phòng đi ra thì triển công phu sư tử giống. Mỹ Vi, ta bảo cô đi lấy tài liệu, tại sao cô còn ở chỗ này muốn xưa hả? Vì vậy, nhân viên nhỏ bé số khổ ôm đầu chạy như bay, đi lấy tập tài liệu cho chủ nhiệm. Cuộc sống như này mới là cô quen thuộc cùng yên lòng, bên môi Mỹ Vi ghét cười, trong lòng tràn đầy vui vẻ, nhấn xuống thang máy tầng 15. Mặc dù cô có một xíu nhớ anh, được rồi được rồi, cô thừa nhận cô rất 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 vô cùng nhớ anh. Sau khi trở về từ Mandiver, một phút cũng không hơn, anh trực tiếp phải bay về Mỹ, bởi vì bên kia còn có rất nhiều việc anh phải xử lý, chuyến đi này tròn một tháng. Đã thành thói quen, mỗi ngày có anh bên cạnh, đột nhiên vắng bóng anh, một ngày của cô trôi qua thật khó chịu cùng nhung nhớ. Mặc dù mỗi ngày buổi tối trước khi cô ngủ, anh đều gọi điện cho cô, nói chuyện phiếm với cô. Cho dù là nghe cô kể một ít chuyện nhỏ nhặt vụn vặt, như là bị chủ nhiệm mắng, như là trên đường gặp người đánh nhau. Hôm nay ăn được món nào ngon, anh vô cùng kiên nhẫn, nghe xong cô thao thao bất tuyệt. Hơn nữa cũng không chê cô phiền, vẫn chờ đợi cho đến khi cô buồn ngủ mới cắt điện thoại. Hiện tại mỗi ngày, việc cô chờ đợi nhất chính là buổi tối chờ điện thoại của anh. Anh là một ông xã hoàn hảo, dịu dàng, trạng, tính tình tốt, vô cùng nhẫn nại. Anh tôn trọng ý kiến của cô, săn sóc nhu cầu của cô. Cô thích phần quan tâm này của anh, không bởi vì công việc của cô không quan trọng. Cô muốn nhân nhượng anh, anh luôn vì hôn nhân của hai người mà cố gắng. Cô biết anh liều mạng làm việc vì có thể sớm một chút gặp mặt cô. Phần tâm ý này của anh cũng đủ để cho cô cực kỳ cảm động. Dù có là hiện tại anh mới chỉ đang thích cô, còn chưa có yêu, cô cũng sẽ không cảm thấy khổ sở. Ít nhất anh chịu cố gắng, cô cũng đã rất thỏa mãn rồi. Cuộc sống như thế, cô cảm thấy cuộc sống như vậy chẳng còn ao ước gì thêm. Dĩ nhiên, nếu có anh bên cạnh, vậy càng hoàn mỹ hơn rồi. Cuối cùng cũng đưa được tài liệu chính xác cho chủ nhiệm, mặc dù vẫn bị ông mắng thối đầu, nhưng cô vẫn vui vẻ. Nhưng cô vẫn rất vui vẻ, cô biết chủ nhiệm vẫn luôn chăm sóc cô, coi như mắng mỏ nhưng vẫn che chở cho cô, để cho cô có thể ở tập đoàn duyệt sang lớn như vậy an tâm làm việc, hơn nữa rất vui vẻ thật ra thì nghĩ ngợi một chút cuộc đời của cô luôn rất may mắn không xuất sắc lại không có công việc tốt mặc dù cấp trên hung dữ nhưng kỳ thật rất mềm lòng đồng nghiệp mặc dù yêu bát quái nhưng mọi người sống hòa hợp không có lục đục đấu đá hơn nữa cũng rất quan tâm cô may mắn nhất chính là tự nhiên cô có thể gà được cho thạch quân nghị a à, nếu yêu cầu nhiều hơn nữa có thể giảm phúc hay không đây mồ hôi trong điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô thấy hiển thị là hồ thư ký, lập tức nhận. Chị Lâm! Hồ thư ký tìm cô có chuyện, bảo cô lên văn phòng. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa, cô liền hướng thang máy đi tới. Mỹ Vy rất cảm kích hồ thư ký, mặc dù biết cô gà cho tài quân nghị, nhưng thái độ của chị Lâm với cô cũng không có nhiều thay đổi, vẫn như trước, thường hay giễu cợt, trêu chọc cô. Cô vẫn thích thoải mái như vậy, cũng rất hưởng thụ. Chị Lâm, chị tìm em à! Vừa vào thấy cả phòng thư ký to như vậy Chỉ có mỗi mình chị Lâm Xem là những người khác đi ăn hết rồi Ừ hồ Lâm cúi đầu giống như bể bộn nhiều việc Giờ tay lên đưa phần văn kiện cho cô Chị hiện tại đang rất bận Em giúp chị đưa cái này Cầm vào phòng tổng giám đốc Dạ Cô nhận lấy thêm mấy phần kích động Có thể đi vào phòng làm việc của ai đó Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi Mặc dù ai đó không có mặt ở Đài Loan Nhưng chỉ cần nhìn thấy địa bản riêng của anh loại cảm giác đó thật khó diễn tả. Đẩy cửa chính ra, thấy người kia đang đứng bên cửa sổ mỉm cười nhìn cô, đôi mắt lập tức mở lớn, vui mừng thét to. Tiện tay ném văn kiện đi, nhanh nhẹn chạy về phía anh, tung người nhảy thẳng vui vào trong ngực anh, vui vẻ la lên. Anh đã về, anh đã về. Thạch quần nghỉ ôm chặt cô, cảm nhận được hơi thở ngọt ngào quen thuộc của cô, nội tâm sộc lên một cảm giác thỏa mãn sâu sắc. Ừ, anh đã về em rất vui, em rất vui. Cô ngồi thẳng lên, đôi môi điên cuồng hôn trên khuôn mặt anh. Anh thật sự trở về, em rất vui đó, tổng giám đốc, anh thật sự trở lại. Niềm vui đơn thuần thẳng thắn của cô lây nhiễm tới anh, trên môi anh cũng treo nụ cười, bởi vì nụ hôn tùy ý của cô đợi cô chơi đá, sau đó cúi đầu hôn trả. Anh mút chặt lưỡi cô, yêu thương say đắm, hút, cắn, ngậm, liếm, dạy cô thế nào lấy lòng anh, để lưới anh cùng cô ma sát. Anh ôm chặt cô, bàn tay nâng lên cặp mông đầy đạn để cô chặt chẽ anh hơn. Thân thể của cô ngày càng nóng, nhiệt độ cơ thể vì hôn nhiệt tình mà càng ngày càng tăng, thân thể cũng mềm nhũn, gương mặt hồng rực, hô hồ hấp dồn dập, cúi đầu trong ngực anh hừ nhẹ. Nơi mềm mại kia của cô khiến lòng anh đau, mỉm cười suốt cả tháng trời xa cách. Mỗi đêm cô đều ghé vào tay anh làm nũng, nói nhớ anh để cho lòng anh cũng mềm như nước. Thật ra thì nhung nhớ Làm sao chỉ có một mình cô Suốt một tháng trời Ngày đêm làm bạn Anh cũng đã quen có cô nghịch ngợm Cổ quái, cổ mờ hồ Còn có cái miệng nhỏ nhắn ồn ào của cô Sau khi tách ra Anh phát hiện mình cũng nhớ cô Không có cô bên người Khiến anh cảm thấy cái gì cũng đều trống vắng Đối với cô Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có ảnh hưởng lớn như vậy Mặc dù khiến anh giật mình Nhưng anh vẫn vô cùng nhức nhớ có thể vì cô vợ bé nhỏ này nóng ruột nóng gan có thể nhớ nhung hồi tưởng về cô cũng là một chuyện rất ngọt ngào vì sự ngọt ngào này làm anh làm việc ngày đêm không nghỉ chỉ vì ngày hôm nay có thể trở về đài loan có thể nhìn thấy cô em nhớ anh nhớ anh mỹ phi ở bên môi anh hồn hền, đôi mắt mờ mịt hơi nước rất nhớ anh nha tổng giám đốc anh thừa nhớ